Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 36. Nhân tài thi tộc cũng thật đông đúc. Bạc tốt, Triệu Bân đột nhiên thốt ra một câu như vậy. E rằng trong mắt hắn, tất cả mọi người đều giống bạc. Đám người thi tộc này trong mắt hắn cũng giống như những thỏi vàng bạc biết chuyển động. Thiên Vũ nghe vậy thì không biết phải nói gì. Sở gia đại tiểu thư nghe vậy thì cảm thấy rất bực mình. Tiền, 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 người suốt ngày chỉ biết đến tiền mà thôi. Đám người thi tộc làm việc rất năng suất, không lâu sau liền tạo xong trầm quan đại trận, bọn chúng lấy cỗ quan tài làm trung tâm, đông tây nam bắc đều có một tòa tế đàn. Đội hình thi triển gồm 12 người thi tộc chia làm 3 người một nhóm hợp lực chấp trưởng một tế đàn. Sở Vô Xương và Thiên Vũ lặng lẽ quan sát. Đám nhân tài thi tộc này trong bụng có đủ mọi loại thủ đoạn. Thuật pháp của thi tộc là thứ mà ở Thiên Tông bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bởi vì từ rất nhiều năm trước đã bị hoàng tộc liệt vào hàng bàng môn tà đạo. Nguyên nhân chính là bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy cho nên bọn họ mới cảm thấy nó đặc biệt mới lạ. Chỉ có một mình Triệu Bân là rất bình tĩnh. Cái tên này đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn trong cuộc đời. Trầm quan. Đám người thi tộc trăm miệng một lời, cùng nhau kết một loại ấn quyết. Ông, bọn chúng vừa dứt lời thì trên 4 tòa tế đàn đều có trận văn lưu chuyển. Cỗ quan tài kia cũng ông chấn động, cho bụi 5 tháng bám trên quan tài cũng rơi ra từng mảng. Thật xuất sắc quá. Triệu Bân thầm thở dài rồi lấy ra Bá Vương cung, hắn không biết chiếc quan tài kia có lai lịch như thế nào, nhưng hắn biết chiếc đàn đá ở bên trong quan tài chắc chắn không phải là vật tầm thường, không thể để cho thi tộc lấy đi mất. Vào thời khắc mấu chốt hắn sẽ lén bắn ra một mũi tên, Thiên Vũ và Sở Vô Xương ở bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông, cỗ quan tài vẫn đang run rẩy kịch liệt. Sắc mặt của đám người thi tộc bên kia không hề tốt một chút nào, bọn chúng dùng sức đến mức cả khuôn mặt đều đã đỏ lên gay gắt, bởi vì cỗ quan tài này quá nặng, nặng như một ngọn núi lớn, bọn chúng có 12 người cùng nhau ra tay nhưng vẫn không thể lay chuyển được nó. Mở cấm pháp. Tên cầm đầu đám người thi tộc quát lớn, cắn răng kiên trì. Ngay lập tức đám người thi tộc đều thay đổi ấn quyết, khí thế bạo tăng, trên ấn đường của kẻ nào cũng hiện lên một ký hiệu, từ ký hiệu bốc lên âm khí cuộn cuộn. Xem ra nếu như không chuyển được cỗ quan tài kia ra ngoài thì bọn chúng cũng sẽ không rời đi. Cố gắng của bọn chúng đã không uổng phí. Bọn chúng đã có thể lay chuyển được cỗ quan tài. Ông một tiếng, cỗ quan tài cổ xưa lại run lên. Sau đó, tầng tầng ánh sáng đen lại lan tràn ra. Phụt, phụt, phụt. Những tiếng hộc máu vang lên, 4 tòa tế đàn của trầm quan đại trận đã bị nổ tung, đám người thi tộc đứng chấp trưởng cũng bị chấn bay. Bọn chúng còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã tiếp tục bị tầng tầng ánh sáng màu đen đánh trúng thân thể. Hự, mấy người Triệu Bân cũng bị ảnh hưởng, chấn động đến mức phải bay ra ngoài. Cục diện sau đó trở nên hết sức lúng túng. Đám người thi tộc chật vật đứng dậy, sau khi đứng dậy bọn chúng cũng không nhìn về phía cỗ quan tài mà nhìn về phía 3 người Triệu Bân, trong chớp mắt cảm thấy sửng sốt. Thì ra ở đây vẫn còn có kẻ khác đang ẩn nấp, nếu như không có tầng tầng ánh sáng đen kia bức bọn họ nhảy ra thì bọn chúng đến tận bây giờ cũng không biết. Rắc rối rồi. Triệu Bân đứng dậy vững vàng, trong lòng thầm tặc lưỡi. Hắn vốn định đánh lén nhưng lại bị buộc phải nhảy ra. Có quỷ mới biết được tại sao đám người thi tộc này lay chuyển một cỗ quan tài mà cũng có thể khiến cho bọn họ bị tầng tầng ánh sáng đen kia chấn động đến mức bị buộc phải nhảy ra ngoài. Hiện giờ cục diện đã trở thành mặt đối mặt. Các ngươi là ai? Tên cầm đầu đám người thi tộc hừ lạnh hỏi. Đám người thi tộc còn lại cũng không hề nhàn rỗi, bọn chúng đều đã tìm một vị trí để bao vây 3 người Triệu Bân. Về phần cỗ quan tài kia thì tạm thời gác qua một bên. Nếu như bọn chúng muốn mang được bảo vật ra ngoài thì trước tiên phải thu dọn nơi này sạch sẽ. Huyết Y Môn, La Sinh Môn, Tộc Ám Giả, đám người Triệu Bân cũng thật thú vị, 3 người nói ra 3 đáp án khác nhau. Vừa dứt lời thì bọn họ liền liếc mắt nhìn nhau, trong thời khắc mấu chốt sao lại không ăn ý như vậy chứ? Ông, đáp lại lời bọn họ lại là những tiếng ông. Đám người thi tộc đều đã thi triển thuật trầm quan khiến cho quan tài trồi lên khỏi mặt đất, bên trong quan tài tất nhiên là thi khôi, mỗi một người điều khiển 2 thi khôi cho nên trên mặt đất lúc này đã trồi ra 24 cỗ quan tài, cộng thêm 12 kẻ thi thuật thì không còn gì bất ngờ nữa, 3 người Triệu Bân phải đánh nhau với 36 tên ở đây.
Đội hình này có thể nghiền nát ba người bọn họ thành cho bụi. Phá thuật trầm quan. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức, phần lớn những cỗ quan tài vừa trồi lên đều chìm xuống. Vậy cũng được sao? Cả Sở Vô Xương, Thiên Vũ cùng đám người thi tộc đều choáng váng. Tuy nhiên, khả năng của Triệu Bân cũng có hạn, trên mặt đất vẫn còn 10 cỗ quan tài, dựa vào kích thước và khí thức mà nó toát ra thì chắc chắn là thi khôi cấp địa tạng, cộng thêm 12 kẻ thi thuật của thi tộc thì bọn họ vẫn phải chiến đấu với 22 tên. Cơ ngân của Thiên Tông. Tên cầm đầu đám người thi tộc âm trầm cười, dường như hắn ta đã nhận ra Triệu Bân. Triệu Bân hơi nhướng mày, che giấu tốt như vậy, làm sao hắn ta có thể nhận ra? Sao không nhận ra được, uy lực của ngươi đáng sợ thế cơ mà. Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của tên cầm đầu đám người thi tộc kia. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tên thi tộc thứ hai âm hiểm cười nói, hai mắt cũng sáng lên. Đã nói mà, bên trong di chỉ ma vực sao lại có một đứa trẻ chứ, quả nhiên nó là cơ ngân của Thiên Tông đã bị cải lão hoàn đồng. Tên nhóc này chính là một tòa bảo tàng, toàn thân đều là bảo bối, thi tổ còn từng nói với bọn chúng rằng muốn bắt tên nhóc này trở về nghiên cứu một phen, không ngờ bọn chúng lại có thể gặp được hắn ở đây. Để ta xem thử phải xử tên nào trước. Triệu Bân hung hãn nhìn thẳng vào từng tên thi tộc. Thiên nhãn của hắn lóe lên ánh sáng huyền dị. Không có động lực thì thiên nhãn của ngươi chỉ là vật trang trí. Tên thi tộc thứ ba nhếch miệng cười. Hắn ta cũng có thiên nhãn cho nên có thể cảm nhận được thiên nhãn của Triệu Bân mặc dù lóe ra ánh sáng huyền dị nhưng kỳ thực lại thiếu thốn động lực, căn bản không thể thi triển được bí thuật. Nếu như còn đủ động lực thì ta nhất định sẽ thuấn thân giết chết con mợ ngươi. Triệu Bân ho khan một tiếng, cũng cảm thấy rất lúng túng. Hắn vốn định dùng thuấn thân tuyệt sát hù dọa đám người này một phen nhưng xem ra vẫn không thể che giấu được nhân tài của đối phương. Cũng không thể trách được hắn. Sau khi đánh một trận với Nguyên Thương thì hắn cũng đã tiêu hao hết động lực. Một lát nữa nhớ chạy cho nhanh đó. Triệu Bân nhỏ giọng nói với Thiên Vũ và Sở Vô Xương. Thiên Vũ và Sở Vô Xương không phản đối, không cần Triệu Bân nhắc thì bọn họ cũng sẽ nhanh chân chạy. Hôm nay không nên kéo bè kéo lũ đánh nhau chính là tự ngược thân. Xuyệt! Triệu Bân ra hiệu cho Sở Vô Xương và Thiên Vũ im lặng. Không thể làm kinh động đến đám người thi tộc. Hôm nay sắc trời không tốt, không nên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sở Vô Xương liếc mắt bực mình nhìn hắn, chuyện đó chỉ có mình ngươi nghĩ ra thôi hay sao? Quan tài ở đâu ra? Thiên Vũ lẩm bẩm, vẫn dán mắt vào chiếc quan tài cổ, trong mắt lóe lên tia sáng. Trước khi đến, Linh Lung đã kể cho hắn ta nghe rất nhiều chuyện. Trước họ có rất nhiều người của Hoàng tộc và Thiên Tông đã bước vào di chỉ ma vực. Hầu hết đều là các trưởng lão dưới 20 tuổi của thế hệ trước, nhưng mọi người cũng chưa từng nói ở nơi này lại có một cỗ quan tài. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đám người thi tộc đã tiến vào cách đó không xa. Hai kẻ đi bên phải và bên trái đều là võ tu cảm chi hình, vừa bước vào sơn cốc là bọn chúng đã xem xét khắp nơi, đề phòng có nguy cơ để cấp báo cho đồng bọn. Đáng tiếc đạo hạnh của bọn chúng vẫn còn kém. Ít nhất thì bọn chúng vẫn còn kém hơn rất nhiều so với nhóm võ tu cảm chi hình của Nguyên Thương. Mấy người Triệu Bân chỉ đứng cách bọn chúng chưa tới vài chục trượng nhưng bọn chúng thậm chí còn không cảm nhận được một chút khí tức nào. Cũng khó trách bọn chúng, trên người của ba người Triệu Bân đều có dán bùa che lấp cao cấp cho nên có thể ngăn cản cảm chi lực của võ tu cảm chi hình. Sớm biết thế này thì ta đã gọi cả Phượng Vũ tới đây. Trong lòng Triệu Bân thầm nói, Phượng Vũ cũng là một võ tu cảm chi hình. Hơn nữa đó còn là thiên phú bẩm sinh của cô ta. Xét về cảm chi lực thì hắn không bằng cô ta, thế mà đám gà mờ này còn không bằng hắn. Quan tài. Đám người thi tộc dừng lại, cặp mắt của tên nào cũng sáng lên. Đám đào mộ chuyên nghiệp này có sự yêu thích đặc biệt đối với quan tài, hoặc là nói, bọn chúng có sự yêu thích đặc biệt đối với những thi thể cổ xưa bên trong quan tài. Thi thể càng lâu năm thì bọn chúng càng phấn khởi. Vừa nhìn thấy quan tài thì còn cảm thấy thân thiết hơn nhìn thấy mẹ ruột. Nhưng bọn chúng cũng không ngu ngốc hành động hấp tấp. Giữa đường đi lại có một cái quan tài chắn lối, chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy quỷ dị, nếu như nói xung quanh không có cạm bẫy tai quái thì chỉ có quỷ mới tin. Đi xem thử đi, tên cầm đầu đám người thi tộc thản nhiên nói. Nhận lệnh, tên thi tộc thứ 9 rón rén cầm kiếm bước ra, thuận tiện còn triệu hồi ra hai thi khôi đi bên cạnh. Nếu như giữa đường gặp phải biến cố thì hai thi khôi này sẽ che chắn ở phía trước cho hắn ta.
khi hắn ta đi tới chỗ cỗ quan tài thì cũng không thấy có việc kỳ quái gì phát sinh. Hắn ta cũng giống như phân thân của Triệu Bân, đi vòng vòng quanh quan tài nhiều lần nghiên cứu hoa văn trên quan tài, từ hoa văn trên quan tài xác định niên đại và thân phận của người trong quan tài. Phát hiện được gì rồi? Tên cầm đầu đám người thi tộc quát lên hỏi. Ít nhất phải 5.000 năm, tên thi tộc thứ 9 vội vàng nói. 5.000 năm, đám người thi tộc còn lại nghe vậy thì đều khiếp sợ không thôi. Vẫn là thi tộc chuyên nghiệp nhất, Triệu Bân tặc lưỡi. Trước đó phân thân của hắn cũng đã từng nghiên cứu qua quan tài nhưng không thể xác định được niên đại của nó, vậy mà thi tộc chỉ cần nhìn một cái là ra, người xưa nói rất đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, đám thi tộc này đào càng nhiều mộ thì tất nhiên sẽ càng thu được nhiều kiến thức. 5.000 năm, Thiên Vũ cũng tặc lưỡi. 5.000 năm. Ngay cả cụ rùa cũng thành tinh. Nếu như tính toán một chút thì có thể thấy cỗ quan tài này đã xuất hiện từ thời man hoang. Ngẫm lại thì cũng không sai, bất diệt ma quân chính là vị vua có tài trí hơn người và mưu lược kiệt xuất ở thời man hoang, mà nơi đây lại là di chỉ ma vực, bên trong có một cỗ quan tài niên đại 5.000 năm cũng không có gì kỳ quái, chỉ là không biết tại sao nó lại được đặt ở nơi này mà thôi. 5.000 năm, đám người thi tộc phấn khởi không thôi. Tuổi tác của thi thể càng cao thì càng hiếm có. Cứ thử tưởng tượng một xác ướp cổ 5.000 năm nếu như có thể luyện thành thi khôi thì sẽ có bao nhiêu cường đại, nói không chừng thi thể này còn là thi thể của một cường giả thiên võ, đối với bọn chúng mà nói thì đây chính là một báu vật vô giá. Á! Tiếng kêu rên thảm thiết đột nhiên vang lên nghe hết sức thê lương. Đó là tiếng kêu rên của tên thi tộc thứ 9, hắn ta rất kích động cho nên đã vươn tay ra vuốt ve bên ngoài cỗ quan tài. Nhưng khi vừa chạm vào thì lại bị một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ đánh trúng khiến cho hắn ta nổ tung thành một vũng máu thịt be bét, ngay cả hai thi khôi của hắn ta cũng đã bị nổ chết. Chuyện này, đám người thi tộc đang chuẩn bị vào đến đều đồng loạt đứng khựng lại. Cỗ quan tài này thật quá quỷ dị, vừa sờ một cái là đã phải chôn thây ở đây. Cấm chế bảo vệ. Tên cầm đầu đám người thi tộc cau mày nói. Một cỗ quan tài 5.000 năm tuổi sao có thể không có cấm chế được chứ? Là do bọn chúng quá vui sướng tới mức xem nhẹ nguy hiểm xung quanh. Cũng may là khoảng cách của bọn chúng đứng vẫn còn khá xa, nếu không thì tất cả đã bị nổ chết rồi. Ta thật cơ trí. Triệu Bân xoa xoa hai bàn tay nhỏ, nhìn thấy vậy cũng sợ hãi mất một lúc. Cho nên mới nói, ngày sau làm chuyện gì cũng nên để cho phân thân đi trước. Người có biết quan tài này thuộc về ai không? Sở Vô Xương hỏi. Triệu Bân lắc đầu. Ngay cả đám chuyên đi đào mộ cũng không nhìn ra được thì đừng nói tới một kẻ gà mờ như hắn, cũng không biết là kẻ nào nhàn rỗi như vậy, ở nơi đây lập ra một cái bẫy lớn, chôn một cái đàn đá ở trong quan tài. Nhanh lên! Đám người thi tộc bắt đầu bận rộn, vội vàng tạo tế đàn, khắc trận văn. Mặc dù Triệu Bân không biết bọn chúng định làm gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành. Nói không chừng bọn chúng còn đang nhất quyết muốn đem cỗ quan tài này ra ngoài. Đúng là con người, thứ gì thật sự quý giá cũng không biết. Nguyệt thần liếc nhìn rồi nói ra một câu, cô ta là thần cho nên tất nhiên có thể nhìn thấu mọi chuyện, cỗ quan tài kia không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là cây đàn đá ở bên trong đó, nó không phải là vật trong nhân gian mà là vật của tiên gia. Đừng nói là đám tiểu bối thi tộc, thậm chí ngay cả thi tổ có đích thân tới đây thì cũng không thể nào lay chuyển được cỗ quan tài này. Trầm quan đại trận, Triệu Bân lầm bầm. Hắn đã hiểu đám người thi tộc kia định làm gì. Trầm quan đại trận có cùng đạo lý với thuật trầm quan. Chỉ có điều thuật trầm quan chỉ cần một người thi triển trong khi trầm quan đại trận cần một đội hình ít nhất 4 người thi triển, càng nhiều người thì trận sẽ càng mạnh. Đám người thi tộc kia có lẽ đang muốn dùng trầm quan đại trận vận chuyển cỗ quan tài ra ngoài, chuyện như vậy bọn chúng đã làm không ít lần. Đi! Triệu Bân gào to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng không chậm. Bỏ chạy với tốc độ nhanh như gió. Đi! Đám người thi tộc hừ lạnh, toàn bộ xông tới như ong vỡ tổ. Sở Vô Xương phát động công kích đầu tiên, cô ta thi triển ra một luồng sáng như ánh mặt trời thiêu đốt, luồng sáng này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với bùa lôi quang, đã khiến cho đám người thi tộc đều bị lóa mắt. Vèo! Triệu Bân cũng vung tay nhỏ ném ra một sấp bùa lôi quang. Thiên Vũ cũng không nhàn rỗi, phất tay ném ra một sấp bùa nổ. Ầm, ầm, ầm. Sơn cốc u ám cô quạnh bỗng nhiên nổi lên những tiếng nổ vang trời. Đám người thi tộc hết sức chật vật, luồn sáng thiêu đốt,
Bùa lôi quang cùng bùa nổ đã khiến cho bọn chúng rất khó chịu, ngoại trừ tên thi tộc thứ ba có thiên nhãn thì tất cả những tên còn lại đều đã bị bôi đen mắt, đầu óc ông chấn động. Trong chớp mắt ba người Triệu Bân đã thoát ra ngoài. Bắt sống cho ta, tên cầm đầu đám người thi tộc quát lớn. Không cần hắn ta hạ lệnh thì đám người thi tộc còn lại cũng đã xông lên truy sát rất hung hãn. Nổ chết các ngươi. Thân thể của Triệu Bân nhỏ bé nên rất nhanh nhẹn, hay hắn ôm một đống bùa nổ rồi ném ra một cách bạt mạng, chân nguyên của hắn rất dồi dào cho nên hoàn toàn có thể tiêu hao cho đống bùa nổ này, hắn nhất quyết muốn khiến cho đám người thi tộc bị nổ chết. Sở Vô Xương nhìn thấy vậy thì thổn thức không thôi. Thiên Vũ nhìn thấy vậy cũng nhếch miệng tặc lưỡi. Đã có đan hải mà lại còn có đại địa linh chú, cái tên này đúng là quá bá đạo, đổi lại là bọn họ thì cũng không dám lãng phí nhiều chân nguyên cho đống bùa nổ đến vậy. Cả một đống bùa nổ đang bay đầy trời chắc chắc tiêu hao nguồn chân nguyên khổng lồ, cho dù cả hai người bọn họ liên thủ lại thì cũng không đủ chân nguyên để dùng. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm lại liên tiếp vang lên, dường như không có hồi kết. Triệu Bân đại triển thần uy khiến cho đám người thi tộc càng lúc càng chật vật, bọn chúng không thể nào chống đỡ được quá nhiều bùa nổ cùng một lúc cho nên trên đường rượt đuổi ác liệt đã bị nổ rất thê thảm. Những kẻ có nội tình yếu cho dù có được thi khôi che chắn thì cũng đều bị nổ đến mức không gượng dậy được. Chân nguyên vô hạn. Tên cầm đầu đám người thi tộc nheo mắt khiếp sợ không thôi. Cho dù có đan hải thì hắn cũng không nên lãng phí chân nguyên như thế chứ. Tán. Tên thi tộc thứ hai quát lên một tiếng rồi thi triển bí thuật. Hắn ta vừa dứt lời thì đã vẽ ra một vòng tròn bao quanh đám người thi tộc, bùa nổ vừa chạm vào vòng tròn thì đều mất đi khả năng phát nổ, cách này so với cách chống đỡ bùa nổ đơn lẻ trước đó hiệu quả hơn nhiều. Thi tộc quả nhiên có nhiều nhân tài. Triệu Bân không ném bùa nổ nữa, quay đầu chạy còn nhanh hơn thỏ. Tên cầm đầu đám thi tộc cũng không chậm, một chân đạp đất lấy đà, lăng không nhảy lên đánh ra một chưởng xa ba chưởng. Trên trưởng ấn còn có văn lộ kỳ lạ lưu chuyển. Đi. Triệu Bân cũng một chân đạp đất lấy đà, lăng không bỏ chạy. Trong chớp mắt, hắn dương cung cài tên, xoay người bắn thủng trưởng ấn đang đánh tới. Phong. Tên cầm đầu đám thi tộc lại đánh tới tiếp, tay vung lên cao. Tên này cũng rất xuất chúng, không hổ là người của thi tộc, hắn ta vừa biến ra một cỗ quan tài lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Triệu Bân. Bên trong trên quan tài có khắc rất nhiều bí văn, mỗi một bí văn đều tự mang lực phong ấn. Phá! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, dùng thiên cang hộ thể phá vỡ quan tài. Hắn còn chưa kịp thở thì tên thi tộc thứ ba đã đánh tới, phóng ra một luồng kiếm khí chém ngang người hắn. Tên thi tộc thứ tư và thứ năm cũng đã đánh tới, một người cầm đao lăng không chạm, một người cầm kiếm đâm xuyên thân. Triệu Bân không kịp tránh né, hóa giải được một đao nhưng lại trúng một kiếm. Cơ ngân, cả Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều ngoái đầu nhìn lại. Đi. Triệu Bân từng bước đứng vững, lại phi thân bỏ chạy. Thiên cang hộ thể của hắn vẫn chưa tiêu tán, những đòn công kích của đám người thi tộc đều bị chặn lại. Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ cũng không dừng chân, nhanh chóng chạy thoát ra khỏi sơn cốc. Khi đến Di Chỉ Ma Vực thì hai người bọn họ lại trở thành gánh nặng của cơ ngân. Chờ xem. Chỉ cần hai người bọn họ được an toàn thì cơ ngân liền có thể nhanh chân bỏ chạy, việc bỏ chạy này hắn cũng đã quá quen cho nên không thành vấn đề đối với hắn, hai người bọn họ không cần phải lo, cứ chạy càng nhanh càng tốt. Sự thật đúng như bọn họ dự đoán. Hai người bọn họ vừa thoát ra khỏi sơn cốc thì Triệu Bân cũng đã phóng ra ngoài như một tia chớp, hai cái chân nhỏ chạy vèo vèo, nhìn từ xa thì trông hắn đã không còn là một con người đang chạy mà là một cơn lốc cuốn từ trong sơn cốc ra ngoài. Chia ra bốn người đuổi theo hai tên kia. Nhóm còn lại cùng ta đuổi theo cơ ngân. Tên cầm đầu thi tộc hừ lạnh một tiếng, đuổi theo sát nút. Đám thi tộc còn lại cũng làm theo mệnh lệnh của hắn ta. Hai kẻ còn lại không mạnh bằng cơ ngân, cho dù có thực lực mạnh tới cỡ nào thì cũng không thể gây ra sóng gió. Nhưng cơ ngân thì khác, hắn có thiên nhãn thuấn thân, trong chớp mắt không đề phòng liền có thể bị một kích tuyệt sát, khó lòng phòng bị. Tốt hơn hết là trong lúc đồng lực của hắn đang bị tiêu hao thì cắt cử ra nhiều người đuổi theo giết chết hắn, nếu như có thể bắt sống hắn thì lại càng tốt. Chờ ta thở một chút. Quay lại liền giết chết các ngươi. Triệu Bân thầm mắng, hai chân vẫn tiếp tục phóng vèo vèo. Sau lưng hắn, một đám người đang lướt gió bay phần phật, âm khí hoành hành. Đám người này rõ ràng nếu không giết chết được hắn thì sẽ không chịu dừng tay,
đã không còn có kẻ nào để ý bên trong sơn cốc kia còn có một cỗ quan tài 5.000 năm tuổi nữa. Chạy đường này không ổn. Người của thi tộc không ngừng truy đuổi, hơn nữa còn vừa truy đuổi vừa tung chiêu đánh từ xa. Cũng may Triệu Bân da dày thịt béo, chỉ cần không trúng phải một kích tuyệt sát thì trường sinh quyết của hắn đều có thể chống đỡ. Bí pháp này khiến cho đám người thi tộc rất chật vật, Triệu Bân dường như có thể liên tục chữa trị và khôi phục thương thế, đánh mãi không chết, như vậy thì hắn càng đáng để tiêu diệt, loại người như hắn nếu như để tiếp tục phát triển thì hậu họa sẽ vô cùng lớn. Ầm, ầm, ở sâu trong núi cũng thấp thoáng vang lên tiếng ầm ầm vang dội. Đó là tiếng phát ra từ trận chiến giữa bốn tên thi tộc còn lại cùng với Sở Vô Xương và Thiên Vũ, hai người này có thể miễn cưỡng ứng phó với đội hình 2-4. Mà cho dù bỏ chạy cũng không thành vấn đề, chủ yếu là do bọn họ đang vừa đánh vừa đợi Triệu Bân, tất cả đều đã xem qua bản đồ di chỉ ma vực rồi hẹn nhau ở một chỗ, nếu như an toàn thì sẽ tụ họp lại nơi đó. Phụt! Triệu Bân lại hộc máu, huyết quang chói mắt. Tên cầm đầu đám người thi tộc có chiến lực không hề kém thánh tử thi tộc, so với nguyên thương thì dường như còn mạnh hơn, hắn ta cũng có huyết mạch đặc thù, trong huyết mạch mang một loại năng lượng biến hóa kỳ dị. Đó cũng là một cổ âm lực nhưng lại hoàn toàn khác với thái âm chân khí, cổ âm lực này công kích trực tiếp vào căn cơ của đối thủ khiến cho Triệu Bân rất chật vật. Đi đâu cũng bị đánh. Nguyệt thần tặc lưỡi, bộ dạng của Triệu Bân lúc này quả thật khó coi. Triệu Bân không cho là đúng, đám người thi tộc đuổi theo hắn không ít, hơn nữa chiến lực còn không tầm thường, tất cả đều không kém cạnh nguyên thương, hắn không bị đánh mới là lạ. Đám nhân tài này quả thực đều có tiềm năng để trở thành thánh tử thi tộc. Ngươi không thể đi được đâu. Tên thi tộc thứ hai đột nhiên tăng tốc, ngón tay mạnh mẽ chọc đến. Triệu Bân không hề né tránh, trực tiếp triệu hồi huyền giáp. Tên thi tộc thứ hai ngay lập tức bị phản thương, trên cơ thể bị khoét ra một lỗ máu. Cũng may lỗ máu này không bị khoét ra ở vị trí trọng yếu như ấn đường, nếu không thì một kích này của hắn ta chính là một kích tự sát. Năng lực phản thương của huyền giáp quả nhiên là khủng bố. Ta quên mất ngươi đã lấy được huyền giáp của Ngao Diệt. Tên thi tộc thứ ba hừ lạnh nói, thiên nhãn của hắn lóe ra ánh sáng yêu dị. Triệu Bân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như có một thứ gì đó đã được khắc lên người của hắn, chính xác mà nói thì thứ đó được khắc vào huyền giáp. Nó đã phá vỡ cấm chế của huyền giáp khiến cho huyền giáp không còn khả năng phản thương. Ta! Triệu Bân theo bản năng che ngực. Người của thi tộc đúng là đa tài đa nghệ. Hôm nay được lĩnh giáo, đúng là một lời khó nói hết. Trước có thánh tử thi tộc làm rách huyền giáp, sau có nguyên thương phong ấn huyền giáp, bây giờ lại còn có thêm một tên dùng bí thuật thiên nhãn làm nhiễu loạn cấm chế của huyền giáp. Hắn vất vả lắm mới có thể luyện hóa được huyền giáp này, kỳ vọng dành cho nó rất cao, thế mà động một cái liền bị khắc chế. Đừng vội, còn chưa xong đâu. Tên thi tộc thứ ba lại âm hiểm cười, thi triển bí thuật thiên nhãn. Lúc này từ trong mắt của hắn lại bắn ra một tia máu xuyên thẳng qua thiên cang hộ thể của Triệu Bân, khoét ra sau lưng của Triệu Bân một vết thương chảy máu giàn giụa, bên trong vết thương còn nhiễm u quang, rất khó khép miệng. Triệu Bân không quan tâm, cứ thế bỏ chạy. Phía trước là một vùng đất đen kịt khô cằn. Hắn lanh lẹ trượt vào trong. Sau lưng hắn, cuồng phong vẫn đang cuốn tới. Đám người thi tộc cùng thi khôi đều đồng loạt đuổi theo. Cảnh tượng sau đó rất thú vị. Triệu Bân không còn chạy trốn mà đám người thi tộc cũng không còn truy đuổi, tất cả đều ôm chặt thắt lưng đứng ở trên mặt đất khô cằn đen kịt, sắc mặt của ai cũng đỏ bừng bừng. Áp lực nặng quá. Triệu Bân kêu rên, hô hấp khó khăn. Mảnh đất khô cằn này có trọng lực rất nặng, đứng ở đây có cảm giác như đang phải khiêng trên vai một ngọn núi khổng lồ đè hắn quỳ sát xuống mặt đất. Là do hắn chạy quá nhanh cho nên đã quên mất nguy cơ tiềm tàng ở nơi này. Chết tiệt, nơi quỷ quái gì thế này? Đám thi tộc đều đang đứng chửi rủa, hai chân run rẩy. Bọn chúng cũng đang đứng trên mảnh đất khô cằn và gánh chịu trọng lực giống như Triệu Bân. Sao không chạy nữa? Tên cầm đầu đám người thi tộc rất biết cách bám sát mục đích, tất cả đều đã rơi vào trong bẫy nhưng hắn ta vẫn không quên công kích, liền tung ra một chưởng đánh về phía Triệu Bân. Tuy nhiên, một chưởng này của hắn ta không thể trúng đích bởi vì ngay cả một tia chân nguyên cũng không thể thoát ra ngoài. Hoặc là nói do trọng lực ở đây quá nặng nề nên đã khiến cho chân nguyên không thể nào thoát khỏi đan hải. Điều đó có nghĩa là khi đứng trên mảnh đất khô cằn này thì bất cứ loại công pháp gì cũng đều không thể sử dụng. Triệu Bân mạnh mẽ đứng dậy, hai mắt cau lại xem xét.
Mảnh đất khô cằn quỷ dị này còn ghê gớm hơn cả 8 cấm chế của tinh hồn, không chỉ khiến cho công pháp không có hiệu quả mà còn toát ra một nguồn áp lực đáng sợ. Giết cho ta! Tên thi tộc thứ hai quát lớn, rút kiếm chém tới. Đám người còn lại cũng đều xông lên theo hắn ta. Công pháp không sử dụng được cũng không sao, chỉ cần xông lên đao kiếm quần ẩu là được, hôm nay nhất định bọn chúng phải giết chết được Triệu Bân. Giết ta, đến đây! Triệu Bân vừa mắng vừa chạy, hai chân nhỏ nhún một cái nhảy sâu vào bên trong. Mỗi lần hắn nhảy lên thì khi tiếp đất đều rất nặng nề, mỗi một bước đi đều gây nên tiếng nổ vang trời, chủ yếu là bởi vì trọng lực quá nặng cho nên nếu như nội tình yếu ớt thì đứng ở đây còn có thể bị nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Ầm. Triệu Bân chạy sâu vào trong, đám người thi tộc cũng đuổi theo sát nút. Tất cả mọi người đều phải gánh chịu sức nặng cho nên bước đi của ai cũng nặng nề, tiếng bước chân ầm ầm vang lên không dứt. Rõ ràng đám người thi tộc chỉ còn cách Triệu Bân 2-3 trượng nhưng đối với bọn chúng mà nói thì lại xa giống như một trời một vực, muốn tiến lên một bước cũng hết sức gian nan. Nhìn từ xa thì bọn họ trông như là đang đi tản bộ. Tuy nhiên, dường như tâm trạng khi đi tản bộ không được tốt cho lắm. Chính là chỗ này. Triệu Bân tìm được một vị trí tốt, trong nháy mắt vừa nhảy xuống thì liền biến mất. Hiển nhiên phân thân của hắn ở bên ngoài đã thi triển thuật triệu hoán ngược đưa hắn ra khỏi mảnh đất khô cằn quỷ dị, đây chính là chuyện đã được hắn tính toán từ trước. Hả, người đâu? Triệu Bân đã biến mất không thấy tăm hơi khiến cho đám người thi tộc hết sức sửng sốt. Bọn chúng đang truy đuổi sát nút cơ ngân thế mà cơ ngân lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, bọn chúng không sửng sốt mới là lạ. Mẹ kiếp! Ở một ngọn núi cách đó mấy ngàn thước, Triệu Bân lại đang giết tới. Bị đuổi giết cả một đoạn đường, đã đến lúc hắn phải báo thù. Khoảng cách mấy ngàn thước không xa, chẳng bao lâu thì hắn đã tiếp cận trở lại mảnh đất khô cằn quỷ dị kia. Hắn trốn trong rừng rậm tối tăm bên ngoài, từ đó có thể nhìn vào mảnh đất quỷ dị kia, nhìn thấy đám người thi tộc vẫn đang đứng mắng chửi liên hồi. Bọn chúng vừa mắng chửi vừa chật vật bước ra ngoài, đã không còn ai ở đó thì đuổi theo làm gì nữa. Triệu Bân nhìn lướt qua rồi lại leo lên một đỉnh núi. Từ đỉnh núi này có thể nhìn thấy toàn cảnh mảnh đất khô cằn quỷ dị kia. Tuy nhiên muốn ở bên ngoài nhìn thấu huyền cơ của mảnh đất này thì cũng rất khó khăn, mảnh đất chẳng những áp chế chân nguyên mà còn áp chế thị lực. Từ bên dưới mặt đất tính lên từ 3 đến 5 trượng không đâu là không có uy áp đáng sợ. Hắn thử ném một hòn đá xuống dưới mảnh đất thì thấy nó bị hút xuống với tốc độ đáng sợ, như vậy có thể khẳng định tuy mảnh đất áp chế công pháp nhưng không áp chế công vật lý. Thế thì... hắn phải chuẩn bị một phần hậu lễ cho đám người thi tộc kia. Hậu lễ của hắn tất nhiên chính là xe nỏ. Nếu như hắn vác xe nỏ ra rồi nhắm vào mảnh đất khô cằn kia điên cuồng bắn phá thì cảm giác sẽ sảng khoái đến mức nào chứ? Sao hắn lại biến mất? Trên mảnh đất khô cằn, đám người thi tộc không ngừng mắng chửi, mặt đỏ tía tai. Bọn chúng đã truy đuổi lâu như vậy, đến nỗi phải nhảy vào mảnh đất quỷ dị này nhưng vẫn không thể bắt được người, bây giờ còn phải chật vật quay trở về. Mỗi một bước đi trên mảnh đất này đều hết sức gian nan, gánh chịu uy áp đáng sợ không ngừng áp chế thân thể cùng chân nguyên, ngay cả thị lực cùng trí lực cũng bị áp chế khiến cho bọn chúng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Để ta giúp các ngươi vui vẻ. Trong lúc đám người thi tộc đang tức giận mắng chửi thì Triệu Bân cũng không nhàn rỗi. Hắn vác ra mười mấy xe nỏ khổng lồ, chỉ nhìn thôi cũng đủ dọa người, bên trên xe nỏ đã được trang bị sẵn nỏ mạnh, điều chỉnh thẳng hướng mảnh đất khô cằn chuẩn bị bắn ra. Nào, thể hiện uy lực đi bảo bối của ta. Triệu Bân cười gằn, khai mở cấm chế trên xe nỏ. Ngay lập tức xe nỏ bắn ra mưa nỏ từ trên trời phóng xuống, mỗi một ngọn mâu đều mang theo lực xuyên thủng cường đại, lực sát thương cũng không phải là chuyện đùa. Hửm, đám người thi tộc đang chật vật bước ra ngoài nghe thấy tiếng vang trên đầu thì đều đồng loạt ngửa đầu lên, dùng hết sức căng mắt ra mà quan sát. Lọt vào trong tầm mắt của bọn chúng lúc này là một màn mưa chiến mâu. Số lượng nhiều không kể xiết khiến cho bọn chúng phải run rẩy không thôi. Nỏ, nỏ mạnh. Thấy vậy, tên cầm đầu đám người thi tộc liền biến sắc. Đám thi tộc còn lại cũng sợ tới mức muốn tè cả ra quần, nỏ mạnh có uy lực cực lớn, cho dù là chân nguyên hộ thể của cường giả địa tạng cũng không dám đối kháng chứ đừng nói đến bọn chúng bây giờ đã không thể nào lưu chuyển được chân nguyên, một khi bị bắn chúng thì chắc chắn sẽ bị biến thành một đống thịt nát. Chuyện khủng khiếp không chỉ có vậy.
Phải biết rằng bọn chúng đang đứng trên một mảnh đất hết sức quỷ dị có trọng lực cực nặng khiến cho mỗi bước đi của bọn chúng đều trở nên gian nan khó tả. Khả năng di chuyển bị hạn chế cho nên bọn chúng rất khó để có thể né tránh. Là ai? Tên thi tộc thứ hai rất tức giận, bọn chúng phải cố gắng hết sức để tiến về phía trước, nếu cứ đứng yên bất động ở đây thì bọn chúng chắc chắn sẽ biến thành một tấm bia sống. Bọn chúng không ngừng chửi rủa trong lòng, tình cảnh của bọn chúng vốn đã không tốt, bây giờ lại gặp phải cảnh bị nỏ mạnh oanh tạc, đúng là họa vô đơn chí. Cảnh tượng sau đó cũng không khó để dự đoán. Mau né tránh. Tên thi tộc thứ ba gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Không cần hắn ta nói thì đám thi tộc còn lại cũng đều đang dùng hết sức bình sinh nhấc chân, dùng hết sức bình sinh tránh né, nhưng đa phần bọn chúng đều không thể nào tránh né nổi, đám thi khôi trong thời khắc mấu chốt đều trở thành lá chắn ở trước người bọn chúng. Ông! Mưa chiến mâu bắn xuống khoảng cánh 3 đến 5 trượng cách mặt đất thì lại được trọng lực trợ uy, bắn xuống càng thêm hung hãn. Huyết quang ngay lập tức hiện ra chói mắt. Đám thi khôi đều bị xuyên thủng, tan xương nát thịt. Sau đó lại có mưa độc châm phóng tới. Đáng tiếc, mảnh đất khô cằn có uy áp quá mạnh mẽ, ngay cả độc châm cũng bị áp chế cho nên không thể gây ra thương tổn. Nhưng không sao cả, có nỏ mạnh là được rồi, nỏ mạnh điên cuồng oanh loạn tạc, thoải mái tiêu diệt thi khôi. Lại đến. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, đợt oanh tạc thứ hai lại đến. Thấy vậy, đám người thi tộc lại càng run rẩy. Lúc nãy bọn chúng có thi khôi chắn thương nhưng bây giờ thì không có. Phụt, phụt. Huyết quang lại hiện ra chói mắt, 8 tên thi tộc thì có 4 tên chúng chiêu, bị bắn thành cái rổ, ngã xuống vũng máu, giây sau liền bị nổ thành thịt nát. 4 tên thi tộc còn lại cũng không có kết quả tốt, bọn chúng đã bị nỏ mạnh đả thương nặng, máu huyết chảy ra ràn rụa, xương cốt nứt toát. Tất cả máu thịt của bọn chúng rơi xuống đất đều bị bùn đất hút lấy. Cảnh tượng này giống y hệt như dưới lòng đất có một đại ma đầu đang chờ cắn nuốt máu thịt của bọn chúng. Trong chớp mắt, mảnh đất khô cằn còn khẽ run lên một chút. Chẳng qua đám người thi tộc đang bị oanh tạc rất thảm cho nên cũng không để ý đến. Là ai? Đám người thi tộc thét gào, là tiếng thét phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Triệu Bân không đáp, một lần nữa khai mở cấm chế trên xe nỏ. Ông! Đợt oanh tạc thứ ba đến rất đúng lúc. Không, không không. Đám thi tộc còn lại ngẩn mặt nhìn trời, đồng tử co rút lại. Mưa chiến mâu lại phóng xuống, nếu như bọn chúng ở bên ngoài thì mặc dù không dám đối kháng cũng có thể thoải mái né tránh, nhưng hiện giờ bọn chúng đang ở trên một mảnh đất khô cằn quái dị, ngay cả nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến né tránh. Bọn chúng đều đã trở thành một tấm bia sống chờ người chém giết. Ông! Vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ mảnh đất khô cằn đều run lên. Tự nhiên uy áp đáng sợ lại tiêu tán trong phút chốc. Chuyện còn chưa hết, mặt đất đột nhiên nứt ra, từ bên trong lòng đất phóng lên một đám dây mây khổng lồ quấn lấy 4 tên thi tộc còn lại ném ra ngoài khiến cho bọn chúng hộc máu giàn giụa. Tên có nội tình yếu ớt như tên thi tộc thứ tư thì xương cốt còn bị gãy nát. Chỉ có điều biến cố thình lình xảy ra này đã cứu bọn chúng thoát khỏi sự oanh tạc của nỏ mạnh, mưa chiến mâu đều đã cắm ở trên đám dây mây khổng lồ khiến cho đám dây mây bị bắn nát. Gỗ vụn bay đầy trời, ngoài ra còn có chất lỏng màu đen giống như máu tươi chảy ra từ đám dây mây. Giống. Tiếng giống giận dữ vang vọng, chấn động vòng trời. Bị nỏ mạnh bắn đau cho nên từ bên dưới lòng đất đột ngột trồi lên một con quái vật khổng lồ, chính xác là một con thụ yêu nguy nga như núi. Bộ rễ khổng lồ của nó là vô số những dây mây lớn như đám xúc tua vũ động nện xuống mặt đất khiến cho đất đá văng tung tóe, tầng tầng khí tức lan tràn ra ngoài khiến cho vô số cổ mộc bị chặt đứt. Ngay cả những ngọn núi bốn phía cũng bị chấn động. To lớn quá. Triệu Bân ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chỉ có quỷ mới biết bên dưới mảnh đất khô cằn này lại có một con quái to xác đến thế. Vậy mà trước đó hắn không hề phát hiện, chắc là do nỏ mạnh của hắn đã gây ra động tĩnh quá lớn cho nên mới khiến cho thụ yêu tỉnh giấc. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất chính là cấp bậc của thụ yêu này nếu như tính theo cảnh giới của võ tu thì tuyệt đối không thấp hơn cảnh giới chuẩn thiên. Thụ yêu cấp chuẩn thiên hắn cũng đã từng gặp qua. Đêm đó ở trong huyễn vụ U Lâm hắn đã từng gặp qua một con thụ yêu ngàn năm, nếu như không có vua man đệ nhất giải vây thì chắc hắn đã bị ăn thịt rồi. Con quái ở đây cũng là thụ yêu, cũng có cảnh giới chuẩn thiên, nhưng con thụ yêu kia so với con thụ yêu này vẫn còn kém xa. Con thụ yêu này quanh năm được ma lực bồi bổ. Cả thân thể đều đen xì,
ma sát cuồn cuộn tung hoành tràn ra khiến cho núi cao cũng phải chấn động. Khí thế cuồng bạo đến như vậy, sợ là Hoàng Phi Vũ Linh có đến đây thì cũng không phải là đối thủ của nó. Không đúng, nó không phải thụ yêu. Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt nhíu lại thành một đường thẳng. Nó đích xác không phải là thụ yêu mà là một con quỷ có hình dạng của một cây đại thụ, thoạt nhìn thì giống thụ yêu nhưng thực chất chính là tàn niệm, ma sát, huyết khí. Tụ lại thành ma quỷ. Ông! Trong lúc hắn đang quan sát thì đã có một dây mây to lớn từ trên trời giáng xuống. Dây mây này nặng như núi, mang theo khí thế cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống khiến cho không khí bị ma sát mạnh đến nỗi phải phát ra những tiếng ông ông rung động. Thật mạnh! Triệu Bân giật thót mình, hắn hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chỉ một sợi dây mây đó là đã đủ để đập nát hắn thành một vũng máu thịt be bét. Sức mạnh của nó tuyệt đối áp chế hắn. Nội tình cùng chiến lực của hắn hoàn toàn không thể so sánh được với con quỷ thụ yêu này. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền phi thân bỏ chạy. Ầm, dây mây nện xuống khiến cho cả một ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ. Triệu Bân vẫn chậm hơn một chút, hắn bị chấn động đến mức văng xa ra mấy trăm trượng, nhưng những ngọn núi cao xung quanh hắn còn thảm hơn, từng ngọn núi một đều lần lượt sụp đổ, đất đá bay tứ tung. Người quá to lớn, không thể dây vào. Triệu Bân ù té chạy, còn không dám quay đầu lại. Đám người thi tộc cũng đang chạy trốn, bọn chúng so với Triệu Bân thì càng chật vật hơn, sắc mặt của kẻ nào cũng trắng bệch. So sánh với mưa nỏ mạnh thì con quỷ thụ yêu này lại càng dọa người hơn, không thể để cho nó bắt được. Trên thực tế con quỷ thụ yêu cũng không để ý đến bọn chúng, tất cả những dây mây của nó đều đang hướng về phía Triệu Bân mà nện xuống. Nó vốn đang ngủ say nhưng lại bị Triệu Bân bắn đau đến mức phải tỉnh lại cho nên cũng chỉ tìm Triệu Bân mà phát hỏa. Cơ ngân! Đám người thi tộc ngay lập tức ngoái đầu nhìn, hai mắt nhíu lại. Lọt vào tầm mắt của bọn chúng là một đứa trẻ đang ù té chạy, nếu như bọn chúng đoán không nhầm thì kẻ dùng nỏ mạnh công kích bọn chúng lúc nãy cũng chính là cơ ngân. Sao hắn có thể thoát khỏi mảnh đất khô cằn này? Ánh mắt của cả bốn kẻ đều dại ra. Bọn chúng không hiểu tại sao cơ ngân lại có thể làm được như vậy. Nhưng con quỷ thụ yêu đang điên cuồng, bọn chúng cũng không có thời gian để tìm hiểu chuyện đó. Sao lại đuổi theo ta? Triệu Bân mắng to rồi lại càng chạy nhanh hơn. Đám dây mây này không phải là dây mây bình thường, bọn chúng đang tỏa ra ma quang, thân dây mây lại cứng như sắt thép, hắn dùng kiếm chém một đường thì chỉ thấy những tia lửa bắn ra. Một khi bị đám dây mây này quấn lấy thì hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Bên trong di chỉ ma vực đúng là có cạm bẫy ở khắp mọi nơi. Giống. Con quỷ thụ yêu gầm lên, càng có thêm nhiều dây mây phóng tới. Từ trên trời nhìn xuống, dây mây của nó giống như những con trăn khổng lồ phóng xuyên qua núi rừng, trông hết sức hung hãn, núi rừng bị oanh tạc thành một đống hỗn độn, có không ít những ngọn núi lớn nhỏ đã bị sụp đổ, ma quỷ trên núi cũng bị vạ lây. Bị đám dây mây nghiền nát thành máu loãng. Ta đột. Triệu Bân trong lòng thầm quát lên một tiếng rồi biến mất trong nháy mắt. Tất nhiên là phân thân của hắn đã lại thi triển thuật triệu hoán ngược cứu hắn thoát khỏi sự truy đuổi của đám dây mây. Hắn xuất hiện lại cách đó ngàn thước, thân hình nhỏ máu chảy đầm đìa, tất cả đều là do bị vết cắt không gian cắt phải, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn, vào thời khắc mấu chốt thì vạn pháp trường sinh quyết của hắn vẫn rất có ích. Có thể chữa lành những vết thương này. Ta thật cơ trí. Triệu Bân hộc máu, cuối cùng cũng trốn thoát. Hắn vừa dứt lời thì mặt đất lại nứt ra. Sau đó, đám dây mây lớn lại phóng lên từ dưới lòng đất. Không chịu để yên. Triệu Bân thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Hắn thật sự đã đánh giá thấp sự kiên trì của con quỷ thụ yêu, rõ ràng nó đã quyết không giết chết được hắn thì sẽ không chịu dừng. Con quỷ thụ yêu này đã có hình thể khổng lồ. Tu vi cao cường mà tính cách cũng hết sức tùy hứng, một lòng vì muốn truy giết Triệu Bân mà gây náo loạn khắp nơi. Ầm, ầm. Núi rừng hỗn loạn, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Triệu Bân liều mạng bỏ chạy, đám dây mây ở phía sau cũng bạt mạng truy đuổi, vừa đuổi vừa đánh, trên đám dây mây có ma khí chém ra thành từng đạo kiếm khí có lực sát thương rất mạnh, Triệu Bân chính mắt nhìn thấy một ngọn núi cao bị một đạo ma khí chém thành hai nửa. Nếu như ma khí đó chém trúng hắn thì hắn chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Ta đột. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, lại tiếp tục thi triển thuật triệu hoán ngược. Đáng tiếc, lần này hắn thi triển không thành công, bởi vì khí thế của con quỷ thụ yêu quá mạnh khiến cho tất cả phân thân của Triệu Bân ở gần đó đều đã bị chấn diệt, không có phân thân bên ngoài phụ trợ thì hắn không thể thi triển thuật triệu hoán ngược.
Phụt. Triệu Bân bị chấn hộc máu, da thịt rách toát. Không thể thi triển thuật triệu hoán ngược, chỉ sợ lần này hắn thật sự phải chôn thây ở đây. Vèo, vèo, cách đó không xa, đám dây mây lại đuổi tới. Sau đó lại có thêm một luồng ma khi chém tới. Đi, để ta tìm cho người một đối thủ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Triệu Bân lại sáng lên, dường như hắn đã nghĩ ra được chuyện gì đó. Đối thủ mà hắn muốn tìm tới cho con quỷ thụ yêu chính là cổ quan tài trong sơn cốc kia. Con quỷ thụ yêu rất mạnh, nhưng cổ quan tài cũng không phải là vật tầm thường, hai bên đụng nhau chắc chắn sẽ gây nên một trận tranh hùng canh liệt. Hôm nay Di Chỉ Ma Vực náo nhiệt lạ thường. Quỷ thụ yêu khổng lồ nổi điên, có thể không náo nhiệt mới là lạ. Không chỉ trong Di Chỉ, bên ngoài Di Chỉ cũng có thể nghe thấy động tĩnh. Cảnh giác! Quân chấn Ma Ti ngay lập tức siết chặt đội hình, đao kiếm lăm lăm trong tay, mắt cau lại thật chặt để cảnh giác xung quanh. Bọn họ không biết trong Di Chỉ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nhận ra đất ma đang bị chấn động rất mạnh khiến cho bọn họ bồn chồn không thôi, hơn nữa sương mù ma còn đang cuồn cuộn dâng trào hơn bình thường đã che khuất tầm mắt của bọn họ. Đan Bất Lão xuất hiện rồi sao? Dương Huyền Tông cũng ở đó, đưa ra phỏng đoán. Linh Lung lắc đầu. Có lẽ là một con quỷ cường đại đã thức tỉnh. Không có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn, Dương Huyền Tông lộ vẻ lo lắng. Vừa dứt lời thì bọn họ đã nghe thấy một tiếng ầm ầm truyền đến từ đế đô. Hai người ngoái đầu nhìn lại thì thấy có một tia sáng xuyên qua bầu trời đi cùng với tiếng giống của cửu vĩ tiên hồ vang vọng ở phía chân trời. Dị tượng xuất hiện, bên trong dị tượng có thể nhìn thấy núi cao biển lớn, có một con cửu vĩ hồ hư ảo đang phi nước đại. Tiếng giống vang rền như sấm. Ân Minh đã xuất quan, Linh Lung nói. Nhiều khả năng là hắn ta đã tương thích với sức mạnh cửu vĩ, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi nói. Lão đừng ở đây nữa, mau trở về tông môn, sư tôn cùng Hồng Tước đều đang bế quan, bây giờ ngay cả Hoàng Phi cũng đã ngủ say, thời buổi rối ren, Thiên Tông cần lão tỏa chấn, không được sơ suất, Linh Lung chậm rãi nói trong khi đang lẳng lặng ngóng về phía đất ma, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trưởng giáo cũng không nhiều lời, ngay lập tức xoay người rời đi. Đế đô, địa cung của đại tế ti hoàng tộc. Ân Minh đã tỉnh, thoải mái vặn cổ, đắc ý hấp thụ huyết khí của cửu vĩ tiên hồ. So với trước khi bế quan thì hiện tại hắn ta đã có sự thay đổi rất lớn. Khí huyết mênh mông, sinh linh lực tràn đầy, khí thế cực kỳ bạo ngược. Đôi mắt lóe ra ánh sáng yêu dị âm trầm. Võ tu bình thường e rằng cũng không dám đối đầu với hắn ta. Chỉ cần nhìn hắn ta thì cũng đã cảm thấy thất kinh hồn vía. Năng lượng bên trong thân thể của hắn ta cường đại đến mức khi vừa tỉnh lại thì đã lan tràn ra khiến cho cả địa cung ông chấn động. Thật là một cảm giác tuyệt diệu. Ân Minh cười âm hiểm, phấn khởi vô cùng. Ân chú hài lòng vuốt râu, năng lượng cửu vĩ đã hợp nhất thành công, chuyện lão ta tính toán nhiều năm đã không vô ích. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn của lão ta, đó là thâu tóm cả đại hạ. Tu vi không phải là vấn đề lớn, đoạt quyền là vấn đề cần đầu óc. Cho dù có thật sự phải chiến đấu thì bây giờ lão ta cũng đã có đủ tự tin có thể giết chết Hồng Nguyên. Trước tiên cứ nghỉ ngơi đã. Ân chú để lại một câu rồi xoay người rời đi. Ân Minh ngoài mặt thì ngoan ngoãn ở lại, nhưng không lâu sau liền bước ra khỏi địa cung. Thiếu chủ, ở lối vào địa cung có một người đàn ông mặc hắc bào cung kính hành lễ. Xem đi, cho dù không có Kim Sơn và Ngân Sơn lão quỷ thì đội hình tay sai của đại tế ti vẫn rất đáng sợ. Ví dụ như người đàn ông mặc hắc bào này chính là một cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật, thế nhân gọi lão ta là Hắc Sơn lão quỷ, xét về chiến lực thì lão ta còn cường đại hơi Kim Sơn và Ngân Sơn, hơn nữa lão ta đã phục vụ ân chú từ rất lâu. Cơ Ngân đang ở Thiên Tông à, Ân Minh âm hiểm cười hỏi. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì hắn đã tiến vào đất ma, Hắc Sơn lão quỷ nói. Như vậy thì ta nhất định phải tặng cho hắn một phần quà lớn rồi, khóe miệng Ân Minh khẽ nhếch lên. Rồi hắn ta đi thẳng tới Thiên Tông. Mặc dù Cơ Ngân không có ở đó nhưng bạn bè của hắn vẫn còn ở đó, chẳng hạn như Tô Vũ, Kiếm Nam, Lăng Phi, Vô Niệm. Ân Minh sẽ đánh tất cả tàn phế, còn Cơ Ngân sẽ là kẻ cuối cùng. Còn có tiện nhân đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý gọn gàng. Nụ cười của Ân Minh vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn có thể nói là hung tàn. Tiện nhân mà hắn ta đang nói tới tất nhiên là đang ám chỉ Long Phi. Hắn ta có chỗ nào không bằng Cơ Ngân vậy mà Long Phi lại dám chọn Cơ Ngân mà không chọn hắn ta, món nợ này cô ta nhất định phải trả giá bằng máu,
sớm muộn gì thì hắn ta cũng sẽ khiến cho Long Phi phải chết dưới thân hắn ta. Ầm, ầm. Bên trong di chỉ ma vực vẫn đang ầm ầm chấn động. Những người đã tiến vào di chỉ đều thất kinh hồn vía. Ma lực đáng sợ quá. Khí tức chuẩn thiên nhưng uy lực còn có thể sánh ngang thiên võ. Đừng quản nhiều, tiếp tục tìm kiếm đan bất lão đi. Những tiếng bàn tán liên tục vang lên, ở bên trong di chỉ đã có thêm nhiều người từ các thế lực khác nhau, không vào từ chung một lối mà vào từ các lối nằm rải rác khắp nơi. Có không ít người phóng tầm mắt ra xa quan sát thấy có ma sát hoành hành, ma quang phóng ra tứ phía, khí thế cuồn cuộn quét ngang thiên địa khiến cho không ai dám lại gần, tốt hơn hết là nên cẩn trọng từng bước chân. Có phải là cơ ngân không? Ở sâu trong núi, Thiên Vũ hỏi. Sở Vô Xương không đáp, ngoại trừ cơ ngân thì e rằng cũng chẳng còn ai có thể gây ra động tĩnh lớn đến thế, cái tên đó đi tới đâu là chỗ đó sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt, bây giờ tình hình bên ngoài đột nhiên lại trở nên hỗn loạn không thôi, không phải do hắn thì còn ai? Ầm. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì lại có thêm một ngọn núi khác sụp đổ. Quỷ thụ yêu quá cường đại. Thân hình còn chưa tới nơi thì đám dây mây của nó phóng ra đã san bằng cả một ngọn núi, sức công phá cùng sát thương đáng sợ như thế, nếu như nó đang ở trên chiến trường thì chắc chắn cảnh tượng này sẽ càng hoành tráng hơn nữa. Phụt! Đất đá bay tán loạn, Triệu Bân không ngừng hộc máu. Sắp xong rồi, hắn đang cố hết sức bình sinh để chạy trốn, sơn cốc đã không còn xa nữa. Vèo! Quỷ thụ yêu truy đuổi sát nút, từng luồng ma khí chém tới tán loạn. Triệu Bân cắn chặt răng, vừa thi triển thiên cang hộ thể vừa dùng hồn ngự kiếm, cố hết sức chống đỡ những luồng ma khí đang chém tới, nguyên nhân là do ma lực của quỷ thụ yêu cực kỳ quỷ dị, một khi bị chúng đòn thì ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể khiến cho vết thương của hắn dễ dàng khép miệng. Tới rồi! Chân Triệu Bân đạp đất lấy đà, phóng thẳng vào sơn cốc. Quỷ thụ yêu đã đuổi tới, một dây mây của nó cũng phóng thẳng vào trong sơn cốc muốn lôi Triệu Bân ra ngoài. Triệu Bân có thể chất mạnh mẽ mà vẫn bị chấn động đến mức xương cốt gãy nát, hộc máu giàn giụa, máu của hắn còn chảy lên trên cỗ quan tài bên trong sơn cốc, trong nháy mắt liền bị cỗ quan tài hấp thụ. Ầm. Bên trong sơn cốc bây giờ cũng không còn yên tĩnh, đất đá bắt đầu bay tán loạn. Đột nhiên, cỗ quan tài liền đứng sừng sững chấn thủ ngay chính giữa sơn cốc như một tấm khiên lớn, cả sơn cốc lúc này trở thành nơi vững chắc nhất, không chút lay động dưới sự chấn thủ của cỗ quan tài. Gặp lại ngươi thật tốt. Hai chân Triệu Bân tê dại, nhanh chóng trốn sau cỗ quan tài. Quỷ thụ yêu không quan tâm tới chuyện khác, những dây mây của nó vẫn hung hãn vũ động, trong số đó có một dây mây đã lăng thiên phóng xuống nện lên cỗ quan tài khiến cho cỗ quan tài ông ông chấn động, nhưng cuối cùng dây mây đó cũng bị nổ tung thành một vũng máu đen. Vẫn là ngươi ghê gớm nhất. Triệu Bân thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Xem đi, hắn mà đã tính toán thì chỉ có chuẩn. Hắn biết chắc cỗ quan tài này có thể che chở cho hắn, một kích liền có thể chấn diệt dây mây, uy thế bậc này thì cho dù quỷ thụ yêu có chui vào được sơn cốc cũng không thể nào lay chuyển nổi cỗ quan tài. Giống. Quỷ thụ yêu gầm giống, nó đang rất tức giận. Càng ngày càng có nhiều dây mây phóng vào bên trong sơn cốc, mỗi một dây mây đều to lớn giống như một con chăn đen xì như muốn nghiền nát sơn cốc, cũng như muốn nghiền nát cỗ quan tài thành từng mảnh. Ông. Cỗ quan tài cũng rất phẫn nộ. Nó ông ông chấn động từ bên trong. Cỗ quan tài vừa ông ông chấn động thì đám dây mây đều gặp tai họa, từng dây mây một lần lượt bị nổ tung. Từ bên trong sơn cốc Triệu Bân còn có thể nghe thấy tiếng con quỷ thụ yêu đang kêu rên, nó đã bị cỗ quan tài chặt đứt tay chân, có thể không đau mới là lạ. Nguyên nhân chính bởi vì đau đớn quá cho nên nó mới càng lúc càng phẫn nộ, dây mây lại phóng tới đầy trời như những xúc tua quấn chặt lấy cỗ quan tài. Có được không trời? Triệu Bân ngồi xổm xuống dưới cỗ quan tài, run rẩy không thôi. Đáp lại hắn ta chính là một tiếng đàn phát ra từ bên trong cỗ quan tài đánh nên những giai điệu đẹp như tiên khúc, từng âm sắc huyền chuyển huyền diệu khiến cho hắn nghe tới mê mẩn, phải thất thần trong giây lát, nước mắt chảy dài. Khúc nhạc này quá bi thương, dường như đã chạm vào sâu trong tâm hồn của hắn. Tiếng đàn chẳng những huyền chuyển tuyệt diệu mà còn dũng mãnh vô song. Nó dũng mãnh như thế nào? Tiếng đàn giống như một thanh kiếm vô hình bất khả chiến bại vung lên chém đứt tất cả dây mây đang quấn quanh cỗ quan tài, nhưng điều kỳ lạ là Triệu Bân lại không hề bị ảnh hưởng. Nhân phẩm rất quan trọng. Triệu Bân lẩm bẩm, trong lòng có chút tự mãn. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn,
nếu như ngươi không có chiếc nhẫn ma trên tay thì ngươi đã sớm bị tiếng đàn đánh diệt rồi. Cũng may cho ngươi là cây đàn đá bên trong cỗ quan tài vẫn còn có chút linh trí sót lại, nếu không thì cho dù ngươi có chiếc nhẫn ma cũng không thể nào giữ mạng được. Giống. Quỷ thụ yêu phẫn nộ đã tiếp cận sát sơn cốc. Triệu Bân ló cái đầu nhỏ ra liếc nhìn, không khỏi nuốt nước miếng. Quá to lớn, con quỷ thụ yêu này quá to lớn, nó còn to hơn cả một ngọn núi. Bất luận là chiến lực hay kích thước thì nó đều quá đáng sợ, khí thế cuồn cuộn như cuồng phong cuốn tới, sợ là ngay cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu như muốn thu phục nó thì ngay cả cường giả thiên võ cũng phải ra mặt. Ông, nhìn thấy quỷ thụ yêu, cỗ quan tài lại ông chấn động. Hoa văn trên cỗ quan tài đột nhiên lưu chuyển giống như còn sống, tất cả hoa văn lưu chuyển xung quanh quan tài sinh ra nguồn năng lượng thần kỳ. Mắt Triệu Bân có thể nhìn thấu lai lịch của nguồn năng lượng này, đó chính là bán tiên lực. Keng! Trong lúc hắn đang quan sát thì tiếng đàn lại vang lên. So với lần trước thì tiếng đàn lần này còn bi thương hơn, bên trong tiếng đàn còn mang theo sát khí rất lớn, kiếm khí mạnh mẽ sắc lẹm chém qua đám dây mây chặt đứt bọn chúng một lần nữa khiến cho máu đen văng đầy trời như mưa lớn nhuộm đen cả một sơn cốc. Nhưng con quỷ thụ yêu thì vẫn không sợ trời không sợ đất. Nó đã bén rễ vào sơn cốc để hấp thụ ma khí nồng đậm ở đây khiến cho thân thể vốn khổng lồ của nó lại càng trở nên khổng lồ hơn nữa. Đám dây mây cũng đã to lên không ít, lại sắc bén như dao, trong chớp mắt đã tụ lại thành một tấm màn đen che phủ toàn bộ sơn cốc khiến cho sơn cốc trở nên tối đen không chút ánh sáng, còn người ở bên trong tựa như đang bị đọa vào cửu u địa ngục. Triệu Bân càng theo dõi lại càng run sợ. Nhìn khí tức cuồn cuộn của con quỷ thụ yêu này thì e rằng nó còn có thể tiến vào cảnh giới thiên võ. Lại nhìn về phía cỗ quan tài, dường như khí thế của nó đã bị chấn áp, tiếng đàn cũng mất đi một phần uy lực. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nguyệt thần thở dài, cây đàn đá là vật của tiên gia nhưng nó không phải là chủ nhân của mình, nó lại bị đóng bụi ở đây từ rất lâu cho nên linh trí đã trở nên hết sức tán loạn, uy lực thi triển ra cũng không bằng một phần vạn lúc trước. Nếu như chủ nhân của nó vẫn còn tại thế thì tốt rồi, chỉ cần một trưởng liền có thể nhẹ nhàng đưa con quỷ thụ yêu kia về vòng luân hồi. Ầm. Con quỷ thụ yêu giống lên liên tục mà cỗ quan tài cũng đại triển thần uy. Đầy trời dây mây vũ động, ma khí phách trảm, trong lúc đó tiếng đàn cũng rồn rập không ngừng, kiếm khí vô hình kiệt lực đối kháng, mỗi một lần va chạm đều tạo ra ánh lửa tung tóe, còn có tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu đen lan tràn oanh tạc tứ phương. Sơn cốc đã sắp sửa bị san bằng, ngay cả núi cao bốn phía cũng lần lượt sụp đổ. Không khó để thấy cỗ quan tài đã rơi xuống thế hạ phong. Trên cỗ quan tài đã có thêm rất nhiều vết chém, đều là do bị ma khí của con quỷ thụ yêu chém chúng. Hoa văn lưu chuyển trên cỗ quan tài cũng đã dần mờ đi, cấm chế bảo vệ cũng đã bị con quỷ thụ yêu đánh tan, bây giờ cỗ quan tài có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào. Không phải là do nó không cường đại mà do con quỷ thụ yêu kia quá khủng bố. Hừ, Triệu Bân ôm cái đầu nhỏ mà không ngừng rên rỉ. Đại chiến giữa cỗ quan tài cùng với quỷ thụ yêu đã gây ra động tĩnh quá lớn, mặc dù hắn đã nấp ở phía sau cỗ quan tài nhưng cũng trúng phải không ít dư chấn khiến cho thất khiếu của hắn đổ máu, đầu óc ông đau nhức như bị thứ gì đó bổ thẳng vào. Chỉ có quỷ mới biết sau một hồi rượt đuổi hắn lại phải chịu hậu quả đáng sợ như thế này, muốn chạy cũng không thể chạy được, chỉ có thể ẩn nấp ở đây. Thậm chí phân thân của hắn cũng không thể đến gần nơi này cho nên hoàn toàn không thể thi triển thuật triệu hoán ngược cứu hắn. Hắn cũng không dám bước xa ra khỏi cỗ quan tài bởi vì đây là lá chắn cuối cùng của hắn, nếu như hắn bước ra ngoài thì trong nháy mắt liền có thể bị chém chết. Răng rắc, tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên rất gần. Cỗ quan tài đã bị nứt ra do bị con quỷ thụ yêu dùng ma khí chém ra một vết, bên trong vết nứt có âm khí tràn ngập khiến cho bán tiên lực trở nên hỗn loạn. Hoa văn trên cỗ quan tài cũng bởi vì vết chém này mà bị tán diệt, cấm chế bảo vệ cũng chỉ còn lại một tia uy lực cuối cùng. Có phải là ta đã hại ngươi rồi không? Triệu Bân vừa hộc máu vừa nói, nếu như không phải hắn dẫn quỷ thụ yêu tới đây thì cỗ quan tài cũng không gặp cảnh thê thảm như vậy, nó chỉ đứng sừng sững ở đây không hại đến ai, thế mà vì hắn nó lại gặp phải chuyện tai bay vạ gió. Chuyện này cũng xem như là hắn đã phạm vào cấm kỵ, làm tổn hại âm đức. Ngày sau chắc chắn chuyện này sẽ trở thành nghiệp chướng ám lấy hắn. Ta phải giúp ngươi như thế nào đây? Triệu Bân hỏi. Cỗ quan tài không đáp lại, chỉ từ từ sụp đổ. Sau khi cỗ quan tài sụp đổ thì cây đàn đá bên trong liền lộ ra ngoài,
phong cách của nó vừa cổ xưa vừa có chút tang thương, thoạt nhìn thì chỉ trông giống như một cây đàn đá bình thường nhưng thực chất nó đã nằm đây chứng kiến bao nhiêu năm tháng trôi qua, tiếng đàn của nó như còn có thể kể lại cho thế nhân nghe những câu chuyện xưa bất tận khiến cho lòng người bùi ngùi khó tả. Không ổn rồi. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn con quỷ thụ yêu. Cỗ quan tài đã vỡ nát, khí thế giảm mạnh, trong khi con quỷ thụ yêu thì đang có khí thế cực thịnh, nó phóng ra dây mây đầy trời, ma sát cuồn cuộn tàn phá tứ phương, phá nát sơn cốc. Bức ta đại khai sát giới. Triệu Bân đứng vững, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể thỉnh đại lão đến đây tỏa trấn mà thôi. Đại lão mà hắn đang nghĩ đến tất nhiên là vua Âm Nguyệt và vua Man Đệ Nhất. Chỉ cần thỉnh được một trong hai người thì cũng đủ để có thể đánh con quỷ thụ yêu này thành cho bụi. Hắn thi triển thuật trầm quan. Đáng tiếc, thật lâu sau cũng không thấy quan tài trồi lên. Sao lại như vậy? Triệu Bân cau mày, một lần nữa kết ấn quyết. Đáng tiếc, vẫn chưa thấy cỗ quan tài nào trồi lên khỏi mặt đất. Ở cõi U Minh cũng xảy ra chuyện, Nguyệt Thần lẩm bẩm. Cô ta đã sớm biết phàm giới càn khôn xảy ra biến động. Nhưng cô ta không ngờ rằng ở cõi U Minh thì càn khôn cũng xảy ra biến động, thậm chí còn bị cô lập khỏi dương gian. Như vậy thì thuật trầm quan của Triệu Bân hoàn toàn không thể kết nối với cõi U Minh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Bân không biết rõ sự tình cho nên vẫn cố hết sức kết ấn. Triệu Bân không nhàn rỗi mà con quỷ thụ yêu cũng không nhàn rỗi, dây mây đầy trời đã nện xuống, ma khí phách trảm tán loạn, nhất quyết phải đánh diệt cả cây đàn cổ và Triệu Bân thành cho bụi. Keng! Cây đàn đá không gió vẫn động, lại phát ra tiếng đàn. Hai bên đối kháng thật sự đã khiến cho đất trời sụp đổ, đất ma dưới chân đều đã bị cày nát, đám người đột nhập vào trong di chỉ đều đứng thật xa không dám tới gần, sơn cốc bây giờ đã trở thành một nơi chết chóc. Ai đang đánh nhau ở đó vậy? Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết. Đám người thi tộc đều nhìn về hướng đó. Bọn chúng biết động tĩnh đáng sợ này chắc chắn là do con quỷ thụ yêu đang đối kháng với cỗ quan tài, chính vì biết cho nên bọn chúng mới nghiến răng nghiến lợi. Không cần hỏi cũng biết là do Cơ Ngân đã dẫn quỷ thụ yêu tiến vào sơn cốc, nếu như cỗ quan tài bị phá hủy và thi thể cổ xưa bên trong bị tồn tại thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn đối với bọn chúng. Giống. Quỷ thụ yêu lại giống rên đầy giận dữ. Trong chớp mắt nó lại hấp thụ ma lực từ bên dưới lòng đất, khí thế bạo tăng. Làm sao để ta giúp ngươi đây? Triệu Bân lại hỏi, hai mắt đỏ ngầu. Hắn đã thôi không kết ấn thi triển thuật trầm quan nữa, chỉ có quỷ mới biết tại sao vào thời khắc quan trọng thì nó lại không có hiệu quả. Ông! Đáp lại hắn, cây đàn đá chỉ ông chấn động. Đáng tiếc Triệu Bân không thể nào hiểu được ngụ ý của nó. Ngao, ngao! Tiểu Kỳ Lân đột nhiên kêu lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài. Triệu Bân thấy vậy liền vội vàng gọi nó lại. Bên ngoài đang rất nguy hiểm, ngươi chạy ra đây làm gì? Ngao hú! Trong mắt Tiểu Kỳ Lân hiện lên hung quang, nó hướng về phía quỷ thụ yêu gầm giống liên tục. Tiếng gầm giống bằng giọng sữa của nó đã thật sự khiến cho con quỷ thụ yêu phải sững lại trong giây lát. Con mợ nó sao tự nhiên lại có một con Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, hơn nữa nó lại có huyết mạch bá đạo đến như vậy, đây chính là huyết mạch của hoàng tộc sao? Ngao hú! Tiểu Kỳ Lân lại gầm giống lên. Hung quang trong mắt càng lóe ra đáng sợ. Tiểu Kỳ Lân không chỉ là thánh thú mà còn là thủy thú trấn yểm tà ma, trong cơ thể của nó tiềm tàng một nguồn năng lượng thần bí chuyên khắc chế tai họa cùng ma quỷ bất kể dưới ở hình dạng nào đều không thể che giấu được bản chất tà ma của mình cho nên tất nhiên là rất e ngại Kỳ Lân, hơn nữa Tiểu Kỳ Lân này còn là một Tiểu Kỳ Lân mang huyết mạch của hoàng tộc cho nên nguồn năng lượng thần kỳ bên trong cơ thể của nó còn cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều Tiểu Kỳ Lân dù sao cũng chỉ là một con non. Bởi vì nó chỉ là một con non cho nên không thể phát huy được uy lực tuyệt đối. Giống. Quỷ thụ yêu lại gầm giống, bên trong tiếng gầm giống của nó lần này lại ẩn chứa sự tham lam. Kỳ Lân chính là một thứ tốt, nếu như có thể nuốt nó vào trong cơ thể rồi luyện hóa ra tinh hoa thì quỷ thụ yêu có thể lột xác. Tất nhiên là quỷ thụ yêu không bao giờ dám trêu chọc vào một con Kỳ Lân trưởng thành nhưng con Kỳ Lân trước mặt chẳng qua cũng chỉ là một con non. Sự tham lam càng khiến cho nó trở nên điên cuồng hơn. Bầu trời lúc này đã bị sương mù ma che kín. Mặt đất lúc này cũng đã bị tầng tầng lớp lớp dây mây chằng chịt như những con trăn khổng lồ trườn ra chặn kín tất cả các lối thoát, bất luận là cây đàn đá, Tiểu Kỳ Lân hay Triệu Bân đều không thể thoát ra được chỗ này. Ngao hú!
Tiểu Kỳ Lân lại gầm giống lên rồi nhảy về phía cây đàn đá. Tiểu Kỳ Lân trông vậy mà rất đa tài đa nghệ, không ngờ nó còn có thể đánh đàn, chính xác mà nói thì nó chỉ đang nhảy qua nhảy lại phía trên cây đàn đá, tiếng đàn bắt đầu trở nên hết sức lộn xộn nhưng dường như tiếng đàn lộn xộn này lại có lực sát thương lớn hơn. Chuyện này, cũng được sao? Triệu Bân nhìn thấy vậy thì kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn sang quỷ thụ yêu thì thấy nó đã bị tiếng đàn đánh tới mức đứng không vững. Để làm được chuyện này thì Tiểu Kỳ Lân cũng phải trả một cái giá không nhỏ, thân thể của nó vốn hừng hực lửa cháy nhưng sau khi nhảy lên cây đàn đá đánh loạn thì ngọn lửa trên thân của nó cũng dần dần bị mai một, khí huyết mênh mông trong chớp mắt cũng tụt dốc không phanh. Triệu Bân cau mày, dường như hắn đã hiểu được. Để đánh được cây đàn đá thì cần phải tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể. Về phần tia ểu kỳ lân thì chắc là nó cũng đã sớm biết chuyện này cho nên đã chuẩn bị tâm lý liều chết nhảy ra đánh đàn. Nếu như nó không liều chết nhảy ra thì uy lực của tiếng đàn đã suy yếu, một khi quỷ thụ yêu giết tới thì tất cả đều phải chết. Người nghi ngơi đi, để ta. Triệu Bân xắn tay áo ôm lấy Tiểu Kỳ Lân. Sau đó hắn lại từng bước bước tới, đặt cả hai tay lên trên cây đàn đá. Thành thật mà nói. Hắn không hề bias đánh đàn. Đã không biết đánh, thì cứ đánh loạn vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn đôi tay nhỏ bé của hắn mà xem, giống như một con chó con bò trên đất, tay cào loạn trên chiếc đàn đá, âm thanh cũng không dễ nghe là mấy, lộn xộn khó nghe khiến Nguyệt Thần vò đầu bứt tóc. Người nào đó à, kỹ thuật chơi cờ đúng là tệ đến mức cực điểm. Hôm nay nhìn lại, tài đánh đàn còn kinh khủng hơn. Cheng, âm thanh hỗn loạn cũng từ chiếc đàn kia mà ra. Triệu công tử lần đầu tiên đánh đàn, thế nào mà lại máu me be bét, máu trong miệng cứ thế tràn ra, ngón tay nhỏ bé cũng thịt máu lẫn lộn, không đánh thì thôi, vừa đánh liền bị dọa một trận không nhẹ. Đây nào phải hao hụt năng lượng, đây là đang đùa với mạng sống ấy chứ. Mỗi lần động vào dây đàn đều bị phản phệ dữ dội. Chỉ bởi vì, đây không phải là đàn của hắn. Chỉ bởi vì... cấp bậc của hắn và đàn không giống nhau. Nếu không nhờ vào sức mạnh tái sinh, hắn đã sớm bị tiêu diệt thành khói bụi rồi. Phụt, phụt. Triệu Bân bên này hộc máu thì ở đối diện càng thê thảm hơn. Quỷ thụ yêu lại la hét, dây leo bị chặt thành từng khúc, dù là tiếng đàn không theo bài bản gì nhưng sức sát thương cũng không tầm thường. Hoặc có thể nói, cây đàn đá đó quá đáng sợ, để nó ở đó thì không sao nhưng khi có người động vào dây đàn, vậy thì lớn chuyện rồi. Nó là quỷ thụ yêu cảnh giới chuẩn thiên, đây là ví dụ đẫm máu nhất, bị tiếng đàn đánh cho tan nát. Thật đúng là một thần khí. Lúc Triệu Bân nôn ra máu, vẫn không quên lè lưỡi cười tâu toét. Đã đến lúc này rồi, vết thương nghiêm trọng đến vậy, não hắn cũng không quên hoạt động, hắn nghĩ, nếu như hắn đàn một bài cho Tử Y Hầu nghe, lão ta chắc chắn sẽ bị thiêu thành cho bụi. Gầm. Quỷ thụ yêu gầm lên tức giận, lại cuộn đất trở lại. Nó thật sự không tin, đường đường là quỷ thụ yêu cảnh giới chuẩn thiên, lại không thể giết chết một tên võ tu nhỏ bé, nó có trí tuệ cực cao, biết mặt mũi là gì, càng hiểu thế nào là. Mất mặt, ép ta liều mạng à. Triệu Bân hét lớn một tiếng, kéo mấy sợi dây đàn cùng lúc, kéo đến cực hạn như dây cung, lúc này, hắn đã máu me đầy người, một hơi kéo nhiều dây đàn như vậy, không nói đến việc tiêu hao năng lượng, chủ yếu là bị phản phệ, khí tức kia xâm nhập vào thân thể hắn. Hỗn loạn bừa bãi, làm cho tứ chi, kinh kỳ bát mạch, nội tạng của hắn đảo lộn, e rằng chỉ có hắn mới dám đàn như vậy, không có sức mạnh tái sinh thì ai mà chơi trội kiểu này chứ. Gao, gao. Tiểu Kỳ Lân rất thích thú, nó nhảy cẫng lên. Nó và Triệu Bân tâm ý tương thông, biết được ý tứ của Triệu Bân, gom hết dây đàn lại, để sức mạnh tập trung, thứ hắn muốn chính là bộc phát sức mạnh, không chừng có thể một kích giết chết quỷ thụ yêu kia, nó là cảnh giới chuẩn thiên đấy. Nếu để nó chạy mất, chắc chắn sau này sẽ đuổi giết hắn trong di chỉ ma vực, hắn mang theo sứ mệnh trên người, không muốn bị một con quỷ cảnh giới chuẩn thiên theo sát đâu. Cheng! Triệu Bân trong nháy mắt buông hết dây đàn ra, thanh âm chói tai vang lên. Sau đó, chỉ thấy một vòng cung ánh sáng chém về phía quỷ thụ yêu, không phải kiếm nhưng lại có kiếm mang, còn mang theo kiếm ý nữa, uy lực không phải mạnh bình thường, ánh kiếm chém qua khiến không gian cũng méo mó. Phụt! Vầng sáng đen màu máu đột nhiên xuất hiện. Quỷ thụ yêu đang muốn trốn thoát thì chúng một kiếm kinh thiên động địa, kiếm đó chém ngang thắt lưng, tiếng ai oán bi thương vang lên, cả đám dây leo lập tức đứt đoạn, máu đen như mưa rầm rề rơi xuống. Phụt! Triệu Bân cũng phun máu,
nửa người nổ tung thành sương mù màu máu. Nếu có người ở đây, họ nhất định sẽ phải hít một ngụm khí lạnh, một đứa trẻ dễ thương như vậy giờ không còn hình người, toàn thân máu me, còn thể nhìn thấy trong đám sương máu ấy lộ ra xương cốt trắng hếu. A, à, quỷ thụ yêu rú lên, nó vẫn chưa chết. Nó cũng là một nhân tài, không những không bị nổ chết mà còn đang hấp thu ma lực để bù đắp cho cơ thể mình. Một đòn này khiến nó khá khó chịu, chủ yếu là tiếng đàn kia, mang theo sức mạnh phá hoại rất lớn. Nổ chết nó cho ta. Triệu Bân vừa nói vừa hóa ra phân thân. Xong xuôi, từng chiếc xe nỏ xuất hiện, chỉ trong một hơi thở đã có đến hàng trăm chiếc, trước mỗi chiếc xe nỏ đều có một phân thân, tất cả đều đã được điều chỉnh nhắm thẳng vào quỷ thụ yêu, nhân lúc nó bệnh đòi mạng nó, đánh cho nó tan nát, xem nó còn mơ tưởng đến hắn nữa không. Về phần đàn đá, hắn ta không dám động đến nữa, nếu còn tiếp tục, e rằng cả người hắn cũng bị nổ tan tành, uy lực của nó quá mạnh, hắn cũng tự biết mình, còn động thì còn bị phản phệ, tốt nhất không động đến nữa. Nghe lệnh của ta, bắn. Một phân thân của Triệu Bân kêu lên. Nó cầm lá cờ nhỏ, vẫy mạnh. Theo lệnh, hàng trăm chiếc xe nỏ đồng loạt dỡ bỏ cấm chế, hàng trăm mũi tên cùng bay về phía quỷ thụ yêu, ngang qua bầu trời, cắm vào thân cây, một giây sau đó, chúng nổ tung. A, à, quỷ thụ yêu kêu lên thảm thiết, bị nổ bay về tứ phía. Còn chưa hết, kết thúc đợt tấn công thứ nhất, đợt thứ hai nối tiếp theo sau, quỷ thụ yêu cao lớn. Mũi tên bắn ra không sợ không trúng. Đây đúng là một cảnh tượng kinh diễm. Thử hỏi, trong lĩnh vực của cảnh giới chuẩn thiên, bao gồm Hoàng Phi Vũ Linh, có ai dám chống lại nhiều xe nỏ như vậy không? Vũ khí chiến tranh cực kỳ bá đạo, công kích vật lý mạnh đến một trình độ nhất định, sức xuyên không choáng ngợp. Bắn, bắn cho ta. Phân thân của Triệu Bân, ai cũng là hoạt bảo, giọng nói cao vút, càng hét càng khí thế, công kích cũng dữ dội hơn trước. Nguyệt thần nghe vậy cũng phải liếc mắt nhìn một cái. Từ bắn này, không thể nói bừa, rất dễ gây hiểu lầm. Như bọn họ, đúng là đang đánh yêu quái. Ai không biết lại tưởng đang chơi máy bay tập thể ấy chứ? Gào. Quỷ thụ yêu gào lên, cuối cùng cũng ngã xuống trước sức công phá dữ dội của xe nỏ. Dòng máu đen như suối tuôn chảy ra rồi thấm vào đất, sau đó trở lại hình dạng nguyên thủy nhất, dây leo cũng héo rũ, pháp lực bị triệt tiêu. Ma quỷ cảnh giới chuẩn thiên chết trong buồn bực. Bị đánh một trận tơi tả làm nó hiểu ra một điều. Đánh nhau không thể không có đầu óc. Giống như nó, đánh rồi đánh, đánh đến bản thân chết mà không hay biết. Phụt, Triệu Bân lại phun ra máu, bước chân đứng không vững, suýt nữa ngã gục. Cho đến hiện tại, nội thương cũ trong cơ thể hắn vẫn chưa toàn hồi phục, lại chịu thêm sự phản vệ của đàn đá, sức mạnh phi thường, hoặc nói cách khác. Đó là một sức mạnh vô hình, là cầm ý, ngăn chặn sự tái sinh làm lành vết thương. Nhưng may mắn là hắn không cần lo lắng về mạng sống của mình. Do hắn bị thương quá nặng nên các phân thân cũng biến mất, trước khi đi đều cười vui vẻ, lần xuất thủ này thật sự rất ngầu, con quỷ to lớn như vậy cũng bị bọn chúng đánh ngã. Triệu Bân phất tay, thu lại xe nỏ. Vũ khí chiến tranh này quả là bất khả chiến bại, vào thời khắc quan trọng luôn có thể giúp ích rất nhiều. Gao, gao. Tiểu Kỳ Lân kêu lên, liếm láp miệng vết thương cho Triệu Bân. Xong việc, nó còn cọ vào người Triệu Bân, trước đó đánh đàn tiêu hao quá nhiều năng lượng, đôi mắt to tròn sáng ngời của hắn hiện giờ trở nên mờ mịt. Lúc này, ngọn lửa mãnh liệt kia cũng mất đi phần nào đó uy lực, sẽ mất một thời gian để phục hồi lại. Không chết được, Triệu Bân cười nói. Tiểu Kỳ Lân lè lưỡi, tiến lại gần chiếc đàn đá. Triệu Bân cũng bước tới. Đàn đá đã giấu đi âm khí, bây giờ giống như một khối đá bình thường, yên tĩnh nằm ở đó, trên thân đàn còn dính máu của hắn, bị nó hấp thu từng giọt một, mỗi khi hấp thu, nó sẽ run lên, mà Triệu Bân, trong lòng cũng đau đớn khó chịu, không hiểu sao đàn đá lại hút máu của hắn. Khi quay lại ta sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt hơn. Triệu Bân vừa nói vừa định đưa đàn đá vào trong nhẫn ma. Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của đàn đá, hắn ngây ra. Không cách nào dịch chuyển được nó, bất lực, chỉ có thể sử dụng chân nguyên mới miễn cưỡng đưa nó vào nhẫn ma. Âm thanh chạm đất vang lên khiến hắn hoa hết mắt. Nơi này không thể ở lại lâu. Triệu Bân liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức chạy trốn. Tiểu Kỳ Lân cũng chạy theo, lập tức biến thành ấn ký trên thân thể Triệu Bân. Lần này sao không có phiền phức? Nguyệt thần nhìn Triệu Bân, nhíu mày.
Lời nguyền rủa trong bóng tối khiến Triệu Bân mỗi lần đạt được cơ duyên thì cũng sẽ bị xui xẻo đi cùng. Lần này không thấy động tĩnh gì, cô ta liếc nhìn lời nguyền, quả nhiên vẫn còn đó, công kích vô cùng ác liệt, xui xẻo đi đâu mất rồi. Vừa nhìn thì mắt cô ta đã sáng lên. Bên phía cô ta lại có thêm một người giúp đỡ nữa, cửu thế chúc phúc. Không sai, là lời chúc phúc đời thứ 9 của Liễu Tâm Như, cũng là sức mạnh bí ẩn, mặc dù không có thần trí, nhưng nó thật sự tồn tại, cùng với thần chúc phúc, chiến đấu chống lại lời nguyền, sự xuất hiện của nó vừa hay có thể giúp Triệu Bân tránh đi xui xẻo mỗi lần đạt được kỳ duyên. Mối liên hệ này, các ngươi đời đời kiếp kiếp không thể cắt đứt được. Nguyệt Thần cười, các ngươi trong lời cô ta chính là chỉ Triệu Bân và Liễu Tâm Như, do cửu thế chúc phúc biến thành sức mạnh nên được bóng tối chấp nhận. Đã có thể giúp Triệu Bân nhận phần chúc phúc này, nó là sợi tơ hồng, đời đời kiếp kiếp buộc Triệu Bân và Liễu Tâm Như lại, trừ khi bóng tối kia sụp đổ, không thì sẽ không bị cắt đứt, cho dù là thiên đạo thậm chí cả thiên đạo của Chúa Tể Vạn Vật cũng vẫn ở trong bóng tối. Canh chừng cho kỹ, đừng có lười. Triệu Bân đã tìm được một ngóc ngách trên núi, hắn dán đầy bùa ẩn giấu, biến ra một vài phân thân, di chuyển xung quanh đó, nếu có nguy hiểm thì báo lại cho hắn. Làm xong những việc này, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, chữa lại cơ thể tan nát của mình, nhưng tốc độ rất chậm. Cầm ý của đàn đá, rất ngoan cường. Ngoan cường đến mức nào đây? Nó như một ấn khắc đáng sợ đã khắc sâu vào cơ thể hắn, nhất thời không xóa đi được, nếu không phải ý chí mạnh mẽ của cầm ý, hắn cũng không giết chết được quỷ thụ yêu. Nói cho cùng, là đàn đá đã giết chết quỷ thụ yêu. Còn với hắn, cùng lắm chỉ là đánh phụ trợ thôi. Rầm, rầm, rầm. Di chỉ ma vực trong bóng tối không hề yên tĩnh, tiếng gầm rú nối tiếp nhau vang lên. Đó tất nhiên là âm thanh của những trận chiến tự nhiên tạo ra, hoặc là người ngoài đến gặp phải người ngoài, hoặc người ngoài gặp quỷ, cảnh tượng đó, cứ liên tục, di chỉ ma vực, chỗ nào cũng là hố, nếu không phải có thù hận sâu sắc, e rằng không ai đánh nhau đến chết đi sống lại ở đây. Đáng chết. Giữa đêm, những tiếng ai oán vang vọng khắp nơi. Đó là người của tộc xác chết, thấy khoảng rừng chìm vào yên lặng bọn chúng mới dám đến kiểm tra, những gì họ thấy là một mảng hỗn loạn, thung lũng trước đó cũng bị san bằng, mà chiếc quan tài cổ cũng đã biết mất. Cơ ngân, người tộc xác chết nghiến răng rít lên, bị tên đó chơi một vố, phá hơn chục con rối xác chết cùng 7-8 đồng đội, tổn hại nặng nề, đau đớn nhất là cỗ quan tài cổ kia, không còn gì cả, tất cả là lỗi của cơ ngân, gặp mặt phải giết chết hắn. Cơ ngân. Tiếng mắng đó là của Nguyên Thương. 6 người trong đội của hắn ta cũng chỉ còn lại 2 người. Hắt xì. Triệu Bân đang trong quá trình dưỡng thương, cái hắt xì này đến quá đột ngột, trong miệng còn có bọt máu trào ra, con người còn sống, sợ nhất là bị ai đó âm thầm chào hỏi, như hắn đêm nay, hắt xì hơi liên tục, quỷ mới biết có bao người đang nhớ đến hắn. Ngươi chạy đi đâu rồi? Trong rừng núi. Thiên Vũ và Sở Vô Xương truy đuổi một đường tìm kiếm Triệu Bân, không dám gọi lớn, chỉ dám âm thầm lén lút truy tìm hắm, nhân lúc còn ánh trăng, họ đi một vòng quanh sơn cốc, vô tình bị tộc xác chết phát hiện, đại chiến diễn ra, sau đó lại bị truy sát, Thiên Vũ còn may, Sở Vô Xương lai lịch yếu hơn, thân thể thanh tú nhuốm đầy máu, hai má tái nhợt đi. Đan Trường Sinh bất lão rốt cuộc ở đâu chứ? Quỷ mới biết, ta cũng đến đây lần đầu. Nếu đã như vậy thì cứ đợi dị tượng xuất hiện đi. Đêm nay, vô số bóng người chạy qua chạy lại. Phần lớn đều đến đây tìm bảo vật nhưng lại không biết vị trí cụ thể, chỉ biết rằng ma quỷ trong di chỉ ma vực này, họ gặp hết con này đến con khác, hố sâu trong này, họ dẫm phải hết hố này đến hố khác, nhìn tình trạng hiện tại của đám người, không có nhếch nhác nhất, chỉ có nhếch nhác hơn. Triệu Bân vừa ngồi xuống đã qua 3 ngày 3 đêm. Thân thể của hắn đã hoàn toàn được định hình lại. Nhưng khuôn mặt nhỏ bé đó vẫn tái nhợt không chút huyết sắc, máu ở khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra, định hình lại thân thể không khó, khó là cầm âm kia, thật sự quá ngoan cố, đến nay vẫn chưa thể tiêu trừ hết. Dù gì cũng từng cùng nhau chiến đấu, có thể thu hồi cầm âm đi được không? Triệu Bân rũ mắt xuống liếc nhìn đàn đá bên trong nhẫn ma, nó vẫn yên tĩnh như cũ, không đáp lại câu hỏi của Triệu Bân. Mắng thì mắng nhưng trong lòng hắn vẫn thầm vui mừng. Chiếc đàn đá này là bảo vật chính hiệu, vào những thời khắc mấu chốt, sức mạnh mà nó phóng ra vô cùng tàn khốc, thụ yêu chính là một ví dụ sinh động nhất. Đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn ra nguồn gốc thật sự của cây đàn này. Chỉ biết rằng, đây là vật của tiên gia,
nếu không lúc trước cũng không thể bộc phát ra uy lực tiên khí, đem về cho Hoàng Phi xem, có lẽ bà ấy sẽ nhận ra. Thu hồi lại ánh mắt, hắn đứng lên, xác định phương hướng rồi trốn vào bóng tối. Khi đến địa điểm đã hẹn, hắn không thấy Thiên Vũ và Sở Vô Xương đâu. Ở đây đã có một cuộc đại chiến. Triệu Bân cau mày, khu rừng hỗn loạn, có vô số cây cối bị chặt đứt, còn có vệt máu, hắn nhận ra vết tích của Thiên Vũ và Sở Vô Xương, còn dấu vết còn lại là của Huyết Y Môn, cũng có thể nói, Thiên Vũ và Sở Vô Xương đã gặp người của Huyết Y Môn ở đây. Hắn không dừng lại mà đi theo dấu vết trận chiến để lại. Đừng bị người khác giết đấy nhé. Câu nói này không biết hắn đã thì thầm trong lòng bao nhiêu lần. Di chỉ ma vực không phải là nơi tốt lành gì, không chỉ khắp nơi toàn hố mà còn có cường giả bên ngoài vào, bất kể đụng độ kẻ nào thì đều không tránh được một trận đại chiến. Có điều, hắn tin tưởng vào hai người bọn họ, cháu trai của thống soái Ngự Long và cháu gái của tướng quân Xích Diễm, hai kẻ này không phải là người đoản mệnh. Hắn bỗng nhiên dừng lại, trước mặt là một cây cầu gỗ. Dưới cầu, nước chảy có màu đỏ tươi. Thoạt nhìn cứ tưởng là máu tươi. Triệu Bân bước tới, ngồi xổm bên sông, nhìn xuống dưới. Trong con sông này tồn tại pháp lực nồng đậm, có lẽ có rất nhiều yêu quái ẩn nấp dưới đó, phần lớn đều đang say giấc nồng. Chỉ cần ném một hòn đá xuống đó thì không ít thứ sẽ chạy ra ngoài, thế nên, trong di chỉ ma vực vẫn nên yên tĩnh một chút, bất kỳ động tĩnh lớn nào cũng có thể dẫn ma quỷ xuất sơn, giống như quỷ thụ yêu trước đó, nó chính là bị tiếng nổ của cung nỏ đánh thức. Cộc cộc. Khi hắn vẫn còn đang nhìn dòng sông, đột nhiên có tiếng gỗ đập trên mặt đất. Triệu Bân vô thức ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy có người đang đi trên chiếc cầu gỗ, trên người người đó phủ một chiếc áo choàng màu đen kỳ dị, không nhìn thấy mặt mũi, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, đó là một đôi mắt đỏ hoe, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng dữ tợn, có lẽ là nhãn đồng đặc biệt, nói không chừng còn là một đôi thiên nhãn. Tiểu Nhật Quốc. Triệu Bân sờ sờ cái cằm nhỏ nhắn của mình. Nhìn chằm chằm vào đôi chân của người mặc áo choàng, hắn đi một đôi giày gỗ, thế nên, vừa đi vừa phát ra tiếng cộc cộc. Từ trước đến nay, chỉ có truyền thừa của Đại Nhật Vương Triều mới ăn mặc kỳ dị như vậy, thế nên, hắn quen gọi chúng là Tiểu Nhật Quốc. Đến nay, ba chữ Tiểu Nhật Quốc, gọi ra thuận miệng đến lạ. Giết 13 tên mà vẫn còn sót một tên à? Triệu Bân lầm bẩm nói, đây không phải là thứ mà mấy tên vớ vẩn có thể so sánh được. Một tên cảnh giới địa tạng chân chính, nhìn khí tức của hắn, so với nguyên thương thì mạnh hơn một chút, cho dù hắn có thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu. Hoàng tử của Tiểu Nhật Quốc, Triệu Bân thầm đoán trong lòng. Cheng! Lúc hắn đang nhìn thì tên áo choàng đen kia đột nhiên ra tay, một đạo kiếm khí chém tới. Triệu Bân thấy vậy, lông mày nhỏ nhướng cao, đám đồng đội ngu ngốc của ngươi còn biết nói một câu ba ca trước khi vào trận, bà mẹ nhà ngươi đúng là xuất sắc. Vừa đến liền đánh, đến chào hỏi cũng bỏ qua luôn à. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn vung tay nhỏ lên, tiêu diệt đi kiếm khí. Dễ dàng hóa giải được kiếm khí như vậy làm cho tên Tiểu Nhật áo choàng đen kia cau mày. Người khôn không nói dài dòng, ta nhìn người rất ngứa mắt. Triệu Bân xách ra kiếm Long Uyên, tức giận nhìn tên mang giày gỗ đang đứng trên cầu kia. Dầm! Tiểu Hắc không nói gì, đưa tay đánh ra một trưởng ấn. Triệu Bân cũng không thèm nhìn, hắn nhắm trúng đầu của đối phương, lập tức thi triển ra tuyệt sát. Phụt! Máu tươi tuôn ra, màu đỏ chói mắt. Tất nhiên, đầu của Tiểu Hắc vẫn chưa bị chém đứt lìa, chỉ bởi vì đòn tuyệt sát này của Triệu công tử bị chặn lại, kiếm đó đang đâm trên vai đối phương, cái gọi là huyết quang cũng từ trên vai hắn rơi xuống. Bùm! Triệu Bân nhất thời kinh ngạc đã cho tên Tiểu Hắc kia có cơ hội hít thở, trên người hắn bùng nổ một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Giống như một cái mặt nạ hộ thể, một đòn đánh bay hắn. Cái quái gì thế? Trong lúc bay lộn ngược, Triệu Bân vẫn còn ngây ra, trong khoảnh khắc tung ra tuyệt sát, hắn rõ ràng nhận ra được một cỗ lực lượng kỳ quái trong thân thể Tiểu Hắc chống đỡ lại kiếm khí của hắn, khiến đường kiếm đó lệch về phía vai của đối phương, cho dù cũng coi như sát thương hắn ta, nhưng đã khiến hắn ta né được mệnh môn, vết thương không đáng kể. Nói thẳng ra, thuấn thuần tuyệt sát của hắn bị khắc chế rồi. Điều này khiến Triệu Bân rất khó chịu. Đến di chỉ ma vực mới biết, trên đời còn có rất nhiều nhân tài, ví dụ như Nguyên Thương, có huyết thai hộ thân, còn có tên này, có sức mạnh quái dị chuyển hướng vết thương, khi gặp phải tuyệt sát của đối phương, nó sẽ tự động kích hoạt. Cơ ngân của Thiên Tông. Tiểu Hắc cuối cùng cũng mở miệng,
nhìn chằm chằm vào Triệu Bân với đôi mắt hơi nheo lại, hắn ta đã nghe đến đại danh của Cơ Ngân, có thuấn thân tuyệt sát, thiên nhãn, vóc người bé nhỏ, chính là Cơ Ngân không sai, chẳng trách hắn lại có nội tình và thực lực mạnh mẽ như vậy. Còn ngươi, không định báo tên à? Triệu Bân đối mặt với kiếm Long Uyên, hà hơi lên đó, xong việc, hắn còn lấy tay áo lau lau, phải dùng kiếm này để chém chó rồi, thuấn thân tuyệt sát không dùng được, vậy thì đổi thứ khác, không cần biết ngươi là tiểu Nhật hay đại Nhật, đánh chết ngươi là được, ở đó léo nha léo nhéo điếc tai ta. Ngươi không có tư cách được biết. Tiểu Hắc cười lạnh, biến mất trong nháy mắt. Xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt Triệu Bân, hắn thò ngón tay qua. Một đạo kiếm mang nhắm ngay mi tâm của Triệu Bân qua ngón tay đó, một khi bị đánh trúng, nó có khả năng giết chết hắn. Về điểm này, Triệu Bân tuyệt đối tin. Trường sinh quyết có sức mạnh bá đạo, cũng còn cần phải xem loại tấn công nào, nếu là mi tâm, còn là ở mệnh môn, bị đâm vào đó một cái lỗ, vậy thì cái mạng nhỏ của hắn chắc chắn không còn nữa, cho dù trường sinh quyết cũng không kịp phục hồi. Hắn không động đậy mà âm thầm kích hoạt huyền giáp. Phụt! Tiểu Hắc mất cảnh giác, bị phản đòn. Mà cỗ uy áp trên cơ thể hắn quả thực rất quỷ dị, cũng rất chuyên nghiệp, một kích đó rất nhanh bị nó chuyển rời vị trí, nhanh chóng tránh được mệnh môn, thế nên vết thương hoàn toàn không đáng kể, hơn nữa khả năng hồi phục của hắn cũng khá bá đạo. Huyền giáp phản thương, thật sự khá thú vị. Tiểu Hắc cười nhạt, cắn ngón tay, khắc một huyết ấn trên thân mình, huyết ấn phát sáng, ánh sáng phản chiếu trên cơ thể Triệu Bân. Nói chính xác ra là phản chiếu trên huyền giáp. Vào khoảnh khắc đó, huyền giáp bị áp chế, chuyển động dừng lại. Lại bị khắc rồi. Triệu Bân hít sâu một hơi, con mẹ nó, di chỉ ma vực này, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, khải giáp cũng mặc lên rồi mà vẫn không ăn thua. Gầm. Tiểu Hắc lại chuyển động, dùng một tay tạo ấn. Theo dấu phong ấn đó, huyết sắc như dòng sông máu cuồn cuộn, một con rồng máu gầm thét bay lên. Thân hình rồng máu mạnh mẽ xoay tròn nuốt chửng không khí, Triệu Bân vẫn không thèm nhìn, ra chiêu thần long vẫy đuôi, làm cho con rồng máu kia tan thành mây khói, đánh với hắn, cấp bậc này vẫn chưa đủ dùng. Tiểu Hắc bước xuống và biến mất. Thuật tàng hình này, hình như cả tiểu Nhật quốc đều thành thạo. Đáng tiếc, nó không có tác dụng với Triệu công tử, hắn dùng kiếm chém ra, từng bước đi theo, giống như hình với bóng, ngón tay nhỏ bé búng ra. Sấm sét mang theo cửu tự chu tiên quyết chém về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng là một trang hảo hán, không chạy cũng không tránh. Cũng đúng, trên thân hắn có năng lượng quỷ dị có thể chuyển hướng sát thương. Phong! Hắn chống lại cửu tự chu tiên quyết, một ấn của Tiểu Hắc đánh ra, trong lòng bàn tay của hắn ta còn khắc một đạo bùa chú màu đen, hẳn là một loại sức mạnh phong ấn, nó có sức mạnh khóa chặt, Triệu Bân rõ ràng đã tránh được, nhưng phong ấn kia vẫn khắc trên thân thể hắn. Không chỉ phong ấn mà còn mang theo một sức mạnh đáng sợ. Cút! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, mở ra thiên cang hộ thể. Bí quyết phòng ngự tuyệt đối, có thể chơi bất cứ thứ gì, lời nguyền phong ấn khắc xuống cũng bị thiên cang tiêu diệt, chưa đợi hắn định thân, Tiểu Hắc lại giết tới, trong tay còn có thêm một chiếc gương màu máu, trong gương có ánh sáng bạo liệt, mà Triệu Bân đang nằm trong phạm vi bị chiếu sáng, chỉ trong một khắc, thân thể nhỏ bé của hắn bị đâm thành rất nhiều lỗ máu. Con mẹ nó, lại là cái thứ chết tiệt gì thế, hắn đã nhìn thấy mấy lần, đánh mãi không được. Cơ Ngân Thiên Tông, quả đúng là danh bất hư truyền. Thấy Triệu Bân bị thương, Tiểu Hắc rất tự tin. Lời vừa dứt, hắn ta lại kích hoạt gương máu, ánh sáng trong đó bùng nổ lần thứ hai. Triệu Bân vẫn không coi ra gì, cứ như vậy giữ chặt thiên cang, có giỏi thì ngươi cứ nổ mạnh vào, một cái gương mà thôi, thật sự tưởng mình là thiên hạ đệ nhất à. Thiên cang hộ thể của hắn có khả năng chống chịu rất cao, ánh sáng của gương máu kia cũng khó phá vỡ. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ô quang không phải là sức mạnh gì, chém nứt thiên cang như chém đậu phụ mà thôi. Phá! Tiểu Hắc phá vỡ thiên cang của hắn, hắn cũng dùng một chiêu mang sức mạnh huyền hoàng, phá vỡ gương máu. Lần này, Tiểu Hắc đau lòng đến phát điên, hắn ta còn phải dựa vào gương máu ra oai nữa. Sao lại đánh vỡ gương của hắn? Đôi mắt hắn nheo lại, cỗ khí huyết màu tím đó, có lẽ là huyền hoàng khí lực trong truyền thuyết. Nếu là như vậy thì trong lòng hắn cũng cảm thấy tốt hơn. Huyền hoàng khí lực và hồng mông tử khí, sau khi tinh chế, uy lực vô hạn. Thiên thủ đại la. Triệu Bân bật dậy, dùng lòng bàn tay vỗ ra một trường.
Tiểu Hắc đang chuẩn bị rời đi đã bị một cỗ lực khống chế, là Triệu Bân một người làm hai việc, lúc ra trưởng lại dùng thêm thuật phong cấm, mặc dù chỉ có một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ làm cho Tiểu Hắc khó chịu. Bá đao xẻ trời. Triệu Bân biến thái âm chân khí thành đao, chém xuống. Tiểu Hắc, người vừa mới bắt nạt hắn lúc này lại bị một đao chém cho quỳ xuống, may mà hắn ta có năng lượng cổ quái hộ thể, nếu không một đao này đủ đưa hắn về quê nhà rồi. Chiêu chém trời này của Triệu Bân rất mạnh rất bá khí. A! À, Tiểu Hắc gầm lên, miễn cưỡng phá vỡ kiếm mang. Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, một kích bạo liệt vô song. Đáng tiếc, trường này của hắn đánh vào hư vô. Là tốc độ của Tiểu Hắc quá nhanh, tránh được một trường, trở tay đã phản lại hắn một chỉ. Triệu Bân sớm đã có dự liệu, thiên nhãn lóe lên ánh sáng, đưa đối phương vào mộng ảo. Kiếp sau! Đừng chọc vào người không nên chọc. Triệu Bân nhàn nhạt nói, khi Tiểu Hắc ở trong ảo ảnh, thiên lôi, thái âm chân khí, khí huyền hoàng của hắn đều tập trung lại trên đầu ngón tay, thứ này nếu chọc vào mi tâm của Tiểu Hắc, thì đúng là một chiêu tuyệt sát. Cheng! Đúng lúc này, một ánh sáng kiếm mang từ trong bóng tối chém ra. Triệu Bân mất cảnh giác, bị trúng một kiếm, bắn ra xa, cũng chính kiếm này đã giải vây cho Tiểu Hắc. Nếu không hắn ta đã bị giết khi còn đang trong ảo thuật của Triệu Bân. Dầm. Triệu Bân ngã xuống đất, tảng đá hắn đâm vào vỡ tan. Người vừa ra tay cũng là một người mặc áo choàng đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, nhìn không rõ mặt nhưng đôi mắt đó lấp lóe một tia sáng bạo ngược, toàn thân hắn tràn đầy tà khí, rất hung bạo, làm người khác bất giác cảm thấy hắn ta là một con quỷ. Ma vực ngũ mạch truyền thừa, ngươi là người của gia tộc nào? Triệu Bân đứng vững, vỗ vỗ bụi trên vai. Ngươi nói xem. Người áo bào đen cười nhạt, trong lời nói tràn ngập ma lực. Triệu Bân im lặng, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn ta. Trong lãnh địa của Long Triều Đại Hạ, có một thanh kiếm ma, nó nổi tiếng hơn chủ nhân của mình, chính là thanh kiếm trong tay người áo đen đó. Nó tên là Ma Long, hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh, đồ thật thì mới lần đầu thấy. Ma tử từng nói với hắn. Ma Long kiếm do bất diệt ma quân tự tay rèn, nó đã được truyền lại từ thời cổ đại, sau đó rơi vào tay dòng dõi Ma Sơn, từ đó có thể đoán ra, người mặc áo choàng đen này thuộc dòng dõi Ma Sơn. Nếu không ngoài dự đoán thì đây chính là thánh tử Ma Sơn. Nhận ra rồi à? Thấy thần thái của Triệu Bân, thánh tử Ma Sơn cười nhạt hỏi. Triệu Bân không trả lời, vẫn đang nhìn kiếm Ma Long, kiếm này so với thánh tử Ma Sơn thuận mắt hơi nhiều. Nếu không thì sao xứng với danh của bất diệt ma quân chứ? Quả nhiên bá khí vô song, cầm trên tay, thanh kiếm run lên, nó có hơi thở của một con rồng đen, tự mang theo kiếm uy và kiếm ý. Từ thanh kiếm đó, hắn có thể ngửi thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ, chỉ nói về chất liệu của nó thôi thì đã hơn hẳn kiếm Long Uyên của hắn rồi. Ngoài ra, hắn cũng rất ngạc nhiên. Thánh tử Ma Sơn và Tiểu Nhật Quốc có quan hệ với nhau. Có vẻ như hai bên đã kết thành đồng minh. Đây không phải là một tin tức tốt, lai lịch của Ma Sơn hơn hẳn Ma Gia, dù cho Tiểu Nhật Quốc có suy tàn thì nền tảng của nó vẫn còn đó, một trong hai nhà này đã khó đối phó rồi, đừng nói đến cả hai cùng hợp lực. Thiên Tông lỡ phái ngươi đến đây sao? Như vậy cũng tốt, đỡ cho ta ngày nào cũng phải nghĩ về ngươi. Thánh tử Ma Sơn thè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm láp, trong mắt hiện lên vẻ bạo ngược, lại thêm một tia máu, trong toàn bộ đệ tử Thiên Tông, có thể khiến hắn ta thèm khát. Ngoài Long Phi Đại Hạ ra thì chính là Cơ Ngân, thằng nhỏ này không hề đơn giản, không phải võ giả nhưng lại mở ra đan hải và võ hồn, thân thể cường hãn, năng lực tái sinh cũng bá đạo, còn có con mắt thiên nhãn kia nữa, hắn ta khá là thèm muốn. Nói chung, đây chính là một kho báu sống. Ta chỉ cần sức mạnh tái sinh. Những thứ khác, đều thuộc về ngươi. Tiểu Nhật Hắc cười, nụ cười ảm đạm và tàn nhẫn, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ dữ tợn. Trong đám bạn đồng trang lứa, hiếm khi hắn phải chịu ấm ức, vậy mà lại bị thương dưới tay Cơ Ngân, còn suýt chút nữa bị giết chết. Vậy thì tốt. Thánh tử Ma Sơn nghe vậy, khóe miệng khẽ cong. Kết liên minh mà, chiến lợi phẩm sẽ được chia trước, tránh đến lúc xong việc lại cãi nhau. Nói thật là hắn ta không hứng thú lắm với năng lực tái sinh, ai muốn thì lấy. Triệu Bân không nói gì, cứ như vậy nhìn về phía hai người. Ánh mắt đó. Như thể đang nhìn hai thằng ngu. Lão tử không phát huy, thật sự coi ta là một con chuột nhắt à. Khi hắn đang nhìn, thánh tử Ma Sơn đã cử động, xách kiếm Ma Long lên.
con sâu nhỏ kia, nằm xuống. Triệu Bân cũng đủ bá đạo, dùng một chân dẫm cho Thánh tử Ma Sơn gục xuống, một tay vung về phía đối thủ. Thánh tử Ma Sơn cũng là một trang hảo hán, không lùi bước, một kiếm đánh cho bàn tay nhỏ của Triệu Bân máu thịt lẫn lộn, miễn cưỡng bước lui, không đợi Triệu Bân định hình, Tiểu Nhật Hắc đã lao lên, mở miệng là một tia máu, đánh nát xương vai Triệu Bân, về phương diện hợp tác, tên này đúng là khá tốt. Cút! Triệu Bân gầm lên một tiếng long ngâm, cộng thêm cả võ hồn. Long ngâm vang lên, Tiểu Nhật Hắc đứng gần bị tiếng gầm này làm cho đầu óc ong ong, cũng đúng, rất ít võ tu cùng thế hệ có thể chống lại đòn tấn công này của Triệu Bân. Tiểu Nhật Hắc rên rỉ và nhanh chóng lùi lại. Triệu Bân như hình với bóng, tiến một bước về phía trước, đá vào đúng quần hắn một cái. Chủ yếu là lực đạo, phải đủ cân. Hừ, Tiểu Nhật Hắc lệ rơi giàn giụa, con mẹ nó, thật là mất cảnh giác. Bà mẹ nó, tại sao không có chút võ đức nào vậy? Bốp, ngay sau đó là cái tát thật mạnh của Triệu Bân, tát mạnh vào mặt hắn ta, làm Tiểu Nhật Hắc lật úp. Cơ ngân, đỡ một kiếm của ta. Thánh tử Ma Sơn hét lớn, một kiếm chém ra kiếm quang cao 10 thước. Triệu Bân không kịp trốn chạy, lập tức kích hoạt thiên cang hộ thể. Sau đó, thiên cang cũng không đủ dùng, bị một kiếm này chém ngang, đến chân khí hộ thể của hắn cũng bị chém vỡ. Một kiếm này của Thánh tử Ma Sơn khiến cho người ta kinh hãi. May mà thân thể Triệu Bân đủ cường hãn, nếu không thì đã bị chẻ đôi rồi, kiếm khí kia quá hung hãn. Trên kiếm có kiếm uy và kiếm ý theo miệng vết thương chui vào cơ thể hắn, chạy loạn trong thân thể, vừa hay đụng phải cầm âm trước đó, khiến hắn vô cùng khó chịu. Dầm! Tiểu Nhật Hắc đã quay trở lại, hắn ta sử dụng một bí pháp quỷ quái, lấy ra một lò luyện đan, nhốt Triệu Bân vào trong đó, ngọn lửa trong lò bùng cháy dữ dội, đó không phải là ngọn lửa thật mà là một bí thuật. Cấm pháp, thiêu chết ngươi! Tiểu Nhật Hắc hét lớn, thay đổi phong ấn của mình. Triệu Bân nghe vậy, khóe miệng khẽ co giật. Đến Nguyệt Thần nghe thấy cũng phải liếc nhìn một cái. Tên của bí pháp này thật con mẹ nó dễ hiểu. Tuy nhiên, uy lực của cấm pháp mà Tiểu Nhật áo đen vừa mới thi triển quả nhiên không tầm thường, ngọn lửa hư ảo mang theo lực luyện hóa khiến cho khí huyết cùng chân nguyên ngoại hiện của Triệu Bân đều bị thiêu rụi. Không sai, hắn ta muốn hỏa táng Triệu Bân. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bị đốt cháy thành tro. Nhưng Triệu Bân không phải người thường, nắm đấm nhỏ của hắn có uy lực rất lớn, đã đục thủng một lỗ trên lò luyện đan. Hắn từ bên trong lò luyện đan nhảy ra, chờ mình đánh một chưởng khiến cho cả lò luyện đan nát thành cho bụi. Tiểu Nhật áo đen kêu rên, hắn ta đã bị phản phệ dữ dội, khóe miệng chảy máu giàn giụa. Diệt pháp, cửu thiên ma long trảm. Thánh tử Ma Sơn lăng không chém một kiếm hóa ra 9 đạo kiếm ảnh, trong chớp mắt 9 đạo kiếm ảnh lại hợp lại làm một. Ma quang đen xì hiện ra quấn quanh thân kiếm mang theo khí thế của ma long cùng uy lực bá thiên tuyệt địa. Triệu Bân đứng vững tại chỗ, vung tay chém ra một kiếm. Đột nhiên, ngay trước khi kiếm quang xuất hiện thì Triệu Bân lại bốc hơi. Hắn bốc hơi, nhưng Tiểu Nhật áo đen lại xuất hiện thay ngay vào vị trí của hắn. Không sai, hắn đã thi triển di thiên hoán địa, mạnh mẽ bắt Tiểu Nhật áo đen phải hoán đổi vị trí với mình. Chuyện này... Tiểu Nhật áo đen sững sờ, không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây. Nhưng chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, đường kiếm của Thánh tử Ma Sơn lúc này chỉ còn cách hắn ta không quá một tấc. Ở khoảng cách này hắn ta không thể nào né tránh được. Phụt! Ngay sau đó, máu tươi lại phun ra chói mắt. Một cánh tay của Tiểu Nhật áo đen đã bị chém đứt. May cho hắn ta là trong thời khắc mấu chốt thì hắn ta đã kịp dịch chuyển vị trí mệnh môn trọng yếu của cơ thể đi nhờ vào nguồn năng lượng biến hóa kỳ lạ của hắn ta, nếu không thì một kiếm của Thánh tử Ma Sơn đã chém hắn ta ra làm hai nửa rồi. Hự! Tiểu Nhật áo đen kêu lên một tiếng thảm thiết, nghe vừa thê lương vừa phẫn nộ. Thánh tử Ma Sơn cau mày, đây là loại bí pháp gì mà còn có thể hoán đổi vị trí với người khác? Tiểu Nhật áo đen đã mất cảnh giác mà hắn ta cũng mất cảnh giác. Dẫn đến kết cục một kiếm của hắn ta đã khiến cho đồng bọn bị trọng thương. Bảo bối à, đang nghĩ gì vậy? Trong lúc Thánh tử Ma Sơn còn đang trầm ngâm thì Triệu Bân đã đột nhiên phóng tới trước mặt hắn ta như một bóng ma. Thánh tử Ma Sơn vội vàng định thần, phi thân ra sau né tránh. Đáng tiếc, Triệu Bân vẫn nhanh hơn hắn ta. Triệu Bân điểm ra ba ngón tay, một ngón tay mang sức mạnh thiên lôi. Một ngón tay mang sức mạnh của thái âm chân khí còn một ngón tay lại mang sức mạnh của huyền hoàng khí,
ba ngón tay vừa điểm ra đã khoét ra ba lỗ máu trên người của Thánh tử Ma Sơn. Thánh tử Ma Sơn vô cùng tức giận, ngay lập tức thi triển Ma Long vẫy đuôi. Triệu Bân bất cẩn bị đuôi của Ma Long hất văng ra ngoài. Trả lại ngươi một tên. Trong lúc bị văng ra ngoài thì Triệu Bân đã lấy ra Bá Vương cung bắn ra một mũi tên trả lại Thánh tử Ma Sơn. Kẻ đứng xem cũng có một phần. Sau phát bắn đầu tiên, Triệu Bân lại xoay người bắn ra tiếp một mũi tên nữa. Mũi tên này hắn nhắm vào tiểu nhật áo đen, hắn ta đã bị chém đứt một tay còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Triệu Bân bắn thêm một phát, mặc dù hắn ta có nguồn năng lượng biến hóa kỳ lạ có thể chuyển thương tổn khỏi những vị trí trọng yếu nhưng hắn ta vẫn bị mũi tên bắn xuyên qua người. Trên mũi tên còn mang theo thái âm chân khí lạnh lẽo vô cùng khiến cho miệng vết thương bị đông cứng lại, hàn khí đáng sợ ngay lập tức xâm nhập vào khí lực khiến cho hắn ta ngay lập tức có cảm giác như bị đông cứng đến tận xương tủy. Ma Long kiếm trận. Thánh tử Ma Sơn gầm lên, vung kiếm lên cao. Ngay lập tức kiếm khí đã quét tới, trên đường quét tới kiếm khí còn hóa thành một con Ma Long rồi lại từ Ma Long tách ra thành từng luồng kiếm khí. Triệu Bân nhất thời không thể nhìn rõ được đâu là Ma Long đâu là kiếm khí, hơn nữa trên thân Ma Long còn có ma sát có thể xuyên qua thiên cang hộ thể của hắn. Kiếm tốt! Hai mắt Triệu Bân sáng lên, cảm thấy rất thú vị. Trước một chiêu này thì thiên cang hộ thể của hắn chỉ còn là vật trang trí. Ông! Hắn thủ kiếm Long Uyên trong tay, dùng hết sức vũ động thanh kiếm chống đỡ. Không cần biết thứ đang đánh tới là kiếm khí hay là Ma Long thì hắn đều cố hết sức cản lại. Thánh tử Ma Sơn không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là thanh kiếm trong tay hắn ta, nếu như bị thanh kiếm đó đả thương thì ngay cả tái sinh lực cũng không thể giúp hắn khôi phục như cũ, bằng chứng là đến tận lúc này kiếm uy cùng kiếm ý của Ma Long kiếm vẫn còn đang tác loạn bên trong cơ thể của hắn. Khốn kiếp! Tiểu nhật áo đen cuối cùng cũng đứng vững, liền chửi một câu bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Triệu Bân đang cố hết sức phòng thủ, tiểu nhật áo đen lại lao về phía của hắn như một con dã thú. Một trưởng đánh ra một lá bùa lớn hư ảo. Đó chính là bùa phong ấn, đã khắc vào hư không thiên địa. Triệu Bân dây trước còn đang vũ động kiếm Long Uyên thì dây sau đã bị phong ấn. Thứ đánh lén hèn hạ. Triệu Bân quát lớn mắng chửi, ngay lập tức mở ra kỳ lân thể, đồng thời cũng mở ra ma đạo, mạnh mẽ tiêu diệt lá bùa phong ấn hư ảo. Tiểu nhật áo đen lại một lần nữa bị chấn văng ra xa. Lá bài tẩy hắn ta cất giấu đã lâu vậy mà vẫn không thể đả thương được Triệu công tử. Không chỉ có hắn ta, ngay cả Thánh tử Ma Sơn cũng vậy, từ khi bắt đầu đại chiến tới bây giờ hắn ta vẫn chưa từng bộc phát ra chiến lực thật sự của mình. Bên trong di chỉ ma vực có cạm bẫy ở khắp mọi nơi. Cho nên việc giữ lại cho bản thân lá bài tẩy là rất quan trọng. Vèo! Thánh tử Ma Sơn bay lên trời đứng giữa không trung, ma sát cuồn cuộn vần quanh thân thể. Ma quang tỏa ra bốn phía, cộng thêm thân hình to lớn của hắn ta đã khiến cho hắn ta càng giống như một ma vương hơn. Tay hắn ta giơ cao Ma Long kiếm, phía trên thân kiếm lại có một con ma long quấn quanh, trên mũi kiếm cũng có ma quang lóe sáng, uy lực vô hạn. Cơ ngân, kết thúc rồi. Thánh tử Ma Sơn hừ lạnh một tiếng, cánh tay đã hạ xuống, một kiếm chém về phía Triệu Bân. Đột nhiên, bầu trời ông ông chấn động. Ma hải đen xì xuất hiện từ trên bầu trời không ngừng tập cuốn xuống bên dưới. Đây chính là ma hải được ngưng tụ thành từ ma sát, sương mù ma cùng ma lực, sức mạnh chấn áp như núi lớn, bên trong ma hải còn truyền ra tiếng ma long rít gào khiến cho da đầu của ai cũng tê dại, khí tức ẩn chứ ma uy có thể tiêu diệt một cường giả địa tạng chỉ trong nháy mắt. Lôi đình vạn quân. Triệu Bân quát lên một tiếng rồi xuất ra thiên lôi phối hợp với chân nguyên tạo thành lôi hải màu vàng chói mắt. Lôi điện tung hoành ngang dọc bên trong lôi hải đang nghịch thiên phóng lên trời, va chạm với ma hải khiến cho không gian ông ông chấn động tạc ra những tia lửa lớn kinh người. Ma hải này quá mạnh mẽ, nếu như bị nhấn chìm bên trong ma hải thì cho dù không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Vẫn là câu nói trước đó, thánh tử Ma Sơn không đáng sợ, thanh ma long kiếm kia mới đáng sợ. Nuốt cho ta! Thánh tử Ma Sơn mở ra cấm pháp trợ uy cho ma hải. Triệu Bân không hề lúng túng. Ngay lập tức đánh ra huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí dung nhập vào lôi hải. Bang, ma hải cùng lôi hải mạnh mẽ đối kháng làm rung chuyển cả bầu trời. Ma quỷ bên trong huyết hà bị đánh thức không ít, nhưng vừa nhìn thấy cuộc đối đầu này thì liền rất ăn ý giả vờ ngủ lại. Cả ba kẻ đang đánh nhau đều là những kẻ tàn nhẫn, bọn chúng nên giả vờ ngủ thì an toàn hơn. Ngươi còn không chịu chết. Tiểu nhật áo đen nghiến răng nghiến lợi.
lại lao lên trợ chiến. Triệu Bân thậm chí còn không thèm nhìn tới hắn ta. Hắn bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một bên đối kháng ma hải, một bên dùng hồn ngự kiếm. Một trưởng trợ chiến của tiểu nhật áo đen còn chưa đánh tới thì đã bị kiếm Long Uyên chém trở mình. Hắn ta ngã vào huyết hà khiến cho đám ma quỷ bên trong huyết hà gào thét không thôi, nhưng tất cả đám tiểu quỷ cũng không dám chạy ra ngoài. Phá! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến lôi hải thành lôi kiếm, không ngừng thêm vào huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí. Một kiếm nghịch thiên chém làm đôi ma hải khiến cho thánh tử Ma Sơn phải kêu rên lui sâu về phía sau. Trong mắt hắn ta lúc này đã lộ ra sự kinh hãi, một võ tu cảnh giới huyền dương vậy mà lại có thể phá được ma hải của hắn ta. Ầm, thánh tử Ma Sơn rơi xuống đất ầm ầm làm gãy nát một cây cầu gỗ. Tiểu nhật áo đen thì đang cố gắng đứng vững một cách rất chật vật. Bọn chúng một trước một sau chặn Triệu Bân ở giữa, một tên thần sắc bạo ngược, một tên nét mặt dữ tợn, bọn chúng hai đánh một mà vẫn bị Triệu Bân hành cho thê thảm, lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Triệu Bân ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Thương thế của hắn chủ yếu là do cầm ý. Hơn nữa trong trận chiến này hắn còn bị trúng kiếm ý của Ma Long Kiếm, đúng là họa vô đơn chí, ngay từ đầu hắn đã không thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất trong khi cả hai tên này đều có nội tình rất hùng hậu. Cũng may hắn vẫn có thể chống đỡ được. Trạng thái của ngươi có vẻ không được tốt lắm, thánh tử Ma Sơn âm hiểm cười nói. Chẳng lẽ còn thảm được hơn cả hắn ta hay sao? Triệu Bân lau vết máu nơi khóe miệng, đang nói đến tiểu nhật áo đen, hắn ta đã bị chặt mất một cánh tay cho nên chắc hẳn là rất đau, nếu không phải đồng lực của hắn lúc này không đủ thì hắn đã thuấn thân giết chết tiểu nhật áo đen từ lâu rồi. Hắn còn chưa dứt lời thì gương mặt của tiểu nhật áo đen đã trở nên vặn vẹo biến dạng, trông dữ tợn đến đáng sợ. Khởi động đã xong. Thánh tử Ma Sơn bật cười đắc ý nói. Hắn ta vừa dứt lời thì khí thế đã dâng lên tới cực điểm, chắc hẳn là hắn ta đã mở ra một loại cấm pháp gì đó để giải phóng chiến lực đang bị kiềm nén. Mái tóc của hắn ta ngay lập tức chuyển thành màu đỏ, từng sợi rũ rượi như vẫn còn đang thấm đẫm máu tươi. Đôi mắt của hắn ta cũng đã trở nên đỏ ngầu, lóe lên hung quang trông y hệt một ma vương. Ầm, bên phía tiểu nhật áo đen cũng đã vang lên một tiếng nổ. Sau khi chiến đấu gần trăm hiệp hắn ta đã không còn muốn đè nén chiến lực của mình nữa, đây đã là lúc lật hết những lá bài tẩy, bằng không thì hắn ta cũng sẽ không giết nổi cơ ngân. Khí tức của hắn ta đang dâng lên đến cực hạn, cũng không biết hắn ta có huyết mạch đặc thù gì mà ở phía sau lưng hắn ta còn có cả dị tượng diễn hóa. Hôm nay ra ngoài không xem giờ hoàng đạo. Triệu Bân nói rồi tiện tay lấy ra bầu rượu uống một ngụm, sau đó xúc miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ địch trước mắt đang có khí thế tăng vọt trong khi hắn thì đang bị thương nặng, dù vậy hắn vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra. Tạm thời hắn vẫn chưa chết được, nhưng còn hai tên trước mặt hắn thì cũng khó nói lắm. Câu nói của hắn khiến cho cả hai kẻ kia đều phải nhướng mày ngạc nhiên. Sau khi nhướng mày thì bọn chúng mới nhận ra dường như có gì đó không ổn, xem lại trên người mình thì mới phát hiện có một đống bùa chú đã được dán lên từ lúc nào. Nhìn văn lộ phía trên bùa chú thì chắc chắn nó là bùa nổ, điều này khiến cho bọn chúng khôn khỏi sửng sốt, cũng không biết cơ ngân đã dán đống bùa nổ này lên người bọn chúng từ lúc nào. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không quá lo lắng. Lực sát thương của bùa nổ mạnh đến đâu còn tùy thuộc vào việc sử dụng nó trên người ai. Trên người của bọn chúng đã có dán bùa chống nổ từ trước. Nhắc đến bùa chống nổ, bọn chúng liền liếc mắt nhìn thoáng qua. Không nhìn thì không sao. Vừa nhìn thì đã muốn văng tục, con mợ nó bùa chống nổ đâu mất rồi. Các ngươi đã từng nghe qua tiên thuật trộm cắp chưa? Triệu Bân nhếch miệng cười, trong bàn tay nhỏ của hắn đã có thêm vài lá bùa kỳ lạ, đó chính là bùa chống nổ mà hắn đã trộm trên người hai kẻ kia trong lúc đại chiến. Không thể không nói, tiên thuật trộm cắp mà Vương Trác nghiên cứu ra quả thật rất hữu ích, nếu như không có hắn nhắc nhở thì hai kẻ kia cho đến tận bây giờ cũng không biết là bùa chống nổ đã bị trộm. Ngươi! Thánh tử Ma Sơn cùng tiểu nhật áo đen ngay lập tức biến sắc. Đáp lại bọn chúng chính là tiếng quát lớn của Triệu Bân, nổ. Nói nổ liền nổ. Đống bùa nổ dán trên người thánh tử Ma Sơn và tiểu nhật áo đen đều đã phát nổ. Khung cảnh trở nên hết sức đẫm máu. Bất luận là thánh tử Ma Sơn hay tiểu nhật áo đen thì đều bị nổ đến mức xương máu văng tứ tung. Cái gì là năng lượng kỳ lạ dịch chuyển thương tổn, cái gì là Ma Long kiếm độc nhất vô nhị. Tất cả vào giờ phút này đều không hề có ích. Á! Tiểu nhật áo đen kêu gào thảm thiết,
Thánh tử Ma Sơn gầm giống bi thương. Thành thật mà nói, kể từ khi bọn chúng xuất đạo đến nay thì đây là lần đầu tiên mà bọn chúng bị bùa nổ đả thương. Bọn chúng đã từng nghe mấy lão bối nói bị bùa nổ đả thương sẽ rất đau đớn, bây giờ chúng đòn thì bọn chúng mới thấy mấy lão bối quả nhiên là người từng trải, cảm giác bị bùa nổ đả thương không chỉ đau đớn mà còn hết sức thê thảm, so với chúng cấm thuật còn khó chịu hơn gấp bội, bọn chúng đã bị dán trên người rất nhiều bùa nổ cho nên suýt chút nữa đã bị nổ tan xác. Ta cũng xấu hổ thay cho các ngươi. Nguyệt thần ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy đã thổn thức không thôi. Hai kẻ này đều đang chuẩn bị lật bài tẩy nhưng còn chưa oai phong được phút nào thì đã bị nổ đến mức máu xương văng đầy trời, cảnh tượng hết sức khó coi. Xét về năng lực thực chiến của Triệu Bân thì Nguyệt thần vẫn rất tự tin, hắn ta đi tới đâu cũng không quên gài bẫy người khác. Tú Nhi đã từng nói phải thừa lúc đối phương đang yếu thế mà nhanh tay giết chết. Triệu Bân ném bầu rượu đi rồi ngay lập tức lấy ra Bá Vương cung. Một cung bắn ra hai mũi tên thẳng lên trời. Thánh tử Ma Sơn và tiểu nhật áo đen đã bị nổ văng lên trời, đúng lúc lại bị trúng mỗi người một tên. Ông, keng. Hai mũi tên đã rời khỏi dây cung, một mũi tên mang huyền hoàng khí, một mũi tên mang thái âm chân khí phóng đến kẻ địch như hai tia chớp, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp có uy lực kinh người. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hai mũi tên này chắc chắn có thể tiêu diệt thánh tử Ma Sơn cùng tiểu nhật áo đen. Còn nếu như bắn một lần vẫn không bắn chết được bọn chúng thì Triệu Bân cũng không ngại bắn thêm một lần nữa. Phụt, phụt. Hai tia máu chói mắt ngay lập tức bắn ra trên không trung. Cả thánh tử Ma Sơn và tiểu nhật áo đen đều bị tên xuyên thẳng qua người. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng lần này Triệu Bân vẫn phải cau mày, hai mũi tên đầy uy lực của hắn vẫn chưa giết được bọn chúng, hoặc là nói trên người của bọn chúng vẫn còn có cấm chế bảo vệ mà hắn chưa biết. Giống như tiểu nhật áo đen, nguồn năng lượng biến hóa kỳ lạ trên người hắn ta mặc dù đã suy yếu nhưng vẫn có thể làm giảm sát thương của mũi tên. Còn thánh tử Ma Sơn thì lại càng xuất chúng hơn, Ma Long kiếm đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn ta khiến cho uy lực của huyền hoàng khí bị chấn diệt hơn phân nửa, chỉ có thể làm cho hắn ta bị thương chứ không thể giết chết hắn ta. Không thành vấn đề. Một lần không được thì hắn liền bắn thêm một lần nữa. Nói là làm, Triệu Bân lại dương cung cài tên. Ông, nhưng không đợi hắn bắn tiếp thì thiên địa đã ông chấn động. Triệu Bân từng bước đứng không vững, trong chớp mắt không còn nhìn rõ được thứ gì trước mặt. Khi tầm nhìn của hắn được khôi phục thì khung cảnh trước mặt đã thay đổi rất nhiều, lúc trước mặt hắn là huyết hà nhưng hiện giờ trước mặt hắn lại là một thảo nguyên khiến cho người ta bất giác nghĩ đến dường như đã có một bàn tay thần thánh nào đó vừa khiến cho thiên địa biến hóa. Tiên trận, Triệu Bân cau mày lẩm bẩm. Trong chớp mắt hắn đã ngửi được khí tức của trận văn. Trước đó hắn đã đoán không sai, đại trận bên trong di chỉ ma vực cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi một lần, ngay cả không gian cũng bị xáo trộn khiến cho thiên địa bị lệch vị trí, cho nên vốn dĩ hắn đang ở trong rừng núi bây giờ lại bị chuyển ra ngoài thảo nguyên. Sao lại thế này? Những thanh âm kinh ngạc ngay lập tức vang lên khắp bốn phương tám hướng. Không chỉ có nơi mà Triệu Bân đang đứng thay đổi. Nơi mà tất cả những kẻ xâm nhập vào di chỉ ma vực đều đã bị thay đổi khiến cho tất cả phải vò đầu bứt tai nếu như thay đổi thành một nơi an toàn thì tốt nhưng nếu như bị thay đổi thành nơi tràn đầy hung hiểm vậy thì thật thê thảm. Mà những kẻ thê thảm như vậy thì có rất nhiều. Như Nguyên Thương chính là một trong số đó, hắn ta đã bị chuyển tới một vùng đầm lầy, còn chưa kịp ra khỏi vùng đầm lầy thì đã bị quỷ đầm lầy công phạt, còn Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ vốn đang ở cùng với nhau thì lại phải bị chia tách, Sở Vô Xương bị chuyển tới một sơn cốc cho nên tạm thời an toàn, còn Thiên Vũ thì không may mắn được như thế, hắn ta đã bị rớt vào một vực sâu tăm tối, lúc này đang phải chiến đấu với ma quỷ bên trong vực. Á! Tiếng kêu la thảm thiết lại bắt đầu vang lên khắp nơi. Đó đều là tiếng kêu la của những kẻ không may mắn bị chuyển tới nơi hung hiểm, còn có không ít kẻ đã chết trong tay của đám ma quỷ. Chết tiệt! Cũng có rất nhiều người lớn tiếng văng tục khắp nơi. Triệu Bân cũng đang văng tục, thiên địa biến hóa khiến cho hắn trở tay không kịp, chuyển đến thảo nguyên này nhưng không còn nhìn thấy tiểu nhật áo đen cùng thánh tử Ma Sơn nữa, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã có thể giết chết bọn chúng, không ngờ thiên địa biến hóa đột ngột khiến cho hắn không kịp bắn tên ra. Cơ Ngân, người cứ chờ đó cho ông. Tiểu nhật áo đen và thánh tử Ma Sơn vừa thoát khỏi số chết, kẻ nào cũng nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng nên biết ơn thiên địa biến hóa đột ngột, nếu không thì bọn chúng chắc chắn đã bị Cơ Ngân tiêu diệt. Đại nạn không chết ắt có phúc. Cứ chờ đó,
chờ bọn chúng khôi phục lại thì bọn chúng chắc chắn sẽ truy sát Cơ Ngân đến cùng. Bọn chúng đã đi đâu? Dưới ánh trăng mờ ảo, Triệu Bân chậm rãi bước đi. Hắn đã hóa ra rất nhiều phân thân tản ra khắp bốn phương tám hướng tìm Tiểu Nhật Áo Đen và Thánh Tử Ma Sơn, hai kẻ đó đều đã bị thương đến mức thân tàn ma dại, đây là lúc rất dễ dàng để giết chết bọn chúng. Tất nhiên, hắn cũng đang tìm Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ. Đáng tiếc, hắn đã tìm suốt một hai ngày cũng tìm không ra. Vận may của ta không còn nữa rồi sao? Triệu Bân lẩm bẩm trên suốt đường đi. Lúc trước trên mảnh đất khô cằn hắn muốn bắn chết đám người thi tộc thì lại gặp phải quỷ thụ yêu khổng lồ truy giết đã cứu đám người thi tộc một mạng. Lúc này hắn đang muốn bắn chết Tiểu Nhật Áo Đen và Thánh Tử Ma Sơn thì lại gặp thiên địa biến hóa cứu bọn chúng. Những chuyện này khiến cho hắn không thể không nghĩ đối phương thật sự quá may mắn. Vào những thời khắc mấu chốt thì hắn luôn luôn gặp biến cố xấu. Hay nói đúng hơn thì dường như vận may của hắn đã không còn nữa. Vận may đã chuyển từ hắn sang đối thủ của hắn. Đây chẳng phải là chuyện gì tốt. Nếu như hắn cứ liên tục gặp phải biến cố xấu như vậy thì cũng thật đáng lo ngại. Xem ra ngươi cũng không ngốc, còn có thể ngộ ra được điều này. Nguyệt Thần chậm rãi nói, lời nguyền của thần đã gần như xóa sạch hết mọi vận may của Triệu Bân, cho dù hắn có gặp được cơ hội thì cũng sẽ gặp phải xui xẻo kèm theo. Lần cửu vĩ thoát khỏi cơ thể của hắn chính là một ví dụ, biến cố xảy ra là do hắn muốn chạy cũng không thoát. Số mệnh huyền diệu khó giải thích, còn cực kỳ tà hồ. Ví dụ như chuyện của Vương Dương, Triệu Bân đã đụng độ hắn ta hai lần nhưng vẫn không giết chết được hắn ta, nếu không giết được một lần thì cũng không sao nhưng không giết được tận hai lần thì ắt sẽ sinh truyệt, sinh mệnh của Vương Dương chưa kết thúc cho nên cũng vô tình quấy nhiễu số mệnh của Triệu Bân. Mặt khác, Vương Dương nay lại gặp được nhiều may mắn. Triệu Bân dừng lại trên một ngọn núi. Dưới ánh trăng, Di Chỉ Ma Vực đang rất không yên bình, động tĩnh của những trận đại chiến liên tục vang lên, đám ma quỷ vào ban đêm hoạt động hết sức sôi nổi, xuất quỷ nhập thần, nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết. Hí hí hí. Trong lúc hắn đang trầm mặc quan sát thì tiếng cười của nữ nhân lại đột nhiên vang lên bên tai. Triệu Bân vểnh tai lên nghe ngóng, xác định rằng mình không hề nghe nhầm, tiếng cười nữ nhân nghe lảnh lót như tiếng chuông, bên trong tiếng cười ẩn chứa một loại ma lực. Cũng có thể nói là một loại độc dược khiến cho tinh thần của người nghe sa đọa vào trong đó. Là ai đang cười? Triệu Bân lẩm bẩm, không tìm ra được nơi phát ra âm thanh. Thật lâu sau hắn mới mặc niệm tính tâm quyết để bài trừ tạp niệm. Nếu như hắn còn tiếp tục lắng nghe tiếng cười đó thì chắc chắn hắn sẽ mất trí. Lão đại, tìm ra rồi. Có tiếng phân thân truyền đến, giọng nói tràn đầy vui mừng. Triệu Bân vội vàng xuống núi thuận tiện còn kết nối tầm mắt với phân thân sau đó nhìn thấy một trận đại chiến người đang bị vây công chính là Sở Vô Xương, người vây công cô ta chính là người của huyết y môn nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy Sở Vô Xương chứ không nhìn thấy Thiên Vũ, có lẽ bọn họ đã bị thiên địa biến hóa tách ra hoặc cũng có lẽ là Thiên Vũ đã bị tiêu diệt. Phụt! Trận đại chiến gây ra động tĩnh quá lớn dư chấn tràn lan đến chỗ phân thân khiến cho phân thân ngay lập tức bị chấn diệt. Triệu Bân nhanh chóng phóng thẳng về hướng đó. Đáng tiếc hắn đã tới muộn, tới nơi hắn chỉ nhìn thấy một mảnh rừng núi hỗn loạn cùng nhiều vết máu xung quanh nhưng không thấy ai, chắc chắn là Sở Vô Xương vẫn còn sống và thoát khỏi vòng vây nhưng cũng không biết cô ta đã đi đâu. Bất lực, hắn đành chọn một hướng để tiếp tục tìm kiếm. Thiên Tông, đỉnh Thanh Vũ. Tối nay bầu không khí trên đỉnh Thanh Vũ vắng vẻ lạ thường. Không có ai trong sân, tất cả đều ở trên lầu các. Những người ngày thường vẫn hoạt bát hay phá phách như Tô Vũ, Kiếm Nam, Lăng Phi và Man Đằng lúc này đều đã nằm bẹp ở trên giường ngất đi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở vô cùng yếu ớt, ngay cả trong giấc ngủ say mà máu vẫn chảy ra từ khóe miệng, chắc chắn trước đó bọn họ đã phải trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn gần như sắp bị đánh tàn phế. Lâm Tà, Dương Phong và Vô Niệm cũng không khá hơn là bao, tất cả đều nằm bẹp trên giường, cho dù vẫn còn ý thức nhưng không thể cử động được. Tất cả bọn họ đều bị ân minh đả thương. Thanh Giao và những người còn lại đang luân phiên chữa trị cho bọn họ. Đỉnh Thanh Vũ không còn ai hay sao? Xuống dưới đây nghênh chiến đi. Một lũ rùa rụt cổ. Mặc dù là ban đêm nhưng ở dưới chân núi cũng không yên bình, có rất nhiều tiếng chửi rủa đang vọng lên. Từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy dưới chân đỉnh Thanh Vũ có rất nhiều người tụ tập, có người đứng chửi rủa, có người đứng xem kịch. Mà những kẻ đang chửi rủa khiêu khích tất nhiên là người của ân minh.
Về phần người đứng xem kịch thì chính là những đệ tử trung lập của Thiên Tông. Thảm, quá thảm. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, có rất nhiều người đang vừa bàn tán vừa chỉ trỏ lên đỉnh Thanh Vũ. Tất cả những người này đều biết tính khí của Ân Minh, hắn ta là một kẻ hết sức nham hiểm xảo huyệt, chỉ trách Cơ Ngân không có ở đây cho nên hắn ta mới xem bạn bè của Cơ Ngân là món khai vị để xử lý, chờ xem khi Cơ Ngân trở lại thì sẽ còn có một màn đặc sắc hơn. Tạo phản rồi. Có đệ tử thầm lẩm bẩm, cảm giác lo lắng mãnh liệt dâng lên. Ân Minh chắc chắn vẫn còn đang âm mưu chuyện khác. Động tĩnh lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Cơ Ngân không có ở đây cho nên cũng không còn ai giữ thể diện cho đỉnh Thanh Vũ. Hắn có ở đây cũng không làm được gì, Ân Minh bây giờ đã là ký chủ của Cửu Vĩ Hồ. Chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh chết. Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Những kẻ đang đứng mắng chửi khiêu khích một chút cũng không biết mệt, càng chửi càng hăng. Nhưng có mắng chửi cỡ nào thì cũng không thấy đỉnh Thanh Vũ đáp lại. Bây giờ thì làm gì còn ai đáp lại được. Tất cả nam đệ tử trên đỉnh Thanh Vũ đều đã bị thương nặng, suýt chút nữa còn tàn phế, cũng không thể để cho hai nữ đệ tử là Thanh Giao và Mục Thanh Hàn xuống dưới tham chiến. Cơ Ngân, ngươi có thích món quà ta tặng ngươi không? Trên ngọn núi cách đó không xa, Ân Minh đang thoải mái nằm nghiêng trên ghế mỉm cười tàn nhẫn. Hắn ta đang nằm đây chờ Cơ Ngân trở về, tới lúc đó thù mới hận cũ hắn ta sẽ thanh toán hết một lượt. Trong người hắn ta bây giờ đã hừng hực lửa giận, dường như không còn đợi được tới ngày tiêu diệt Cơ Ngân. 2. Dương Huyền Tông thở dài, cau mày thật chặt. Ông ta đã sớm biết một khi Ân Minh xuất quan thì sẽ không chịu an phận, hiện giờ sự thật đã cho thấy ông ta đoán quả không sai. Ông ta đã hạ lệnh cấm đệ tử đỉnh Thanh Phong xuống núi nhưng mấy đứa nhóc này lại cố tình không chịu nghe lời, tất cả đều chạy đến diễn võ đài nghênh chiến, cuối cùng không tránh khỏi cảnh bị đánh thê thảm. Ông ta không thể tưởng tượng được một khi Cơ Ngân quay về tông môn thì mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ xảy ra đại loạn. Ngô Huyền Thông cũng có mặt ở đó, lão ta đang rất lo lắng, viễn cảnh phản nghịch dường như đã xuất hiện ngay trước mắt. Phản nghịch, chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả tình huống bây giờ. Thân là trưởng giáo, Dương Huyền Thông có thể cảm nhận được chuyện này rõ ràng nhất. Kể từ khi Hồng Uyên bị trọng thương, nhóm cường giả thiên võ phe Quỷ Minh ngày nào cũng phái người tới Thiên Tông, triều đình cùng biên quan để thăm dò, đây hiển nhiên là dấu hiệu của việc muốn đoạt quyền. Mặc dù Dương Huyền Tông là trưởng giáo của Thiên Tông nhưng cũng không thể trấn áp được tình hình, nhất là dạo gần đây còn có rất nhiều trưởng lão ngoại lai từng bước thâm nhập vào các vị trí quan trọng trong tông môn khiến cho ông ta lực bất tòng tâm, cũng dần dần mất đi hết quyền lực. Tình hình trong triều đình cũng như ngoài biên quan cũng không khá hơn là bao. Khi thời cơ chín mùi thì nhóm cường giả thiên võ phe Quỷ Minh nhất định sẽ liên thủ đoạt quyền. Mà một khi thời cơ đã chín mùi thì quá trình này cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần một ngày là đủ. Cho nên mới nói, việc cấp bách lúc này chính là tìm được Đan Bất Lão. Nếu như có thể tìm được Đan Bất Lão thì lão tổ Hồng Uyên mới có cơ hội hồi phục lại như cũ. Nếu như đệ nhất thiên hạ đã không còn bị trọng thương thì làm gì còn ai dám tác loạn. Phong tỏa đỉnh Thanh Vũ. Mang linh dược trị thương đến đó, ta sẽ trả tiền hết. Một lúc lâu sau Dương Huyền Tông mới lên tiếng. Ngô Huyền Thông nghe vậy thì cũng lẳng lặng rời đi. Bên trong Di Chỉ Ma Vực, Triệu Bân lại dừng bước chân. Hắn vẫn chưa tìm thấy Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Ở nơi quỷ quái này không thể hét to, nếu như đồng đội của mình nghe được thì không sao, nhưng nếu như để kẻ thù nghe được vậy thì nhất định sẽ bị bọn chúng kéo bè kéo lũ đến đánh. Chỉ cần một tên hét lớn Cơ Ngân ở đây thì chắc chắn sẽ có một số lượng lớn kẻ thù ập tới tìm hắn nói chuyện phiếm, đến lúc đó thì hắn lại phải trông chờ vào khả năng chịu đòn của mình. Lúc này mà còn phải chơi trốn tìm, không vui đâu. Triệu Bân nói rồi lại đi tìm theo hướng khác. Hắn nói mình đang chơi trốn tìm cũng không sai, hắn đang tìm kiếm mà Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ cũng đang tìm kiếm trong vô vọng, tiên trận bên trong Di Chỉ Ma Vực không ngừng biến hóa quấy nhiễu. Muốn tìm ra người thật sự chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngao, ngao. Khi hắn đi qua một khu rừng, Tiểu Kỳ Lân lại đột nhiên kêu lên. Triệu Bân nghe vậy thì liền dừng lại hỏi, có bảo bối ở đó sao? Tiểu Kỳ Lân thè lưỡi sau đó nhảy ra ngoài, hoạt bát chạy về một hướng. Triệu Bân vội vàng đuổi theo. Thánh thú Kỳ Lân của hắn quả nhiên là có thiên phú, nó cực kỳ nhạy cảm với bảo bối. Nhìn nó nhảy nhót vui sướng như vậy thì chắc chắn ở trong khu rừng kia có một bảo bối rất lớn.
chẳng mấy chốc Tiểu Kỳ Lân đã dừng lại trước một cái hồ. Triệu Bân chạy theo sau rồi nhanh chóng thu Tiểu Kỳ Lân lại, không thể để cho người ngoài nhìn thấy nó. Thánh thú Kỳ Lân quý giá nhường nào, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhòm ngó, nếu như bị võ tu cùng thế hệ tranh đoạt thì không nói làm gì, nhưng nếu như bị mấy lão bối tranh đoạt thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối, đặc biệt là mấy lão già cảnh giới thiên võ kia. Làm gì có ai thấy thánh thú Kỳ Lân mà không điên cuồng chứ? Hắn đứng trước hồ nước, chăm chú quan sát. Giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ, chu vi không quá 5 trượng. Hắn cùng với Tiểu Kỳ Lân tâm ý tương thông cho nên liền biết bảo bối đang nằm ngay phía trên hòn đảo nhỏ kia, đáng tiếc hắn không thể nào nhìn thấy rõ ràng bởi vì phía trên hồ nước mênh mông mây mù, ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu, muốn nhìn xem đó là bảo bối gì thì hắn phải nhảy qua đó mới được. Tuy nhiên, hồ nước này không hề đơn giản. Đừng nhìn thấy mặt hồ phẳng lặng mà xem thường, kỳ thật dưới đáy hồ có ma lực cuồn cuộn, trong hồ này còn có ma quỷ ẩn thân, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp và số lượng rất nhiều, nếu như dám bất cẩn bước vào thì chắc chắn sẽ bị vây đánh. Bay qua được không nhỉ? Triệu Bân sờ sờ cằm nhỏ, bất giác ngẩng đầu lên. Thật trùng hợp, có một bóng đen vừa bay vụt qua. Nhìn kỹ thì đó là một con huyết ưng. Trên lưng huyết ưng có một người mặc hắc bào đang đứng, hẳn là cũng bay tới đây để tầm bảo. Tuy nhiên khi con huyết ưng vừa tiếp cận được phía trên mặt hồ thì liền gặp rắc rối. Một luồng ma khí đen xì ngay lập tức phóng lên tiêu diệt nó. Huyết ưng bị nổ thành một đống máu thịt be bét mà kẻ mặc hắc bào ở trên lưng nó cũng ngay lập tức ngã vào trong hồ nước, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng rồi không thấy kẻ đó nổi lên nữa. Vẫn là ở trên bờ an toàn hơn, Triệu Bân chắp tay nói. Trước khi hắn tới đây thì Huyễn Mộng đã cảnh bảo hắn rất rõ ràng rằng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn tốt nhất không nên bay ở trong khu di chỉ, nếu như hắn dám bay thì chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn, bên trong khu di chỉ chỗ nào cũng có cạm bẫy nhưng ở trên không còn có cả trận pháp cùng cấm chế, vẫn là đi bộ an toàn hơn. Lời này hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Từ lúc bước vào di chỉ thì hắn không hề dám bay. Sự thật đã chứng minh, trên không trung trong di chỉ ma vực chỗ nào cũng có cấm chế. Nếu như dám bay lên trời thì chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hắn không nhìn lên trời nữa, lại tập trung quan sát hồ nước. Ma quỷ bên trong hồ nước này rất hung hãn, vừa nãy kẻ mặc hắc bào bị tiêu diệt chính là một ví dụ. Tốt xấu gì thì kẻ đó cũng có tu vi cảnh giới địa tạng nhưng chỉ một kích là đã bị tiêu diệt, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không được. Hắn thử phái phân thân qua trước, nhưng chuyện đó cũng không khả thi. Phân thân còn chưa tới nơi thì đã bị ma quỷ vô thanh vô ảnh tiêu diệt. Chuyện này đòi hỏi kỹ thuật, cuối cùng ta vẫn phải tự ra tay. Triệu Bân xắn tay áo nhỏ lên, cầu phú quý trong hung hiểm, vẫn cần hắn đích thân thể hiện lòng thành. Lõm bõm. Triệu Bân từng bước ra, nhảy vào hồ nước. Hắn đi trên mặt nước, thân mặc huyền giáp, tay cầm kiếm Long Uyên, bên ngoài hồ nước hắn còn để lại không ít phân thân để nếu như có chuyện xảy ra thì sẽ thi triển thuật triệu hoán ngược cứu hắn. Tiểu Kỳ Lân cũng bộc phát ra nguồn năng lượng thần bí để hỗ trợ. Nguồn năng lượng của Tiểu Kỳ Lân thật sự rất có ích, bởi vì nó là thủy thú khắc chế tà ma cho nên có không ít ma quỷ vừa mới trồi lên đánh hơi được nguồn năng lượng này thì đều rụt trở về, chỉ dám âm thầm nhìn lén, không phải bọn chúng sợ Triệu Bân mà là sợ Tiểu Kỳ Lân. Triệu Bân cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lúc hắn đi trên mặt nước hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở bốn phương tám hướng bên dưới đáy hồ đều có những cặp mắt lạnh lẽo đang dán vào người hắn, nếu như hắn không cẩn thận thì ngay giây sau chắc sẽ có số lượng lớn ma quỷ nhảy ra giết chết hắn. Càng đi sâu vào trung tâm hồ nước thì áp lực càng lớn. Ma quỷ bên trong hồ nước cũng có phân cấp bậc, càng đi sâu vào trung tâm hồ nước thì ma quỷ càng mạnh, đám này có thực lực không tầm thường, mặc dù có chút kiên kỵ Tiểu Kỳ Lân nhưng lá gan của bọn chúng vẫn rất lớn. Có con còn liếm mép như cảm nhận được Tiểu Kỳ Lân chỉ là một con non, thậm chí còn nghĩ đến chuyện nếu như có thể ăn thịt được Tiểu Kỳ Lân thì bọn chúng sẽ lột xác như thế nào. Đừng có mà chọc ta, tính tình của ta không tốt đâu. Triệu Bân gào to một tiếng khiến cho đám ma quỷ sợ tới mức run rẩy, lại lùi về trong hồ. Không bao lâu sau thì hắn lại nghe thấy phía sau có tiếng ma quỷ đang rẽ nước theo đuôi hắn. Triệu Bân mở thiên nhãn nhìn xuống hồ thì nhìn thấy không ít ma quỷ hình thái khác nhau, có con giống cá sấu, có con giống chăn, nhưng miễn là bọn chúng không gây chuyện với hắn thì hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn chúng. Khi đến gần thì hắn mới có thể nhìn thấy rõ hòn đảo nhỏ kia. Đó là một mảnh đất khô cằn,
bên trên có mây trôi lượn lờ. Tuy nhiên ở trung tâm hòn đảo lại có một bụi cỏ xanh lóe lên ánh sáng lấp lánh như pha lê, cách thật xa cũng có thể ngửi được sinh linh khí theo gió lay động, hào quang tản mát ra khắp nơi. Cỏ bản tâm linh lung. Triệu Bân cau mày, hắn đã nhận ra đó là thứ gì bởi vì hắn đã từng đọc qua trong bí quyển, nay đúng là lần đầu tiên hắn mới được gặp. Tương truyền đó là loại cỏ chỉ gặp ở tiên giới dùng để luyện ra tiên đan, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không ngờ ở trong Di Chỉ Ma Vực lại có một bụi. Thứ tốt. Triệu Bân liếm môi, cỏ bản tâm linh lung là tiên vật cho nên ắt có tiên lực, nếu như luyện hóa rồi dung nhập vào trong cơ thể thì chắc chắn được hấp thụ phúc khí, đây chính là tạo hóa của hắn. Giống. Trong lúc hắn đang nhìn bụi cỏ thì mặt hồ lại đột nhiên nổi sóng. Ngay lập tức có một con quái vật từ dưới hồ nước trồi lên. Nó là một con trăn khổng lồ thè ra đầu lưỡi còn to hơn cánh tay của hắn, đôi mắt trắng to hơn cả vò rượu, cái miệng ngoác ra còn to hơn cái lu lớn, cho dù nó có nuốt chửng hắn thì cũng không đủ để nó nhét kẽ răng. Nó vừa xuất hiện thì đã chấn Triệu Bân đến hộc máu, miệng của nó còn phun ra ngọn lửa mang theo ma khí cuồn cuộn. Triệu Bân tay kết ấn miệng niệm chú, thi triển thuật độn thủy. Thuật độn thủy khiến cho sóng nước dâng lên nuốt chửng ngọn lửa, cũng nuốt chửng ma khí. Con trăn khổng lồ không hề dừng lại, nó húc đầu xuống nuốt hắn vào bụng. Ngay sau đó nó liền phải lăn lộn trong hồ, gầm giống không thôi. Không thể ăn bậy sẽ bị đau bụng. Chẳng hạn như Triệu Bân này vậy, nuốt hắn vào bụng thì không bị thắt ruột mới là lạ. Phụt! Triệu Bân vung kiếm chém rách bụng con trăn khổng lồ rồi nhảy ra ngoài. Vừa nhảy ra thì hắn lại gặp một đống xúc tu màu đen, chắc hẳn nó là của một con quỷ bạch tuộc. Hắn bị vướng vào trong đám xúc tu, những giác hút trên xúc tu có lực hấp phệ cực mạnh khiến cho khí huyết của hắn đều bị hút đi trong tích tắc. Biến đi cho ta. Triệu Bân vung tay lên ôm chặt lấy một xúc tu, lôi con quỷ bạch tuộc ném ra xa, sau đó song chỉ của hắn khép lại thi triển Chu Tiên Quyết, một kích tuyệt sát. Giống. Con quỷ bạch tuộc vừa chết thì quỷ cá sấu lại phóng tới. Con quỷ cá sấu này có uy lực phi thường. Nếu như tính theo tu vi của võ tu thì ít nhất cũng là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, tuy rằng nó không có hình thể lớn như con trăn khổng lồ trước đó nhưng nó lại có sức phòng ngự rất cao, trên người nó có một tầng áo giáp rắn chắc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, Triệu Bân chém xuống một kiếm nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Thay vào đó, hắn còn bị đuôi của con quỷ cá sấu hất văng ra xa. Hự! Triệu Bân rên rỉ, xương cốt đã tan nát. Hắn còn chưa kịp nghỉ thở thì con quỷ cá sấu lại phóng đến, nó há cái mồm to của nó ra phun một tia máu phá nát chân nguyên hộ thể của hắn, chém ra trên ngực hắn một vết máu đỏ tươi. Ngươi bị cái quái gì vậy? Triệu Bân mắng một tiếng, chính là đang mắng Huyền Giáp. Phản thương đi chứ. Huyền Giáp chỉ là đồ vật, tất nhiên sẽ không đáp lời hắn. Nhưng Triệu Bân rất nhanh đã hiểu được, mặc dù Huyền Giáp có khả năng phản thương nhưng không phải thứ gì cũng phản thương được. Giống như tia máu của con quỷ cá sấu kia mang theo một nguồn năng lượng không bình thường, có thể xuyên qua cả Huyền Giáp, bên trong Di Chỉ Ma Vực quả nhiên không thiếu nhân tài, ngay cả ma quỷ cũng ghê gớm hơn bình thường. Giống. Con quỷ cá sấu lại phóng đến, há mồm phun ra tia máu. Triệu Bân né được một đòn, ngay lập tức lấy ra roi đánh hồn đánh vào đầu của con quỷ cá sấu. Hừm, roi đánh hồn rất có hiệu quả. Mặc dù con quỷ cá sấu chịu đòn rất tốt nhưng đó chỉ là năng lực thể xác của nó, còn tinh thần của nó thì không, roi đánh hồn có thể không hiệu quả đối với con trăn khổng lồ trước đó nhưng dùng để đánh con quỷ cá sấu thì vẫn rất hiệu quả. Nào, đến đây. Triệu Bân dùng chân nguyên hóa bàn tay lớn nắm lấy đuôi con quỷ cá sấu ném thẳng lên trời. Ngay sau đó hắn lại thi triển Chu Tiên Quyết, mặt trên của con quỷ cá sấu có lớp phòng ngự rất mạnh nhưng phần bụng dưới của nó lại không như vậy. Nó nhanh chóng bị Chu Tiên Quyết xuyên thủng, máu đen bắn ra bốn phía, đây lại là một kích tuyệt sát. Giống, tiếng quát của Triệu Bân còn chưa dứt thì đã có thêm một con quỷ khác nhảy ra. Đây là một con quỷ rùa đen có thân hình khổng lồ, so với con trăn khổng lồ trước đó thì còn lớn hơn, nó cũng là một con quỷ cấp địa tạng đỉnh phong, ánh mắt lóe lên hung quang bạo ngược không tả nổi. Ngao hú, Tiểu Kỳ Lân chưa hiện thân, chỉ gầm giống một tiếng. Mặc dù Tiểu Kỳ Lân chỉ có thể gầm lên bằng giọng sữa nhưng vẫn đủ uy hiếp, ít nhất thì nó cũng có thể dọa con quỷ rùa đen bỏ chạy, đừng nhìn con quỷ rùa đen to lớn mà nhầm tưởng, kỳ thực lá gan của nó rất bé, vừa nghe thấy tiếng Tiểu Kỳ Lân gầm lên là nó đã ngay lập tức quay về đi ngủ. Thánh thú trong người, vạn pháp bất xâm.
Triệu Bân nhếch miệng cười, chân nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước. Trên đường đi của hắn lúc này mặc dù vẫn còn có ma quỷ nhảy ra nhưng cũng không thể ngăn được hắn, hắn mạnh mẽ tàn sát ma quỷ, ở đây không có ma quỷ cấp chuẩn thiên, mặc dù là trong di chỉ ma vực thì cũng không có nhiều ma quỷ cường đại như con quỷ thụ yêu lúc trước. Hắn thành công đáp xuống hòn đảo nhỏ. Triệu Bân bước tới, chăm chú quan sát cỏ bản tâm linh lung. Hắn đã không nhìn nhầm, đây đúng là cỏ bản tâm linh lung, đừng thấy nó nhỏ mà tầm thường, niên đại của nó ít nhất cũng phải ngàn năm, nó không giống như những loại cây cỏ khác, mặc dù có thể sinh ra tiên lực nhưng bản thân lại sinh trưởng rất chậm. Bây giờ nó là của ta. Triệu Bân cười nói, một tay nhổ bụi cỏ lên. Không hổ là cỏ linh lung, ngay cả bộ rễ của nó cũng mang tiên lực, trong suốt lấp lánh như pha lê. Nhưng loại cỏ tiên này một khi nhổ lên thì tiên lực sẽ tán loạn, với đạo hạnh của cơ ngân cũng không có cách nào để phong ấn nó. Cho nên hắn chỉ có thể nuốt nó vào ngay tại chỗ. Nói nuốt liền nuốt, hắn ngay lập tức nhét cả bụi cỏ vào trong miệng. Ngay sau đó chân nguyên của hắn liền quay cuồng, lôi điện toàn thân bùng nổ luyện hóa cơ thể của hắn đến cực hạn, tất cả tinh hoa tiên lực đều bị cây thần tạo hóa hút hết vào trong cơ thể của hắn. Hừ, hắn đã đánh giá thấp cỏ linh lung. Tinh hoa tiên lực bên trong nó vô cùng dồi dào. Cây thần tạo hóa đã hút hết tinh hoa tiên lực dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đan hải của hắn ngay lập tức tràn ngập năng lượng. Phải đột phá. Hai mắt của hắn sáng lên, cơ duyên đến vừa đúng lúc. Triệu Bân ngồi khoanh chân, cố gắng hết sức luyện hóa tinh hoa. Bên trong DNA hải của hắn lúc này đã mịt mông sương mù, chân nguyên cuồn cuộn lưu chuyển. Chói mắt nhất vẫn là cây thần tạo hóa. Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, nó đang tỏa ra ánh sáng như ngọc quý trân châu, không ngừng dung nhập tinh hoa tiên lực vào trong đan hải, vừa thấy tiên lực là nó đã không hề khách khí mà hút vào, khiến cho phiến lá của nó lại càng trở nên sáng trong, sinh linh lực tỏa ra từ nó cũng tràn đầy. Nó hình như còn có linh tính. Nó biết Triệu Bân đang muốn đột phá cho nên cũng ra sức giúp hắn luyện hóa tinh hoa tiên lực. Nó không ngừng bổ sinh linh khí vào đan hải của hắn. Tinh hoa tiên lực rót vào đan hải của hắn từng đợt, chân nguyên cuộn trào chảy vào từng kinh mạch, một lần nữa tẩy luyện cơ thể của hắn khiến cho cơ thể của hắn càng thêm cứng cỏi, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn đều thu được lợi ích lớn. Phá! Khi thân thể đã được tẩy luyện đến cực hạn thì Triệu Bân liền khẽ quát lên một tiếng. Ngay sau đó tiếng răng rắc lại liên tục vang lên, Triệu Bân đã mạnh mẽ tiến vào cảnh giới huyền dương tầng 9. Cơ duyên luôn đi kèm với tai họa. Chẳng qua lần này tai họa của hắn đã bị triệt tiêu, hoặc là nói đã gần như bị triệt tiêu, Triệu Bân sau khi đột phá thì tuổi thọ còn bị giảm sút nhưng hắn không hề phát hiện. Mạnh quá! Nguyệt Thần lẩm bẩm nói, cô ta đang thổn thức về lời chúc phúc được đổi bằng 9 kiếp luân hồi. Lời chúc phúc 9 kiếp luân hồi đó đã chống đỡ cho Triệu Bân phần lớn tai họa. Lời chúc phúc này phải có chấp niệm cùng tín niệm mạnh đến bao nhiêu thì mới có thể khiến cho lời nguyền của thần nể tình. Chính Nguyệt Thần cũng nhờ vào lời chúc phúc đó mà có thể giảm bớt áp lực khi chúng phải lời nguyền của thần, cho dù cô ta vẫn bị ảnh hưởng nhưng ít nhất cũng không quá thê thảm đến mức phải tán diệt. Không tồi. Triệu Bân đã mở mắt ra, hai mắt sáng ngời. Tu vi thăng cấp mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Gân cốt bắp thịt được cường hóa. Võ hồn càng trở nên tinh túy hơn. Ngay cả đan hải của hắn cũng đã lớn hơn một chút, kiếm ý còn sót lại trong cơ thể hắn cũng bị tiên lực diệt trừ, chỉ một bụi cỏ linh lung đã có thể giúp cho hắn hoàn toàn lột xác. Hừm! Trong lúc đang vui mừng khôn xiết thì Triệu Bân lại bất giác liếc qua một bên. Ở ven hồ, không biết từ bao giờ đã có một bóng người khác, kẻ đó mặc áo giáp màu đen, là một thanh niên mắt sáng như sao, tóc đen như thác, thân thể có ma sát quấn quanh, nổi lên từng đợt ma khí bạo ngược khó tả. Huyền võ hắc ma giáp. Triệu Bân cau mày, hắn không biết kẻ kia là ai nhưng hắn nhận ra bộ áo giáp. Đó cũng là vật truyền thừa của bất diệt ma quân. Năm đó khi ma vực sụp đổ, các dòng truyền thừa cũng tan rã, huyền võ hắc ma giáp lưu lạc rồi truyền đến dòng ma điện. Những điều này đều là do ma tử kể cho hắn biết, tất nhiên cũng là do hắn đã lén xem qua ma gia bí quyển. Đây không phải là một bí mật, tất cả những dòng truyền thừa của ma vực đều biết. Về phần huyền võ hắc ma giáp, hắn nhận ra nó là do hắn đã ghi nhớ trong đầu những trận văn được khắc trên áo giáp nhờ đọc bí quyển, cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, khí tức quỷ dị mà nó toát ra cũng không thể nào làm giả được. Thánh tử ma điện, Triệu Bân lẩm bẩm.
lúc trước hắn nhận ra thánh tử Ma Sơn nhờ Ma Long Kiếm. Lần này hắn nhận ra thánh tử Ma Điện nhờ Huyền Võ Hắc Ma Giáp. Lực phòng ngự của bộ áo giáp này hết sức bá đạo. Ma tử đã từng nói, trước giờ chưa ai có thể phá nổi phòng ngự của thánh tử Ma Điện. Tất nhiên chuyện đó cũng ngoại trừ hai yêu nghiệt là thánh tử Ma Cung và Đại Hạ Long Phi, một người có Thái Thượng Hung Hổ, một người có Cửu Vĩ Tiên Hồ, chỉ cần một người thì cũng dư sức phá nát hắc ma giáp của thánh tử Ma Điện. Trong năm dòng truyền thừa ma vực đã có hai thánh tử đến đây rồi, hai mắt Triệu Bân lóe sáng. Thánh tử Ma Gia vẫn còn ở thành Thiên Thu cho nên chắc chắn sẽ không có ở đây, trước đó Triệu Bân đã từng chiến đấu với thánh tử Ma Sơn, bây giờ lại gặp được thánh tử Ma Điện, ngay cả thánh tử Ma Quật Vương Dương và thánh tử Ma Cung Ma Khôi cũng đã bước vào di chỉ ma vực, chẳng qua là hắn vẫn chưa gặp được thôi. Đối với Vương Dương thì hắn ít nhiều cũng có phần kiêng kỵ. Cái tên đó đã tu luyện bất diệt ma thân quyết, rất khó để giết chết hắn ta. Về phần Ma Khôi thì Triệu Bân thậm chí còn không có ý tưởng muốn đối đầu với hắn ta, không phải là do hắn sợ Ma Khôi mà là do hắn sợ Thái Thượng Hung Hổ, xét về chiến lực cùng nội tình thì ngay cả Cửu Vĩ Tiên Hồ cũng không bằng nó. Hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng Thái Thượng Hung Hổ. Lại nói, ma vực truyền thừa cũng rất thú vị, một dòng truyền thừa Ma Luân Huyết Tế, một dòng truyền thừa Ma Long Kiếm, một dòng truyền thừa Thái Thượng Hung Hổ, một dòng truyền thừa Huyền Võ Hắc Ma Giáp. Còn lại dòng ma quật không biết được truyền thừa gì, bất diệt ma thân quyết chăng? Trên đảo có người. Triệu Bân đang quan sát thì thánh tử Ma Điện cũng vậy. Đáng tiếc hắn ta không có thiên nhãn cho nên không thể nhìn xuyên qua mây mù, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chút khí tức của đối phương. Hơn nữa, nhìn từ bên trong ra bên ngoài không giống như nhìn từ bên ngoài vào bên trong. Triệu Bân ở bên trong nhìn ra có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Là ai? Thánh tử Ma Điện vừa dứt lời thì đã thi triển bí pháp. Cái gọi là bí pháp chính là một con mắt to bằng vò rượu, hiện ra trên đỉnh đầu hắn ta, đó không phải là thiên nhãn mà là hình thái của bí pháp, có thể dùng để nhìn xuyên hư không, có ít năng lực của thiên nhãn. Trẻ con sao? Hai mắt hơi nheo lại, có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé. Ánh mắt của hắn ta trở nên xa xăm, đấy nào phải là một đứa trẻ. Cơ ngân của Thiên Tông. Ánh mắt của thánh tử Ma Điện sáng lên, dường như hắn ta đã đoán ra được thân phận của Triệu Bân. Di chỉ ma giới lớn như thế, sao lại may mắn đến mức để hắn ta gặp được thế này? Nếu đề nghị kết minh với hắn thì chắc hắn sẽ không từ chối đâu nhỉ? Triệu Bân vuốt nhẹ cằm, thầm suy tính đến việc lôi kéo Ma Điện cùng nhập hội. Thế thì nếu sau này có khai chiến với ma quật thì phần thắng sẽ nhiều hơn. Hắn nghĩ vậy nên đứng dậy. Nhưng... hắn vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy thánh tử Ma Điện ném thứ gì đó xuống hồ. Là thứ gì thế? Một viên bi sắt đen thui, giống hệt như bom khói, một tiếng tủm vang lên rồi chìm xuống nước. Ầm, bi sắt nổ tung làm mặt hồ dậy sóng. Triệu Bân nhìn mà không hiểu gì cả, cảm giác cứ như thánh tử Ma Điện nửa đêm chạy đến chỗ này chỉ để cho nổ bom bắt cá. Nhưng hắn vẫn mỉm cười và nhìn đối phương. Viên bi sắt đó không phải vật tầm thường. Sau khi phát nổ thì mặt hồ không còn yên tĩnh nữa, ma quỷ trong hồ đều bị đánh thức, nối đuôi nhau bò ra, ập lên đảo nhỏ như vô thức, mắt con nào con nấy đều đáng sợ và đỏ thắm như máu. Có bản lĩnh đấy. Triệu Bân liếc thánh tử Ma Điện một cái, giờ mới biết dụng ý của hắn ta, rõ ràng là muốn hãm hại hắn mà. Cũng không biết đối phương đã dùng phép thuật gì với những ma quỷ này mà lúc này nghiễm nhiên biến hắn thành một con mồi, nói trắng ra. Thánh tử Ma Điện đã mượn bàn tay của ma quỷ trong hồ để giết hắn, đấy chính là chiêu mượn đao giết người trong truyền thuyết, buồn cười là hắn còn muốn bắt tay với đối phương nữa. Gào, gào. Ma quỷ gào thét, bọn chúng đã xông qua. Đặc biệt con quỷ có hình người là hung hãn nhất và cũng đang tiến đến gần nhất. Nó vẫn chưa đánh đến mục tiêu thì hai mắt đã phóng ra tia lửa điện, còn có ánh sáng mấp máy nối tiếp nhau phóng ra từ bên trong cơ thể. Triệu Bân không thèm nhìn mà nhảy ngay xuống hồ. Hắn nhảy xuống hồ thì lại gây ra sao động. Tất cả ma quỷ trong hồ đều thức giấc và ùn ùn kéo đến. Soạt. Triệu Bân dùng phép triệu hồi nghịch hướng, chui ra khỏi hồ. Đương nhiên thánh tử Ma Điện không biết được, hắn ta vẫn còn đứng đó mở to mắt quan sát nữa cơ. Soạt. Trong khu rừng cách đó mấy ngàn trượng, Triệu Bân lại xuất hiện. Từ chỗ này có thể loáng thoáng nhìn thấy hồ nước và cũng quan sát được thánh tử Ma Điện đang đứng phía trước hồ. Nhóc con,
là do ngươi chọc ta trước thôi. Triệu Bân thầm hừ lên lạnh lùng rồi rút Long Uyên ra và xông qua. Dám ngang nhiên gài hàng hắn, vậy thì phải nói chuyện mới được, mà còn phải nói cho ra lẽ. Chuyện kết minh thì thôi bỏ đi, hắn đã đổi ý rồi, phải bắt tên này về rồi tìm Ma Điện kiếm ít tiền tiêu mới được. Gào, gào. Hồ nước dưới ánh trăng vô cùng hỗn loạn, tất cả ma quỷ đều đã thức tỉnh, tên nào tên nấy đều to lớn và như phát điên, náo loạn trong hồ, Triệu Bân đã chạy mất rồi, cũng không biết bọn chúng đang náo loạn vì điều gì, tìm không được Triệu Bân thì lại quay ra đánh lẫn nhau, chém giết khắp hồ. Xét cho cùng thì cũng vì viên bi sắt mà thánh tử Ma Điện đã ném xuống hồ. Đấy không chỉ là một viên bi sắt, bên trong nó còn có bùa chú cổ xưa, sẽ phát tán ngay khi gặp nước, có thể khống chế tinh thần của ma quỷ trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần không phải là đồng loại của bọn chúng mà xuất hiện ở trong phạm vi hồ thì sẽ bị bọn chúng tấn công. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi. Khi loài khác bị giết sạch thì nên làm thế nào đây? Cảnh tượng lúc này chính là đáp án tốt nhất. Không có loài khác thì sẽ tự tàn sát nhau. Cho đến khi bùa chú hết tác dụng thì mới tỉnh táo lại. Vì vậy mới nói, chiêu này của Thánh tử Ma Điện đúng là rất hãm. Đối với ma quỷ trong hồ thì Triệu Bân chính là loài khác, nhất định sẽ bị ma quỷ tấn công. Nhiều ma quỷ như thế, con nào cũng điên cuồng tấn công, cảnh giới địa tạng hay cảnh giới chuẩn thiên thông thường cũng chưa chắc có thể sống sót ra khỏi hồ. Đã bị tiêu diệt rồi sao? Hai mắt Thánh tử Ma Điện nheo lại, chính mắt hắn ta đã nhìn thấy Triệu Bân nhảy vào hồ. Sau đó, ma quỷ trong hồ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Điều đó chứng tỏ Cơ Ngân đã chết. Nếu không thì ma quỷ cũng sẽ không xảy ra nội chiến. Phong Lôi Quyết, Vạn Kiếm Quy Nhất. Đột nhiên hắn ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tiếp đó là tiếng kiếm vút lên chói tai. Thánh tử Ma Điện chau mày, lập tức quay người lại. Đập vào mắt hắn ta là một thanh kiếm, lôi điện giằng xé trên thân kiếm, còn có cả mấy chữ cổ kỳ lạ bay xung quanh, kiếm uy vô cùng bá đạo, kiếm ý mạnh mẽ vô cùng, nhắm chuẩn vào chỗ chí mạng của hắn ta, chém ra tuyệt sát. Không sai, là tuyệt sát. Từ khi ra nghề, trong số những chiêu thức lợi hại của Triệu Bân, Vạn Kiếm Quy Nhất là mạnh nhất, biến ra rất nhiều phân thân, tất cả đều tập hợp sức mạnh, cùng lúc gia tăng sức mạnh cho bản thể để đạt được hiệu quả bộc phát sức mạnh trong tích tắc. Trước đây, hắn đã dùng chiêu kiếm này để đánh bại Sở Vô Xương. Nếu như không phải Ngô Huyền Thông ra tay cứu giúp thì chắc chắn Sở Vô Xương đã bị hắn giải quyết trong chớp mắt rồi. Chỉ có điều không biết chiêu này có thể làm cho Thánh tử Ma Điện trọng thương hay không thôi. Dù sao thì đối phương cũng đang mặc huyền võ hắc ma giáp, có khả năng phòng ngự rất bá đạo. Kiếm này mạnh thật, Thánh tử Ma Điện kinh ngạc. Vẫn chưa bị chém trúng thì đã cảm thấy lạnh buốt cả người. Hắn ta vẫn chưa bị chém trúng thì chân nguyên hộ thể đã bị kiếm uy đánh tan. Trong số những người cùng cấp bậc thì đây là lần tiên hắn ta nhìn thấy kiếm ý đáng sợ như thế. Khoảng cách quá gần, hắn ta không kịp né. Chủ yếu là kiếm đó có sức mạnh khóa chặt, nhất định sẽ chém chúng. Thế là chỉ có thể đương đầu thôi. Chỉ trong phút chốc, hắc ma giáp đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể thánh tử và cả đầu lẫn mặt, đúng thật là một phòng ngự tuyệt đối. Bất kể chém chúng đâu thì cũng có thể phòng ngự được, đấy chính là điểm đáng sợ của hắc ma giáp. Keng! Chỉ trong tích tắc, Long Uyên đã chém đến. Âm thanh vang lên sau đó lanh lảnh và giòn tan. Vạn kiếm quy nhất của Triệu Bân không thể phá được hắc ma giáp mà chỉ làm tóe lửa trên mặt giáp. Cứng vậy sao, Triệu Bân bất ngờ. Chiêu mạnh nhất mà không ngờ không chém rách được chút nào. Nếu như ma tử ở đây thì dễ rồi. Phòng ngự mà vạn kiếm quy nhất không phá được thì ma luân huyết tế có thể. Chỉ cần có kẽ hở thì hắn sẽ ra tuyệt sát ngay. Ừ, thánh tử Ma Điện rên rỉ vô cùng khó chịu, bay về phía sau. Mặc dù huyền võ hắc ma giáp chịu được vạn kiếm quy nhất nhưng hắn ta lại không dễ chịu chút nào, có vài kiếm ý là hắc ma giáp không thể đo được và đáng buồn là hắn ta đã bị trúng mấy tia kiếm ý đó, có vài vết chém bên dưới áo giáp, đấy là những vết thương do kiếm ý gây ra. Đến giờ, hắn ta mới nhìn rỡ được người đã đánh lén mình, không ngờ lại là Cơ Ngân. Hắn ta không hiểu, thật sự không hiểu nổi, nhiều ma quỷ như thế thì Triệu Bân đã chạy ra từ chỗ nào. Huyền vô hắc ma giáp đúng là danh bất hư truyền. Triệu Bân đứng cầm kiếm mà vừa suýt xoa vừa chậc lưỡi, hèn gì đến áo khoác đen mà thánh tử Ma Điện cũng lười mặc, thì ra là có thứ để ỷ vào.
đến cả vạn kiếm quy nhất của hắn mà cũng không phá được phòng ngự thì đương nhiên những người cùng cấp khác cũng khó mà phá được. Đương nhiên, Ma Khôi và Long Phi không nằm trong số đó. Ngươi làm sao chạy thoát được hả? Thánh tử Ma Điện cười lạnh lùng, hắn ta đã đứng vững lại, không sợ Triệu Bân chút nào. Đánh, ngươi cứ đánh đi, phá được phòng ngự của ta thì ta sẽ theo họ của ngươi. Ngươi đoán xem. Triệu Bân tùy tiện đáp lại và còn quan sát hắc ma giáp từ trên xuống dưới. Hắn đang tìm điểm yếu, nếu không tìm được kẽ hở thì sẽ không phá được phòng ngự. Trong bí kíp của ma gia có rất nhiều ghi chép liên quan đến loại áo giáp này nhưng lại không có nhắc đến điểm yếu, đến cả ma tử và trưởng lão của ma gia cũng không biết. Đợi ta đánh cho ngươi tàn phế thì xem thử ngươi có còn ngoan cố như thế nữa không. Thánh tử Ma Điện hừ lạnh, không nói nhiều lời mà lập tức tấn công, tung ra một trưởng với khí thế cuồn cuộn, có cả ma sát ập đến, trưởng uy cực mạnh. Triệu Bân không chịu thua, đỡ đòn bằng chiêu hám sơn quyền. Khi trưởng và đấm gặp nhau thì sấm sét nổ ầm ầm. Hai bên đều lùi về sau nửa bước. Thánh tử Ma Điện kinh ngạc, hắn ta là cảnh giới địa tạng, không ngờ lúc tấn công trực diện lại bị đánh lùi. Triệu Bân cũng chau mày, chỉ xét về sức mạnh không thôi thì tên này mạnh hơn cả thánh tử Ma Sơn. Nào! Thánh tử Ma Điện hét lớn lên, trưởng ra một ma hải. Cùng là ma hải nhưng so với ma long hải của thánh tử Ma Sơn, ma hải của Ma Điện lại không bằng. Triệu Bân không sợ, xé tan ma hải bằng một tia chớp. Hắn vẫn chưa kịp tấn công tiếp thì thánh tử Ma Điện đã đánh đến trước, chỉ ra một tia sáng ma về giữa hai chân mày của Triệu Bân. Triệu Bân không cử động, âm thầm dùng huyền giáp, phòng ngự toàn diện và còn có khả năng bật ngược. Lần này phản kháng ngược của huyền giáp đã có tác dụng. Tiếc là tất cả những gì dội ngược lại đều bị hắc ma giáp chặn lại hết. Thêm cho ngươi một lớp nữa này. Triệu Bân tiến lên một bước. Giật huyền giáp ra khỏi người. Xong rồi thì mặc lên cho thánh tử Ma Điện, đều là áo giáp nên chắc có thể có tác động với nhau. Huyền giáp rung lên, lập tức mọc ra gai sắt. Đáng tiếc là gai sắt không có tác dụng gì với hắc ma giáp cả, vừa chạm vào là nát ngay, còn cấm chế co rút của huyền giáp cũng vô dụng. Bị hắc ma giáp cản phá, đến cả cấm chế của nó cũng mất đi uy lực. Tóm lại, vẫn là hắc ma giáp mạnh hơn. Phá! Thánh tử Ma Điện đứng im, hét lớn lên. Hắn ta vừa dứt lời thì hắc ma giáp lập tức tỏa ra ánh sáng màu đen, có một sức mạnh bá đạo toát ra. Huyền giáp đang lành lặn lập tức bị nổ thành những mảnh giáp vụn và bị thánh tử Ma Điện tung trưởng đánh nát thành tro. Ôi! Triệu Bân lại bụng ngực, đau lòng vô cùng. Đã là chiếc áo giáp thứ hai rồi, đấy là chiếc huyền giáp thứ hai bị nổ tung, chiếc thứ nhất bị thánh tử thi tộc cho nổ. Cũng kỳ lạ thật. Huyền giáp rơi vào tay hắn thì đi đâu cũng không dùng được. Thật không may, đã phá hỏng huyền giáp của ngươi rồi. Thánh tử Ma Điện cười nham hiểm, dùng huyền giáp để đấu với hắc ma giáp thì ngươi vẫn còn kém lắm. Về điểm này thì Triệu Bân không thể không thừa nhận. Tác phẩm của Bất Diệt Ma Quân đúng là không tồi. Phá hỏng huyền giáp của ta thì sẽ phải trả giá đấy. Triệu Bân dùng bước phong thần, tấn công qua. Thánh tử Ma Điện cũng không chịu thua. Tấn công trực diện, vẫn chưa đánh đến thì trong mắt đã phóng ánh sáng vàng kim, hai tia chớp liền bay ra. Triệu Bân không thèm nhìn, đối đầu trực diện, đánh ra uy long trưởng, đập lên hắc long giáp. Một tiếng ầm vang lên, đối phương chưa bị thương mà bản thân lại bị chấn không hề nhẹ. Ầm, bùm. Cuộc chiến lập tức bắt đầu, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. So với bọn họ thì trong hồ còn đánh quyết liệt hơn, vì bùa chú kỳ dị đó mà các ma quỷ vẫn tàn sát lẫn nhau. Một hồ nước yên lành đã bị máu của ma quỷ nhuốm đen, mùi hôi nồng nặc. Không biết đến lúc nào thì trong hồ mới yên tĩnh trở lại. Ma quỷ đều đã tỉnh táo lại và trở nên an phận, tất cả chìm xuống lại đáy hồ. Chỉ có mấy tên hăng máu là vẫn còn ở đó đánh nhau thôi. Ọc! Trong rừng cây bên hồ, đột nhiên xuất hiện một luồng huyết quang. Đấy là máu của Triệu Bân, hắn đã bị trúng một chiêu bằng ngón tay của thánh tử Ma Điện. Trông dáng vẻ của hắn bây giờ cực kỳ tàn tạ. Thánh tử Ma Điện mặc huyền võ hắc ma giáp trên người nên rất hống hách, chỉ tấn công mà không phòng thủ. Mặc dù Triệu Bân có trường sinh quyết nhưng cũng không chịu nổi, sức mạnh của đối phương rất kỳ quái, đánh lên người hắn rất đau. Lại một đòn tấn công trực diện nữa, cả hai đều bị chấn động đến phải lùi về sau. Khuôn mặt nhỏ của Triệu Bân tối sầm, đen như than,
hắn từng đánh nhau với rất nhiều nhân vật lợi hại nhưng chỉ có tên này tốn sức nhất, đến giờ vẫn chưa phá được phòng ngự, nghiên cứu mấy lần mà cũng không tìm ra được kẽ hở của nó ở đâu. Chiếc áo giáp này của ta có bá đạo không? Thánh tử Ma Điện đứng cầm kiếm, cười với vẻ giễu cợt. Nổ! Đáp lại hắn ta là tiếng hét lạnh lùng của Triệu Bân. Sau mấy hiệp đấu, hắn cũng không phải rảnh rỗi. Triệu Bân dán rất nhiều bùa nổ lên người của đối phương, vài tấm trong đó có cấp bậc khá cao. Hắn muốn xem thử dùng bùa nổ thì có thể nổ banh chành hắc ma giáp kia hay không, không cần phải quá nhiều, chỉ cần rách một góc thôi là được. Sau đó hắn sẽ dùng chiêu thuấn thân tuyệt sát lột chiếc áo giáp đó xuống bằng một kiếm. Ầm, bụp, ầm. Tiếng nổ vang lên sau đó, nối tiếp nhau không ngớt. Nhưng, Thánh tử Ma Điện vẫn không hề cử động, hắn ta cũng đã biết việc Triệu Bân dán bùa nổ lên người mình từ sớm rồi nhưng không sao cả. Có bùa nổ thì ngươi cứ nổ cho đã đi, ông đây mà sợ thì coi như ông thua, tưởng hắc ma giáp của ta là đồ chơi đấy à? Ngon đấy. Triệu Bân thấy thế thì hít một hơi thật sâu. Hắn không tin và vẫn đang tìm cách làm sao để phá phòng ngự. Bỗng nhiên, một ý tưởng thoáng lên trong đầu hắn. Không phá được phòng thủ nhưng nếu có thể cởi được nó ra thì dễ xử lý rồi. Hắn nghĩ đến đây thì thu kiếm Long Uyên về lại. Phì! Triệu Bân vò đôi tay nhỏ lại với nhau, không biết tiên thuật trộm cắp có dùng được không? Sao thế? Hết trò rồi sao? Thánh tử Ma Điện lao nhanh như bóng ma, chém bàn tay xuống chẳng khác nào một thanh đao. Triệu Bân bước một bước, cố né đòn, rồi đưa tay, cởi ra cho ta. Nguyệt Thần cũng liếc mắt, muốn xem thử có thể cởi ra được không. Sự thật chứng minh không dễ cởi chút nào, chiêu tiên thuật trộm cắp không lấy được thứ gì cả. Cấm chế kỳ quái thật. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng tiên thuật trộm cắp đã bị cản trở, nó đã bị cấm chế trên hắc ma giáp chặn lại. Đúng thật là phòng ngự tuyệt đối, không chỉ chịu đòn giỏi mà còn chống trộm được nữa. Diệt! Thánh tử Ma Điện lại tấn công, năm ngón tay đột ngột giáng xuống. Triệu Bân tay không xông lên. Vì hôm nay tâm trạng ta không được tốt nên ta quyết định cho ngươi mát mẻ một chút. Cái gọi là mát mẻ tức là cởi đồ của hắn ta ra. Xoạt, xoạt, xoạt. Đôi tay nhỏ của hắn sờ mó khắp nơi, nhìn hoa cả mắt. Mỗi lần có tiếng xoạt vang lên thì trên tay hắn lại có thêm một món đồ, chẳng hạn như quần lót, áo, quần, tất cả đều là của Thánh tử Ma Điện. Huyền võ hắc ma giáp có cấm chế, hắn không cởi xuống được, nhưng quần áo bên dưới chiếc áo giáp đó thì khác, chỉ cần dùng tiên thuật trộm cắp thì lột đâu chúng đó, ngoài hắc ma giáp của Thánh tử Ma Điện ra thì tất cả áo quần đều bị hắn lột sạch hết. Thánh tử Ma Điện đã cảm thấy rất mát mẻ. Đánh nhau một hồi thì cảm thấy cả người lạnh căm. Vừa cúi đầu xuống nhìn thì, ôi cha, đi tong quần trong rồi. Cúi đầu nhìn tiếp thì, ây già, quần cũng mất rồi. Cúi đầu nhìn xuống lần nữa thì, cậu nhỏ vẫn còn. Mát mẻ không? Triệu Bân vứt cái quần cộc hoa của Thánh tử Ma Điện đi, chỉ giữ lại một túi tiền màu tím để kiểm kê. Túi tiền tất nhiên là của Thánh tử Ma Điện, vừa rồi lúc hắn cởi y phục của người ta thì hắn cũng tiện tay trộm luôn túi tiền. Túi tiền này cầm trên tay rất nặng, chắc chắn là có rất nhiều tiền. Quả nhiên là một thánh tử, hết sức giàu có. Mặc dù túi tiền không lớn nhưng bên trong nó có không gian đặc biệt lớn hơn cả thùng nước, bên trong không gian đặc biệt đó có chứa rất nhiều dược hoàn, linh dịch, đan dược, bùa chú cùng những sấp ngân phiếu lớn. Ngoại trừ túi tiền, hắn còn trộm luôn cả phục sức trên người của đối phương. Chẳng hạn như ngọc bội cùng dây chuyền này, toàn bộ đã bị hắn trộm sạch sẽ. Chậc chậc chậc, Triệu Bân tặc lưỡi liên tục. Tiên thuật trộm cắp đúng là bí pháp tốt. Có thể tinh thông bí pháp này thì hắn có đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Cơ Ngân, Thánh tử Ma Điện tức giận gầm lên. Triệu Bân đang rất vui vẻ trong khi hắn ta thì đang rất tức giận. Chỉ có quỷ mới biết được Triệu Bân đã dùng cách gì để trộm được hết đồ của hắn ta. Trên người Thánh tử Ma Điện lúc này ngoại trừ hắc ma giáp thì những thứ khác đều đã bị trộm sạch. Hắn ta xuất đạo đã lâu mà chưa bao giờ gặp phải chuyện quỷ quái đến thế này. Chẳng lẽ cái tên này là thần trộm thành tinh? Lỗ vốn quá. Triệu Bân không thèm để ý tới Thánh tử Ma Điện, lúc này hắn còn đang bận đau lòng. Nếu như sớm biết tiên thuật trộm cắp hữu ích như vậy thì hắn đã áp dụng lên người của tất cả kẻ thù hắn gặp trước đây rồi, chẳng hạn như Nguyên Thương, Tiểu Nhật Áo Đen, đám người thi tộc, Thánh tử Ma Sơn. Đây đều là những kẻ có thân phận không tầm thường. Không phải thánh tử thì cũng là hoàng tử,
nhất định đều hết sức giàu có, trộm hết của bọn chúng thì chắc chắn hắn sẽ có được một nguồn của cải đáng kể. Ta sẽ giết ngươi. Thánh tử Ma Điện vô cùng tức giận, đánh ra ma sát cuồn cuộn. Triệu Bân không hề nao núng, phất tay áo nghênh chiến. Ầm, ầm. Sau một thoáng im lặng thì bên bờ lại vang lên tiếng nổ, một bên là Thánh tử Ma Điện, một bên là đệ tử Thiên Tông, cả hai không hề phòng ngự mà liên tục tung ra bí pháp đối kháng, một đông một tây liên tục tung ra kiếm quang, đao mang, quyền ảnh, trưởng ấn. Ngập tràn thiên địa, mỗi một lần va chạm đều tạc ra ánh lửa, còn có vầng sáng lan tràn. Mặt hồ vốn phẳng lặng lại bị tầng tầng ánh sáng lan tràn quét qua làm nổi lên sóng gió, đám ma quỷ trong hồ đều trở nên an phận vô cùng, mạnh như con quỷ rùa đen mà cũng không dám ngóc đầu lên. Cả hai tên này đều là những kẻ tàn nhẫn. Thế nên trốn dưới hồ vẫn an toàn hơn. Phụt, phụt. Trong khung cảnh hỗn loạn thì lại có máu tươi bắn lên không trung. Đó là máu của Triệu Bân. Thánh tử Ma Điện có hắc ma giáp hộ thể thì Triệu Bân cũng có vạn pháp trường sinh quyết để dựa vào, hắn hết sức lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết khiến cho vết thương trên người khép miệng, mặc dù hắn không thể phá được phòng ngự của Thánh tử Ma Điện nhưng đối phương cũng không thể đánh ngã được hắn. Thời gian dần trôi, Thánh tử Ma Điện đã không thể cầm cự được nữa. Hắn ta đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho bí thuật, ma sát của hắn ta cũng đã bị mai một đi không ít, mỗi lần đánh ra một bí thuật thì nó lại mất dần uy lực. Trong khi đó, khi nhìn sang phía Triệu Bân thì hắn ta lại không thể nào tin được, cái tên này dường như có nguồn chân nguyên vô hạn, đánh nhau lâu như vậy mà khí huyết của hắn vẫn không hề sa sút, hơn nữa còn càng đánh càng hăng. Mà Triệu Bân cũng đã không còn kiên nhẫn. Trong khi chiến đấu ánh mắt của hắn liên tục quan sát hắc ma giáp, hắn không tin hắc ma giáp này có năng lực phòng ngự tuyệt đối. Trước đó hắn lột bỏ hết y phục của đối phương chính là bởi vì muốn dễ dàng nghiên cứu bộ giáp này hơn. Sau khi lột bỏ y phục của đối phương thì đúng là hắn đã có thể quan sát dễ dàng hơn. Hắn cố gắng quan sát kỹ lưỡng từng tấc một trên bộ giáp. Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để cho hắn tìm được một điểm yếu chính là nằm trên vai trái của Thánh tử Ma Điện. Thoạt nhìn thì trông có vẻ như không hề sứt mẻ nhưng kỳ thực ở trên đó đã có một vết rạn rất nhỏ đã bị hoa văn che giấu, nếu như không nhìn kỹ thì thực sự không thể phát hiện ra. Cũng may là hắn có thiên nhãn chứ nếu không có thiên nhãn hay đạo hạnh cao siêu thì cũng không thể nào nhìn ra manh mối. Ta đã nói mà. Triệu Bân nở nụ cười lớn. Có sơ hở, vậy thì tốt. Thánh tử Ma Điện lại hung hãn đánh tới. Lần này Triệu Bân không tiến lên đối kháng mà lại phi thân về phía sau. Đi đâu? Thánh tử Ma Điện đuổi sát không buông, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Cho dù có giết được Cơ Ngân hay không thì hắn ta cũng phải lấy lại túi tiền của mình. Đừng vội, ta còn chuẩn bị tặng ngươi một đại chiêu mà. Triệu Bân thầm cười trong lòng, hắn đã có kế hoạch ứng phó rồi. Hắn ngay lập tức biến ra phân thân giải rác tứ phương, sau khi các phân thân vừa đáp đất thì đều dùng chân nguyên hóa kiếm hết sức hấp thu năng lượng, chỉ đợi trong một chớp mắt liền đem tất cả kiếm uy cùng kiếm ý thêm vào trên người chân thân. Cho dù ông trời có xuống đây thì ngươi cũng không có đường sống. Thánh tử Ma Điện tức giận gầm lên, việc Triệu Bân phi thân ra sau chạy trốn đã khiến cho hắn ta tự tin tràn đầy, nghĩ rằng Triệu Bân không thể chống cự nổi nữa cho nên hắn ta hoàn toàn có thể tiêu diệt Triệu Bân thành cho bụi. Hắn ta tung ra một cước đá nát cả tảng đá, sau đó lại tung ra một chưởng đánh Triệu Bân văng ra xa. Trong lúc bay ngược ra phía sau thì Triệu Bân đã kịp ném ra một loạt phi đao. Trên mỗi phi đao đều có dán một lá bùa lôi quang, bùa vừa phóng tới đã nổ tung khiến cho từng đạo lôi quang bắn ra làm Thánh tử Ma Điện bị chấn động, hai mắt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân đã đáp xuống. Lôi phong quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Bân quát to một tiếng, khí phách tràn đầy. Tất cả các phân thân trong chớp mắt đều tiêu vong, tụ tập lại nguồn năng lượng khổng lồ đẩy vào bên trong cơ thể của hắn. Ngoài ra còn có thiên lôi. Thái âm chân khí và huyền hoàng khí cũng nhất tề truyền vào kiếm Long Uyên. Keng! Năng lượng bên trong thanh kiếm đã lên đến đỉnh điểm, một kiếm có thể nghiền nát tất cả. Bên này, Thánh tử Ma Điện đã lấy lại được tầm nhìn. Nhìn thấy kiếm của Triệu Bân, hắn ta liền nhếch miệng cười nhạo. Hắn ta có hắc ma giáp hộ thể, đối phương không thể phá nổi phòng ngự của hắn ta. Cũng khó nói lắm, Triệu Bân cười gằn. Ngay lập tức hắn phóng tới trước nhanh như chớp. Đâm thẳng vào vết rạn trên hắc ma giáp. Phụt. Máu tươi phun ra, bả vai trái của Thánh tử Ma Điện đã bị một kiếm xuyên thủng.
Chuyện này, Thánh tử Ma Điện sững sờ, hai mắt lồi ra, đồng tử co rụt lại, hắn ta thật sự không thể tin được, đây chính là Hắc Ma Giáp đó. Bộ giáp do Bất Diệt Ma Quân đích thân luyện chế lại bị một võ tu cảnh giới Huyền Dương đâm thủng, hắn ta làm sao có thể tin được. Trước đó chính hắn ta cũng không biết trên Hắc Ma Giáp còn có điểm yếu. Có thể làm thánh tử, quả nhiên cũng là nhân tài. Triệu Bân thở dài, một kiếm mang uy lực đỉnh cao của hắn cũng không giết chết được thánh tử Ma Điện. Có thể thấy được nội tình của đối phương có bao nhiêu hùng hậu, cho dù không có Hắc Ma Giáp thì chiến lực vốn có của hắn ta cũng đã hết sức cường đại. Nếu như Hắc Ma Giáp không có điểm yếu thì Triệu Bân cũng sẽ không có cách nào đánh gục được hắn ta. Á! Ma lực của Thánh tử Ma Điện đột nhiên bùng nổ, chấn Triệu Bân văng ra xa. Thánh tử Ma Điện sau khi bị một kiếm đầy uy lực của Triệu Bân đâm trúng thì trạng thái cũng không thể nào ổn được. Hắn ta hộc máu giàn giụa, kiếm ý của Lôi Phong Quyết đã xâm nhập vào trong khí lực của hắn ta và tác loạn bên trong khiến cho hắn ta trọng thương không thể phục hồi, thậm chí căn cơ còn bị tổn hại. Nghĩ vậy, hắn ta liền quay đầu bỏ chạy. Không thể tiếp tục đánh nữa, còn đánh nữa thì chính là tự sát. Vội về nhà cưới thê tử sao? Triệu Bân nhắm vào vết thương của đối phương, thi triển thuấn thân tuyệt sát. Máu lại phun ra một lần nữa, thánh tử Ma Điện không thể chạy thoát, ngay lập tức bị đứt lìa cánh tay. Hắc Ma Giáp trước đó chỉ bị nứt ra một vết nhưng bây giờ thì đã bị xé làm đôi. Đến lúc này, khả năng phòng thủ tuyệt đối trong huyền thoại đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hắc Ma Giáp đã bị phá, cấm chế cũng biến mất, không thể che chở cho thánh tử Ma Điện được nữa. Á! Thánh tử Ma Điện rít gào, trông dữ tợn tột cùng. Trong chớp mắt hắn ta đã mở ra cấm thuật, ma lực đáng sợ bùng nổ. Phụt! Triệu Bân đang chuẩn bị chém thêm một kiếm thì lại bị chấn động đến mức xương cốt nứt rạn, máu văng tứ tung. Có cơ hội, thánh tử Ma Điện lại quay đầu bỏ chạy thục mạng. Còn muốn chạy? Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên trong tay, đuổi sát không buông. Trong núi rừng trạng vạng, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Thánh tử Ma Điện một đường chạy trốn, Triệu Bân một đường đuổi đánh, khó lắm mới có thể bắt được một con mèo bệnh, nếu như không thể giết chết được hắn ta tại đây thì thật vô ích. Cứu ta! Thánh tử Ma Điện gầm lên kêu cứu. Hắn ta không phải là người duy nhất của Ma Điện tiến vào bên trong di chỉ, đi theo hắn ta còn có không ít người hỗ trợ, chẳng qua do thiên địa biến hóa cho nên mới bị chia cách. Lần này hắn ta đã liều chết gầm lên. Nếu như ở xung quanh đây có đồng bọn của hắn ta thì liền có thể nhảy qua ứng cứu. Giọng nói này. Thánh tử Ma Điện. Bị đuổi giết. Quả thật có người ở gần đó nghe thấy được tiếng gầm thét và nhận ra là ai đang gầm thét. Nguyên nhân chính là vì nhận ra cho nên mới cảm thấy kinh hãi. Đó là Thánh tử Ma Điện, kẻ có huyền võ Hắc Ma Giáp có khả năng phòng ngự tuyệt đối. Trên đời này ngoại trừ Thánh tử Ma Cung Ma Khôi thì còn ai có thể phá được phòng ngự của hắn ta. Chẳng lẽ kẻ đang đuổi giết Thánh tử Ma Điện lại chính là Ma Khôi? Vẫn còn có một khả năng, đó chính là bên trong di chỉ có ma quỷ cấp chuẩn thiên. Nhưng khả năng này gần như bằng không. Ma Điện là một dòng truyền thừa của ma vực từ xa xưa, ma quỷ bên trong di chỉ ma vực chắc chắn sẽ không công phạt người của Ma Điện, so với khả năng này thì khả năng hắn ta bị Ma Khôi truy giết còn cao hơn. Thú vị! Trên một đỉnh núi cao chót vót, có một người mặc hắc bào đang đứng ung dung. Hắn ta có khí lực anh hãn, đôi mắt thâm thúy, mặc dù đã che giấu khí tức nhưng ma sát vẫn bộc phát ra ngoài, ma khí xung quanh hắn ta hết sức bạo ngược, lại vô cùng nồng đậm, cẩn thận nghe ngóng còn có thể nghe được bên trong cơ thể của hắn ta phát ra những tiếng gầm giống như tiếng gầm giống của hổ dữ. Nói chính xác thì đó chính là tiếng gầm giống của Thái Thượng Hung Hổ. Không sai, hắn ta chính là Thánh tử Ma Cung Ma Khôi. Ngoài thánh tử người thì những kẻ tiến vào di chỉ còn ai có thể phá được Hắc Ma Giáp, đứng phía sau Ma Khôi có một thanh niên mặc áo tím nói, tay hắn ta đang cầm kính viễn vọng nhìn về phía khu rừng đối diện. Vậy mới thú vị. Khóe miệng Ma Khôi khẽ nhếch lên, trông vừa thích thú vừa tàn nhẫn. Trong số các võ tu cùng thế hệ thì chỉ có Đại Hạ Long Phi có thể trở thành đối thủ của hắn ta, cho tới nay trong danh sách đối thủ của hắn ta cũng chỉ có một mình Đại Hạ Long Phi. Những kẻ khác bất luận là thánh tử của các thế lực hay là yêu nghiệt của Thiên Tông đều không dám tìm đến hắn. Hắn ta đã bế quan rất lâu. Cho nên mới không biết thế gian này lại vừa có thêm một nhân tài. Ầm, ầm. Bên trong khu rừng tối, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt.
Thánh tử Ma Điện vẫn còn đang chạy trốn, trong khi Triệu Bân vẫn còn đang truy đuổi, bọn họ chạy đến chỗ nào thì chỗ đó liền có tiếng gầm rú vang lên, khắp núi rừng đều đã bị hai người làm cho trở nên hỗn loạn. Có rất nhiều người đang tới đây, Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đang đi chân trần cho nên có thể cảm nhận được sự rung động của mặt đất thông qua đại địa linh chú, hắn biết ở bốn phương tám hướng đều có người đang chạy tới đây, hơn nữa thực lực cũng không hề thấp. Đây không phải là tin tốt. Chỉ trách hắn có quá nhiều kẻ thù, nếu như bị bao vây thì hắn lại phải thêm một hồi mệt mỏi. Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn tăng vọt, công kích dồn dập. Tình trạng đối thủ của Triệu Bân đang rất thê thảm, liên tục đổ máu. Thân thể của hắn ta lúc này đã không còn giống hình người. Ngươi thật sự không chịu từ bỏ. Thánh tử Ma Điện bị ép đến điên cuồng, lại gầm lên một tiếng phẫn nộ. Đáp lại hắn ta chỉ có một đạo chu tiên quyết của Triệu Bân đang đánh tới, suýt chút nữa thì đã giết chết hắn ta. Đã đuổi đến tận đây rồi mà còn muốn được thả sao? Thả ngươi để ngươi quay về dẫn thêm người tới báo thù ta à? Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Đó là đạo lý từ xưa đến nay. Lão đại, nhanh lên, cô ấy không chống đã được nữa rồi. Trong lúc Triệu Bân đang hết sức truy đuổi thì lại nghe thấy tiếng gào của phân thân. Hắn vội vàng kết nối với tầm mắt của phân thân. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một người đã nhuốm đầy máu, đó chính là Sở Về Xương. Không biết cô ta cách nơi này bao xa, chỉ biết rằng tình hình của cô ta đang rất tồi tệ, bị mười mấy cường giả huyết tơ môn vây sát, đã có dấu hiệu sắp ngã gục. Chết tiệt. Triệu Bân thu kiếm, đi thẳng tới chỗ của Sở Vô Xương. Lúc này hắn không thể tiếp tục đuổi giết Thánh tử Ma Điện, hắn còn phải đi ứng cứu đồng đội. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, tin tức đến quá trùng hợp. Triệu Bân vừa rời đi thì rừng núi cũng dần trở nên yên tĩnh. Vèo, vèo. Thánh tử Ma Điện vẫn đang chạy trối chết. Sau khi đã chạy một đoạn thật xa thì hắn ta mới quay đầu nhìn lại, không thấy Cơ Ngân đuổi theo thì không khỏi sững sờ. Cái tên đó rõ ràng nhất quyết không giết chết được hắn ta thì sẽ không dừng tay, chuyện hắn ta bị tiêu diệt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Cơ Ngân đã bỏ đi. Chẳng lẽ là, lương tâm sống lại sao? Lương tâm cái rắm. Nếu như hỏi thì đây chắc chắn sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Đừng để cho ông đây gặp lại ngươi lần nữa, nếu không thì ông đây nhất định sẽ đánh chết ngươi. Tiếng công kích đã ngừng rồi. Những kẻ đang đánh tới đây đều cau mày. Thánh tử Ma Điện đã bị tiêu diệt rồi sao? Trong lòng ai cũng dự đoán như vậy. Khi bọn chúng phóng tới khu rừng thì liền nhìn thấy một bóng người đẫm máu, kẻ đó chính là Thánh tử Ma Điện, đầu tóc rối bù, bộ dạng hết sức thê thảm. Hắc ma giáp của hắn ta đã bị phá, một cánh tay của hắn ta còn bị chặt đứt, bây giờ hắn ta đã không còn ra hình người nữa, không cần hỏi thì cũng biết hắn ta đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Còn sống? Sao chỉ còn một mình Thánh tử ở đây? Kẻ đuổi giết thánh tử đâu? Rốt cuộc là ai đã đuổi giết thánh tử? Người còn chưa tới nơi thì tiếng bàn tán đã vang lên không ít. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn chúng tò mò, không biết là ai đang đuổi giết thánh tử Ma Điện, tất cả đều thấy hắc ma giáp đã bị phá, nếu không phải một bị sức mạnh cường đại công kích thì không thể nào phá được phòng ngự của hắc ma giáp, trên đời này có ai lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy? Đáng tiếc, bọn chúng không thể nhìn thấy kẻ đuổi giết thánh tử của mình. Thánh tử. Hơn một chục kẻ mặc hắc bào đã phóng tới, đây đều là người của Ma Điện. Nhìn thấy đồng bọn, Thánh tử Ma Điện không khỏi xúc động. Con mợ nó, suýt chút nữa là bị tiêu diệt, cho đến tận bây giờ mà đầu óc của hắn ta vẫn còn ông ông, rõ ràng hắn ta có tu vị cao hơn Cơ Ngân, trên người lại có mặc hắc ma giáp hộ thể nhưng lại bị Cơ Ngân đánh thành ra bộ dạng này, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thê thảm. Vèo, vèo. Đám người phóng tới không chỉ có người của Ma Điện mà còn có người của Ma Quật. Kẻ dẫn đầu tất nhiên là Vương Dương, nhìn thấy tình trạng của Thánh tử Ma Điện thì hắn ta cũng không khỏi cau mày, hắn ta biết trên người Thánh tử Ma Điện có mặc hắc ma giáp, thế mà vẫn bị đánh thảm như vậy sao? Tình trạng của ngươi có vẻ không được tốt cho lắm. Vương Dương mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu. Ngay khi hắn ta nói ra những lời này thì đám người Ma Điện ngay lập tức bộc phát khí thế sẵn sàng công kích, bảo vệ thánh tử ở giữa. Bọn chúng đều biết bản tính tàn bạo của Vương Dương, ngay cả ma đồng mà hắn ta cũng ăn thịt thì còn chuyện gì mà hắn ta không dám làm nữa, chắc chắn hắn ta đang muốn ăn thịt luôn cả thánh tử của bọn chúng, dù sao thánh tử của bọn chúng cũng đang bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Về phần bọn chúng, không ai trong số bọn chúng có thể làm đối thủ của Vương Dương. Hơn nữa, ma quật cũng kéo tới đây không ít người. Nếu như thật sự muốn đối kháng thì rất có thể toàn quân ma điện ở đây sẽ bị diệt. Bọn chúng nghĩ không sai, Vương Dương thật sự đã có tính toán này. Thừa dịp đối phương đang bị trọng thương để ra tay là tốt nhất. Khí huyết của Thánh tử Ma Điện hết sức hiếm lạ. Nếu như hấp thụ được nội tình của Thánh tử Ma Điện thì chắc chắn ma lực của Vương Dương sẽ được tăng cường. Dù vậy, Vương Dương cuối cùng vẫn cố kiềm chế. Nhìn đối phương, số lượng người kéo tới không ít mà chiến lực cũng không thấp, mà đây chỉ mới là bên ngoài, chắc chắn trong bóng tối còn có rất nhiều người ẩn thân. Nếu như hắn ta thật sự đối đầu với Ma Điện ở đây thì không thể tránh khỏi tình thế lưỡng bại câu thương, để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi. Trong thời khắc mấu chốt này thì hắn ta nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vốn sinh ra từ chung một gốc, cần gì phải vội vàng đối đầu như vậy, Thánh tử Ma Điện cười lạnh nói. Là ai đuổi giết ngươi, Vương Dương thu lại ma lực, âm hiểm cười rồi nhìn về phía Thánh tử Ma Điện hỏi. Cơ Ngân. Nhắc đến hai chữ này, Thánh tử Ma Điện lại nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy cái tên này, Vương Dương giây trước còn đang mỉm cười âm hiểm thì giây sau đã lộ ra nét mặt dữ tợn. Ma lực ngay lập tức bộc phát ra lần nữa, sát khí chợt lóe, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt xông ra. Thấy vậy, Thánh tử Ma Điện cũng giật mình thon thót. Người của Ma Điện đều rút vũ khí ra. Người của ma quật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Thánh tử ra lệnh thì bọn chúng sẽ động thủ không chút do dự. Thánh tử của đối phương đã không thể chiến đấu được nữa, nếu như đối đầu thì bọn chúng hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong cho nên bọn chúng cũng không có quá nhiều lo lắng. Cơ Ngân. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Vương Dương cười gằn, trong mắt hằn lên những tơ máu gớm ghiếc. Nghe vậy, Thánh tử Ma Điện cũng không khỏi nhíu mày, hai kẻ này cũng có thủ oán với nhau sao? Không sai, chẳng những có thủ oán mà còn là thâm thù đại hận. Thánh tử Ma Quật suýt chút nữa thì đã bị Cơ Ngân tiêu diệt tận hai lần, chính xác là ba lần, nhưng lần đó Triệu Bân đã chiến đấu với hắn ta bằng nhân dạng thật của mình. Nếu như lần đó không có Bát Nhã Sen vào thì Triệu Bân đã có thể giết chết Vương Dương từ lâu rồi. Nếu như chúng ta đã có chung kẻ thù không đội trời chung vậy thì nên kết thành liên minh, Thánh tử Ma Điện cười nói. Được, Vương Dương cười gằn, thản nhiên đáp, chính hắn ta cũng không tự tin rằng một mình có thể tiêu diệt được Cơ Ngân, nay có thêm người trợ giúp cũng tốt, bất luận như thế nào thì Cơ Ngân cũng không thể sống sót bước ra khỏi ma vực. Hai thánh tử đều có suy nghĩ tàn ác. Kết liên minh cũng chỉ là tạm thời. Sau khi tiêu diệt Cơ Ngân rồi thì cả hai chắc chắn sẽ lao vào tiêu diệt lẫn nhau. Đúng là Cơ Ngân sao? Thiên Tông thật sự phái hắn vào đây sao? Hắn có thể phá Hắc Ma Giáp sao? Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng người ta đang bàn tán về Cơ Ngân, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kinh hãi, cái tên đó đúng là đi tới đâu cũng khiến cho chỗ đó trở nên náo nhiệt lạ thường, hiện giờ hắn đã tiến vào di chỉ ma vực. Chắc chắn sẽ còn gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Vèo. Ở bên này, Triệu Bân đã biến mất khỏi khu rừng. Hắn đã dùng thuật triệu hoán ngược để rời khỏi, khoảng cách tới nơi mà hắn cần tới quá xa cho nên hắn không thể đi bộ được, dùng thuật triệu hoán ngược vẫn nhanh hơn. Vương Dương, đúng là ngươi cũng đã tới đây. Trên đường đi, Triệu Bân lẩm bẩm. Trước khi rời khỏi khu rừng thì hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của Vương Dương. Trong số các thánh tử của năm dòng ma vực, ngoại trừ thánh tử ma gia còn ở thành Thiên Thu thì bốn thánh tử còn lại hắn đã xác định được ba tên, chỉ có điều hắn không biết ma khôi có tới đây hay không, cái tên đó không phải là người thường, nhìn thấy thì phải quay đầu chạy ngay. Phụt, phụt, cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu. Dĩ nhiên Triệu Bân không còn thời gian để đi bộ cho nên hắn bắt buộc phải sử dụng thuật triệu hoán ngược. Trên con đường triệu hoán ngược hắn liên tục bị vết cắt không gian cắt qua thân thể khiến cho thân thể của hắn lúc này đầy những vết thương chằng chịt và đẫm máu. Ầm, ầm. Trong một sơn cốc nằm sâu trong di chỉ liên tục vang lên những tiếng ầm ầm. Bên trong đang có một trận đại chiến, chính xác mà nói thì chính là Sở Vô Xương đang bị vây sát. Cháu gái của nữ soái Xích Diễm mặc dù tinh thông năm loại thuộc tính nhưng cũng không chịu được sự vây sát của cường giả huyết y môn. Bóng hình xinh đẹp của cô ta bây giờ đã nhiễm đầy máu tươi, trên những vết thương đều lóe lên u quang khiến cho vết thương rất khó khép miệng, thậm chí còn làm tổn hại đến căn cơ của cô ta. Cô ta cũng là một người không may mắn. Kể từ khi bị tách khỏi Triệu Bân thì cô ta cũng liên tục bị đuổi giết. Chuyện đó là đương nhiên,
Tất cả mọi người đều đi thành nhóm từ 3 đến 5 người, chỉ có một mình cô ta là đi lẻ, hơn nữa cô ta còn là một mỹ nhân, vậy thì không bị truy đuổi mới là lạ. Cũng giống như đám huyết y môn này vậy, tựa như âm hồn bất tán, lại còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, từ lúc đầu cho đến bây giờ bọn chúng đều liên tục tung ra sát chiêu. Phụt! Dưới ánh sao, máu tươi phun lên không trung chói lóa. Sở Vô Xương liên tục phun máu, lại vừa mới bị đánh trúng một chưởng. Không đợi cô ta đứng vững thì tên cầm đầu đám huyết y môn đã xông tới chém ra một luồng huyết khí hóa kiếm khí cực kỳ quỷ dị, uy lực mạnh mẽ phá vỡ chân nguyên hộ thể của Sở Vô Xương. Màn đêm vô hạn. Sở Vô Xương hừ lạnh một tiếng, thi triển bí pháp. Bí pháp này Triệu Bân cũng đã từng thấy qua, trong trận tỉ thí Tân Tông hắn đã bị màn đêm vô hạn hành cho thê thảm. Nếu như không có võ hồn để dựa vào thì hắn chắc chắn đã bị Sở Vô Xương đánh bại rồi. Phá! Thánh tử huyết y môn lạnh lùng quát, đánh ra một luồng ánh sáng màu bạc. Luồng ánh sáng màu bạc này rất quỷ dị, có thể cắt xuyên qua màn đêm vô hạn. Phụt! Sở Vô Xương hộc máu, chịu phản vệ dữ dội. Trạng thái của cô ta đang rất tồi tệ. Nếu không thì đối phương đã không thể phá tan màn đêm vô hạn của cô ta dễ dàng đến như vậy. Đến tận lúc này thì thanh âm đại chiến mới tạm thời dừng lại, đám người huyết y môn đã chiếm được thế thượng phong, bọn chúng chặn mọi đường thoát của Sở Vô Xương, bộc phát ra sát khí mãnh liệt như những tên đại ma đầu. Vẫn còn muốn chiến đấu vô ích sao? Trong mắt của tên thánh tử huyết y môn lúc này đã tràn đầy tà dâm. Sở Vô Xương là một đại mỹ nhân, bắt về hưởng thụ đúng là không tệ, đám người của huyết y môn đều liếm mép nở nụ cười ô hợp mà trong đó ánh mắt của tên thánh tử là dâm tà nhất. Ở phía đối diện, Sở Vô Xương không nói lời nào, loạng choạng mất một lúc mới có thể đứng vững, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hộc máu không ngừng, ánh mắt cũng đã gần như tối sầm lại. Không phải là do cô ta không đủ mạnh mà là do đối phương có quá nhiều người, chưa nói đến những kẻ khác, chỉ tính riêng thánh tử huyết y môn cũng không hề yếu hơn Nguyên Thương, cô ta có thể chống chọi được đến giờ này đã là một kỳ tích. Dù sao thì cô ta cũng không phải là yêu nghiệt giống như Cơ Ngân. Nghĩ đến Cơ Ngân, cô ta lại cảm thấy chua xót. Không biết Cơ Ngân đang ở đâu nhưng hôm nay chắc chắn cô ta sẽ phải bỏ mạng ở đây. Thương thế của cô ta đã quá nghiêm trọng, đừng nói là chiến lực, thực sự ngay cả một nửa chiến lực cô ta cũng không thể nào thi triển được nữa. Làm thế nào cô ta có thể tiếp tục chống đỡ được công phạt của đám người huyết y môn này? Bắt sống cho ta. Thánh tử huyết y môn nhếch miệng cười, phất tay ra lệnh. Nhận lệnh. Tên huyết y môn thứ nhất xông lên tung ra một chưởng, bên trong lòng bàn tay của hắn ta có khắc bí văn biến hóa kỳ lạ, hắn ta đang muốn dùng thuật phong ấn giam cầm Sở Vô Xương. Keng! Sở Vô Xương nâng kiếm, mạnh mẽ ngưng tụ khí thế. Nhưng cô ta còn chưa kịp ra tay thì đã thấy trên cơ thể bị khắc lên hàng chục loại cấm chế, bởi vì đám người huyết y môn còn lại cũng không hề nhàn rỗi, tất cả đều đang dùng thuật phong ấn phối hợp với nhau để bắt cô ta khiến cho cô ta không thể phản kháng. Tất cả các động tác đều bị kiểm soát. Cùng lúc đó tên huyết y môn thứ nhất cũng đã tới nơi, hắn ta biến ra một lá bùa lớn từ trên trời giáng xuống phong ấn đan hải của Sở Vô Xương, cũng phong ấn luôn tất cả kinh mạch và huyết mạch. Chết như thế này thì thật sự quá khó coi, Sở Vô Xương thì thào. Hóa ra Di Chỉ Ma Vực lại chính là nơi cô ta chấm dứt cuộc đời. Cô ta khẽ nở nụ cười, đôi mắt đẹp khép lại, kích hoạt một nguồn năng lượng kỳ lạ bên trong cơ thể. Nhiều năm trước cô ta đã bắt đầu tu luyện bí pháp này nhưng chưa bao giờ vận dụng qua, bởi vì đây chính là chiêu tự sát. Tự sát còn tốt hơn là bị trà đạp đến chết. Mỹ nhân, ta sẽ chăm sóc người thật tốt. Thánh tử huyết y môn bước tới, nở nụ cười âm hiểm làm lộ ra hàm răng trắng nhởn nanh ác. Đám huyết y môn còn lại cũng bước tới, tất cả đều đang liếm mép, trong mắt lóe lên tia sáng dâm tà như bầy sói đói đang xem Sở Vô Xương là con mồi của mình. Thậm chí bọn chúng còn tưởng tượng trong đầu khung cảnh tiếp theo, mùi vị của cháu gái nữ soái chắc chắn rất mỹ diệu. Kiếp sau gặp lại. Sở Vô Xương lẩm bẩm, nguồn năng lượng bên trong cơ thể cô ta đã biến thành một thanh kiếm vô hình sắp đâm thẳng vào tâm mạch của chính cô ta, thân thể, đạo hạnh, tu vi, nội tình cùng huyết mạch của cô ta cũng sẽ bị phá hủy toàn bộ. Giống. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm kháng hồn đột nhiên vang lên. Sau đó ngay lập tức có một con kim long vọt lên khỏi mặt đất, đó là hư ảnh được tạo nên từ bí pháp thần long vẫy đuôi, bí pháp này uy lực vô cùng, kim long vừa mới phóng lên thì đã khiến cho đám người huyết y môn đều bị chấn văng ra xa.
chỉ có Sở Vô Xương vẫn còn đứng yên ở đó. Thần Long vẫy đuôi tuy bá đạo nhưng cũng không làm cho cô ta bị thương. Sở Vô Xương bất giác mở mắt ra, cũng bất giác cụp mắt xuống. Vừa cụp mắt nhìn xuống thì cô ta đã nhìn thấy một đứa trẻ từ dưới đất trồi lên, cả người đẫm máu lem luốc, nhưng dù vậy cũng không thể che lấp được uy áp chói sáng của mình. Nhìn kỹ lại, đó không phải là Cơ Ngân hay sao?